nha. Hello chị Thục. Hello chị Thục nha, chào hết mấy chị. Chào hết mấy chị nha. Hôm nay có nhiều hàng đẹp cho mấy chị lắm. Hello chị Thục. Chào chị Dương My, chào hết mấy chị. Trời ơi, qua đi làm tóc 7 tiếng hồ mấy chị. Làm tóc 7 tiếng hồ chết lâu. Cắt tóc ngắn rồi. Cắt trước thôi, mới mốt tới Tết đâu cắt đẹp đâu. Nay có quà game đẹp cho mấy chị. Quà game rất là đẹp nha. Quà game trị giá là 250.000. Nên là em lấy cái cây quà game đó tặng cho mấy chị luôn. Chào chị Thương Phùng. Chào chị Phạm Anh Đào nha. Chào hết mấy chị. Đây đây. Chào anh Trung Lê. Hello anh. Chào chị Thúy Võ nha, chào hết mấy chị. Hello chị Nguyễn luôn, chào hết mấy chị. Em lên cái này cho quà game này trị giá là 250.000. Hôm nay ngoài những cái màu hồ điệp mới về cho mấy chị á, là lạ thì nó sẽ có một cái giống mới nữa cho mấy chị, đó chính là phụ nữ hoa cải. Bông dữ lắm, bông này hiện tại có nở có nụ cho mấy chị, về mấy chị chơi Tết luôn là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa, đúng rồi, hôm qua đi làm đẹp. Qua đi làm đẹp, chọn ngồi làm tóc không có cái gì cực khổ hết đó mấy chị. Có cực khổ ngồi là đi làm tóc 7 tiếng hồ mệt lắm. Chị mấy cái chị, mấy chị Tết mà làm tóc đi mấy chị biết khổ lắm, mấy chị ngồi 7 tiếng hồ ròng rã. Hello chị Nhung Hà, chào hết mấy chị. Tính nói gì tính lấy cái này cho em á, là em sẽ lựa cho mấy chị một cái cây quần em rất là đẹp. Quà game này á mấy chị chơi Tết luôn nghe. Em tặng cho cái em tặng cho mấy chị cái quà game trị giá là 250.000. Chào chị Hương Hồng, chào hết mấy chị. Quà game trị giá là 250.000. Hello chị Huỳnh Ý Nhi Nhi. Hello tình yêu. Tết tới hơn ơi rồi đó mấy chị ơi. Hello chị Thảo. Thảo qua sảnh cho chị Thảo. Ba sảnh chưa thấy qua thấy mồi ngon quá mà mấy tôm hùm được. Thấy mồi ngon quá mà. Quà game nhưng mà em không có tặng cho mấy chị chậu nở đâu. Em sẽ tặng cho mấy chị, em lựa cho chậu có nở có nụ về mấy chị chơi nha. Có nở có nụ về chứ không có tặng cho mấy chị cái chậu nở. Miria mấy chị biết rồi, hổm trời ở dưới bé Hương nó cũng bán cho mấy chị rồi. Chào chị Nguyễn Hạnh. Hello Trung Huyền Ngọc Dào. Mấy chị khen tóc đẹp rồi, mấy chị khen hoa đẹp đi. Xem hoa đẹp đi mấy chị, em tặng cái quà em trị giá là 250.000 cho mấy chị, em lựa chậu cho nó đẹp. Quà em trị giá là 250.000. Cây em sẽ lựa, em sẽ lựa cho mấy chị cây này có nở có nụ, mấy chị chơi Tết vivu luôn nghe, có nở có nụ. Chứ thích anh chị nào thích lấy nở thì em cũng lấy nở được cho mấy chị, còn không á thì mấy chị lấy nở lấy nụ giúp em nha. Thôi tặng cho cây có nở có nụ về cho mấy chị. Anh chị nào lỡ ở xa mà có trúng cái cây này thì vận chuyển cũng an toàn, ở gần thì cũng chơi dài dài qua Tết luôn. Đây tặng cho cái chậu quà game 250.000. Mini da da hàng đẹp. Hello chị Gia Linh Phạm. Hello chị cái gì đây? Cái mấy chị đây. Ai? Hồ Quốc Phú Hình. Hello chị lâu lắm rồi. Chào chị Hồng Nguyễn nha, cảm ơn chị, cảm ơn. Hello, cảm ơn chị Hạnh luôn. Cảm ơn chị Dào, cảm ơn hơn mấy chị. Đây, thích lấy nở thì lấy, còn không lấy nở nụ lấy. Hôm nay có được mấy cái màu hồ điệp mới về cho mấy chị, nhìn nó rất là xinh luôn. Màu cực kỳ đẹp cho mấy chị nữa, lấy những cái màu đó cực kỳ đẹp. Đây, tặng cho cái chậu này nha, em là lựa cho mấy chị cái chậu này nè. Nhớ là vào xem like mấy chị giới cho chia sẻ. Chào chị Hằng Huỳnh nè, chào hết mấy chị nha, chào hết mấy chị, chào chị Hằng Huỳnh. Cây này là cây nó vừa có nở, vừa có hiện tại đang có vừa nụ cho mấy chị, nên là mấy chị thấy bông ít nha, chứ thằng này
Hello, chào chị Hồ Bác, chào chị Phương Hiền Hằng. Lâu quá không gặp Tấn Lĩ hả? Chào chị Duyên. Anh Tấn Lĩ này chủ nhật đi đi anh chủ nhật này có tiền ta đi chơi, anh Tấn Lĩ có tiền mà vô mà sợ gì Tấn Lĩ. Tặng Thảo chỗ đó đi. Chị Thảo chúng em tặng chị Thảo luôn. Đi tới Bình Dương, ship tới Bình Dương tặng chị Thảo nè. Đây mấy chị nhớ là chia sẻ giúp em chế độ công khai em nha. Thích em có hai dòng quà game cho mấy chị. Anh chị trúng mấy chị có thể được quyền lựa một cái loại là cây nó đang nụ thế này. Tùy anh chị, em không biết mấy chị thích nở thích nụ thôi. Còn anh chị nào thích lấy nở thì lấy cái chậu này. Quà game là em cho khách lựa luôn nha. Một là chậu nụ, hai là chậu nở. Cái nở này về cho mấy chị này có nở có nụ cho mấy chị. Quà game là được lựa chọn một trong hai nha. Hello chị Liên. Liên ơi. Hello chị Liên. Quà game làm cho mấy chị lựa chọn một trong hai nha. Tặng là vũ nữ về đẹp lắm. Cho coi ngắm thử cái cây vũ nữ nha mấy chị. Đây. Đây là cái chậu vũ nữ hoa cải. Cái giống vũ nữ này khá là đẹp cho mấy chị. Bông nó không có to nhưng mà bông dữ lắm, bông luôn. Về chịu khó mấy chị ra cái chậu đi, nhìn nó đẹp dữ lắm, đẹp mấy chị. Này là hàng công tác rồi mấy chị. Nó nở như thế này mà bông vũ nữ nó bền lắm. Làm như giống như hoa giả vậy đó mấy chị. Quá trời bông. Em bung qua cho mấy chị coi thử nha. Nếu mà chúng em cho mấy chị lựa chọn. Thích nở lấy cơ em lựa cho chậu nở như thế này. Thích nụ lấy tặng cho mấy chị chậu nụ, em dễ tính mà. Lần nào cũng đẹp hả? Thiệt lựa cái cây quà game mấy chị rất là đẹp. Em lựa cho mấy chị tặng quà game mà tặng tâm huyết luôn á. Cho anh chị nào không chơi game mà cũng những anh chị nào không muốn chơi game cũng chơi game. Đó, em rất là tâm huyết cho mấy chị nghe, chứ không phải là quà game tặng qua lo cho mấy chị. Quà game tặng qua lo cho mấy chị cho xong rồi không tặng nghe. Chứ quà game lựa rất là tâm huyết cho mấy chị. Dạ chú Đức Quân Trần cho hết mấy chị. Hàng này xíu sẽ bán sao cho mấy chị. Hàng này đẹp lắm. Này nó mới về, bông dữ lắm bông mấy chị. Nó không có to nhưng mà bông nó nhiều. Nó nhiều lắm và nó phân nhánh khủng khiếp mấy chị. Em cái giống phụ nữ này năm rồi có bán. Cái thằng này phụ nữ năm rồi, thời điểm năm rồi thường em bán cuối năm thôi. Những cái phụ nữ này bán cuối năm cho mấy chị không à. Những hàng cái phụ nữ này em bán cuối năm cho mấy chị không nha. Chào chị Mỹ Ngọc. Chứ mọi lần không trẻ hả? Giờ cắt tóc lên nhìn trẻ, giờ mọi lần không trẻ hả? Mọi lần nhìn già hả? Thấy chứ sắp Tết rồi mấy chị. Ai không ngựa trước thì em đi ngựa trước. Em cập nhật lượt chia sẻ cho mấy chị đó. Nhớ là mấy chị chia sẻ chế độ công khai nhiều thời gian nha. Nói rồi đó, quà game là em sẽ cho mấy chị lựa. Anh chị nào lỡ có trúng game của em á, em sẽ lựa cho mấy chị lựa. Một cái loại là có nở có nụ như thế này. Mà cũng nhiều hông lắm nha mấy chị, cái quý thân nha. Một cái loại này là cái cây nó đang nở như thế này cho mấy chị nha. Cây mỗi cây đều trị giá là 250.000. Hàng cái hàng gia gia này là gia gia hàng bếp và hàng Tết cho mấy chị. Luôn cái chậu rất là đẹp cho mấy chị. Gia gia là gia gia hàng Tết đó, gia gia Tết đó mấy chị ơi. Bây giờ mà kiếm được những chậu gia gia đẹp như thời điểm hiện tại, thời điểm bây giờ cho mấy chị thì nói chung là hơi khó xí cho mấy chị, chứ không phải dễ đâu. Lô này là em đánh có 1.000 cây trong đây nè. Là lựa những cây đẹp nhất cho mấy chị. Trong 1.000 cây đó lựa ra những cây nào đẹp nhất là lên bán trước cho mấy chị. Còn cây nào xấu là dưỡng bán sau Tết cũng được. Những cây đẹp nhất là dưỡng bán trước cho mấy chị. Chào chị Thị Linh, chào hết mấy chị. Em cho mấy chị 1 phút nữa đó. Em cho mấy chị gần 1 phút nữa em lót cho mấy chị cái nha. Nhớ là mấy chị cập nhật lượt chia sẻ giúp em ở chế độ làm gì làm. Chia sẻ chế độ công khai dòng thời gian giùm em nghe. Dễ lắm, mini game anh em khách mới cũ trúng hoài à. Có bán trụ, cái trụ hả? Cái trụ thì em có bán á chị Bích ơi, nhưng mà mình ở xa em sợ gửi đi nó bị bể đó chị. Có bán cái trụ, em mà cũng có bán cái trụ cho mấy chị gỗ lũa đó. Gỗ lũa thì nó có 250.000 cái gỗ lũa hà. Nhưng mà anh chị ở xa thì em sợ vận chuyển đi nó gãy mấy chị. Vận chuyển đi nó bể như cái gấu dừa. Cái cây gỗ thì nó không sao hết, chỉ có những cái gấu dừa ở trên cái trụ á. Va đập cái là nó dễ bị gãy dễ liền. Tại em không có kinh nghiệm đóng với những cái hàng đóng hàng những cái hàng cứng giống như vậy. Nên là không có gửi đi tỉnh, anh chị là Sài Gòn có muốn mua những cái trụ đó thì mấy chị em có thể gửi ráp cho mấy chị cũng được. Em chuẩn bị cập nhật lượt chia sẻ nha. Làm gì làm. Hello chị Hương Trần. Quận 10 hả chị Bách? Được, quận 10 gửi được bình thường. Gửi được, em có mấy cổ lũa dễ thương lắm, ở bên nằm bên cửa hàng á. Chào chị Kiều nha, chào chị Kiều. Bắt đầu em không dám đâu, chưa trúng bên Yến lần nào nè. Số chưa tới đó chị Thảo ơi. Số chị chưa tới đó. Chứ không phải là không trúng đâu. Số chưa tới đó.
nào tới số là chúng độc đắc không à. Mấy chị thiệt, mấy chị thấy không, những khách mà những anh chị nào mà mấy chị mua số không trúng mà tới lần trúng là trúng đậm không, người ta trúng hoài, trúng 100, 200 ngàn hoài ha. Còn mấy chị mà lần nào mà mấy chị trúng mà mua quà không trúng sao là trúng độc đắc không à, trúng là trúng tiền triệu lớn không mà, chứ không trúng mà vài trăm ngàn đâu. Còn em tặng cho dậu cho da nó đẹp nha, hôm nay nhiều màu về, hôm nay về hồ điệp đẹp lắm nha mấy chị, đủ tông màu mới hết cho mấy chị. Và cũng là hồ điệp chơi Tết, những cái màu này khá là hiếm nha mấy chị. Màu này về được lần là sẽ không. Hôm nay có một, hôm nay hiện tại là em con đang có tông màu, 3 tông màu cho mấy chị là về được ngày hôm nay thôi. Là chỉ có về được mỗi thùng một, mỗi một màu cho mấy chị được một thùng. Và sẽ không có về nữa, Tết cũng không có hàng nữa cho mấy chị. Những cái tông màu khá là hiếm. Lần này trúng nha. Rồi ok, trúng trúng sợ gì. Các anh chị nào trúng thì sợ gì. Chỉnh cho 111 giây nha. Chỉnh cho mấy chị 111 giây nha mấy chị. À, không có ưu tiên anh chị nào hết. Nhớ là mấy chị vào xem like, nhớ chia sẻ giùm em. Chỉnh cho 111 giây nha. Bắt đầu em quay tờ bớt cho mấy chị cập nhật được chia sẻ nha. Quay tờ bớt. Chào quan tâm cho hết mấy chị. Bắt đầu em quay cho mấy chị nha. Từ từ đợi xí. Có anh chị nào hôm nay may mắn hay? Nguyễn Long, nếu mà đơn hàng của mình chưa nhận được, em có nói với chị rồi, inbox và messenger bên em kiểm tra đơn hàng của mấy chị nha. Kiểm tra hối hàng hoặc đơn hàng đó mấy chị đã có gửi đi chưa, hoặc là chưa gửi thì mấy chị inbox và messenger bên em kiểm tra đơn hàng của mình. Nay xuống tóc rồi chị Bích ơi. Nay xuống tóc rồi. Buồn quá, xuống tóc chị Bích ơi. Hello Bích ngang. Chào chị Lê Kiều, chào hết mấy chị luôn. Nay nhiều hàng đẹp lắm mấy chị. Về có mấy tông màu hồi đẹp hiếm á. Em có một cái màu hồ điệp vàng, mà vàng vàng hiếm cực kỳ mấy chị. Vàng này là cái màu vàng bò sữa, rất là hiếm, màu này là chỉ duy nhất năm nay mới có thôi. Còn mọi năm thì không có cái màu này luôn, không thấy cái màu này trên thị trường luôn. Em về được cái màu này như đựng thùng hay sao á. Hiếm, màu này hiếm mà hai vò bông đại lớn quá trời lớn. Vàng thì trước giờ cho mấy chị chỉ có bông trung thôi. Mà cái lô vàng là lô vàng bông đại là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là cái màu hiếm mấy chị. Màu này màu hiếm xíu dơ lên mấy chị sẽ thấy nè. Dám đảm bảo mấy chị chưa có mua được cây hồ điệp này từ trước đến giờ. Từ trước đến giờ luôn á nha. Nó quay tới 111 giây lận. Có đứa nào chọc cưng ơi xuống tóc hả? Xuống tóc. Xuống tóc cho nó bớt. Xả nghiệp bớt gì Bích ơi. Nghiệp nặng quá. Nghiệp nặng quá, xuống tóc cho nó bớt nghiệp. Hiếm lên đồ đẹp đại trước hả? Anh chị thích thì em lên. Anh chị nào muốn em lên da cũng được, hay lên đại tùy thích mấy chị. Muốn em lên da hay lên đại cho khách, em cho mấy chị dọn á. Hồi đẹp rồi em sẽ lên cho mấy chị. Nếu mà lên sẽ lên trước cho mấy chị tông màu hiếm. Còn không á thì em sẽ lên da tùy thích mấy chị thôi à. Anh chị nào mua thích thì em chịu. Em cũng dễ tính cho mấy chị lắm, thích là chịu à. Khách hàng là thượng đế mà. Rồi thấy anh Tấn Lĩ với chị Thư Hùng có chia sẻ nè. Thư Hùng có trúng game anh em lần nào chưa ta? Như chị Thư Hùng chưa trúng hay sao? Cái hồ đẹp lạ hả? Mấy chị nào thích em lên. Anh chị nào thích có màu gì em lên màu đó cho. Có phụ nữ này, có phụ nữ hoa cải đẹp lắm chị Bích. Phụ nữ này là một năm chỉ bán được một lần nha mấy chị hả? Đỗ Thanh, Nguyễn Thanh Vân. Nguyễn Thanh Vân nè. Nguyễn Thanh Vân, lên mùng thu xém trúng. Trúng học nha, hồ điệp Yến hả? Dạ được, em lấy hồ điệp cho. Cái này là Nguyễn Thanh Vân nha, chị Nguyễn Thanh Vân. Có thì là có giúp em. Trời, trèo được lên đỉnh Phan Xuân Vân này nè. Săn mây rồi đó. Đây, chị Thanh Vân có hay là có giúp em nha. Cho em xem. Anh chị nào thấy cái chị này thì kéo tên ra giùm em cho em dễ thấy nha mấy chị. Em đếm từ 1 đến 10 luôn nha. 1 cho chị Vân ạ. À, chị Vân bên máy bên đây có rồi, chị comment nhiều nhiều giùm em mấy chị Vân. Nó bị ẩn rồi, nó bị ẩn bên máy chính rồi. Nguyễn Thanh Vân có. Đây, từ từ đợi một xí nha. Rạch Giá, Kiên Giang. Ủa? Không thấy chia sẻ công khai gì hết vậy tình yêu. Chị Nguyễn Thanh Văn, mình không có chia sẻ chế độ công khai trên dòng thời gian nha. Không biết chị có chia sẻ bạn bè hay không thì không biết, hoặc là chia sẻ ở đâu không thì em không biết. Mà trên dòng thời gian mình không có nè. Trời ơi, em tặng cho mấy chị cái chậu da da 250 đó mấy chị, không ít hơn đâu. Da da này là da da hàng VIP đó mấy chị. Tại Tết thời điểm này em dám chắc mấy chị, xăng rất là khó kiếm những dòng da được đẹp như thế này.
Chúc chị may mắn lần sau. Chúc chị may mắn lần sau nha. Và bây giờ em sẽ quay lại cho chị, quay lại cho khách một lần nữa nha mấy chị. Trời ơi, không có chia sẻ nha. Em có lướt trên cả cái dòng thời gian khách có thể coi. Mình không có chia sẻ chế độ công khai. Em không biết mình chia sẻ bạn bè hay là chia sẻ nhóm nào thì em không biết. Nhưng mà mình không có chia sẻ chế độ công khai, không có trúng quà game. Quà game của em là tặng cho mấy chị cái chậu mini da da thế này. Em có nói rồi, em có đưa dơ cho mấy chị một cái chậu có nở có nụ và như thế này. Da da này là 250 một chậu đó mấy chị, không quá rẻ cho mấy chị đâu, không quá rẻ. Giá này là giá tầm trung thời điểm Tết và da da là da da hàng đẹp. Cho mấy chị, còn không thích lấy nụ thì lấy nở. Em có hai sự lựa chọn cho khách đối với khách trúng quà game. Em cập nhật lượt lại, lượt chia sẻ nha. Chúc chị may mắn lần sau, rất là tiếc cho chị Vân nha, chị Vân ơi. Mà mốt với, em dễ lắm mấy chị, em thì không có khó khăn với khách gì. Nó hợp lệ thì em cứ tặng gờ game cho mấy chị thôi, chia sẻ chế độ công khai. Hồi nãy quay 111 giây thì bây giờ em sẽ chỉnh lại cho mấy chị là 90... Em sẽ quay chỉnh cho mấy chị 95 giây nha, cho nó nhanh hơn một xí cho mấy chị. Tiếp cho chị Vân quá. Khách cho mấy anh chị khác còn cơ hội nha, em chỉnh cho mấy chị 95 giây, không ưu tiên xe, comment gì hết. Nên là mấy chị có chia đều cơ hội trúng cho khách hàng hết nha, nên là mấy chị cứ yên tâm. Đợi một xíu em lót cho mấy chị cái đã. 200, ủa cái này da da thì mấy chị biết rồi, không những thời điểm Tết đâu mấy chị. Tết thì nó rất hút hàng thì em không nói rồi. Còn thời điểm quanh năm thì mấy chị biết rồi, da giá nó cũng khá là ok cho mấy chị. Không, quanh năm dễ chơi, giá nó mềm lắm. Đó, em cập nhật lượt chia sẻ cho mấy chị. Bắt đầu quay rồi đó, đang quay cho mấy chị rồi đó. Tiếc cho chị Vân quá. Coi chi đều cơ hội cho khách nha, mấy chị còn có cơ hội trúng game nha mấy chị. Bà bánh kem túi tranh chưa dứt, bà là có bánh kem túi tranh. Nó lót quá trời lót, mà nó quay cũng sống chóng mặt luôn kìa. Hello chị Hiền Bùi, cảm ơn chị Hiền Bùi, thả tim chị Hiền Bùi một cái nha. Hôm nay cuối tuần rồi đó mấy chị, chúc mấy chị cuối tuần vui vẻ nha. Cuối tuần rồi đó chắc còn được khoảng được 4 cái chủ nhật nữa là mấy chị có tới Tết rồi. 4 cái chủ nhật nữa là tới Tết rồi đó mấy chị. Trời ơi, đó là lý do em cắt tóc ngắn đó chị Thư Phồn ơi. Đó lý do em cắt tóc ngắn đó. Ốm quá ốm rồi, ai cũng rủa hết. Nên cắt tóc ngắn rồi che bớt cái mặt nó đỡ gầy đi chút đỉnh đó. Ăn hoài nó không có mập mấy chị ơi. Người ta ăn người ta mập dữ lắm luôn, còn ai em ăn không biết nó đi cái đường nào không biết. Đây em lên cái này, em bắt đầu lót tiếp cho mấy chị, chậm dần đều rồi đó. Chậm dần đều rồi đó mấy chị. Lai Tiền, Bích Liễu, Vân Sơn, Thái Bình, An Nhiên, Ruby Lu, Diễm Trần, Diễm Nguyễn, Tiên My. Rồi đó chị Tiên My chúng em. Tiên My có hay là có giúp em nha Tiên My. Em đếm từ 1 đến 10 cho mình à. Tiên My chúng em nha. Cái gì lấy chồng nữa, ông lên lúc nào ông lấy chồng, anh thích giờ anh quân. À chị Tiên My có hay là có giúp em, ai thấy anh chị Tiên My thì kéo tên ra giúp em nha. Tết tiền chẳng hết, tiền lẻ cũng hết Tết. chị Tiên My ạ. Một nha, hai ạ. Trời ơi, còn được có 4 tuần nữa tới Tết, 4 cái chủ nhật nữa là mấy chị ơi, 4 cái chủ nhật là mấy chị có tới cái Tết rồi. Hết thúc năm, kết thúc năm mà một năm quá đầy mệt mỏi. Với lại một năm khó khăn cho mấy chị rất là nhiều. Năm nay thực thấy thật sự mấy chị là năm nay nó rất là khó khăn. Làm ăn cũng khó khăn, kinh tế cũng khó khăn về mọi mặt. Tiên My có chia sẻ công khai mấy phút trước á, 10 phút trước, 3 phút trước cũng có chia sẻ rồi, phiếu kem hợp lệ tặng. Chị My có thể lựa chọn nha, em nói rồi. Chị My có thể lựa chọn là cây nở hoặc là cây nụ tùy thích chị My nha. Chị My có thể lựa chọn. Rồi nói luôn cho em có thấy thì em để cho chị cái cây quà em. Anh chị em muốn em lên da da hay là em lên hồ đẹp cho mấy chị? Em dễ tính muốn lên hồ đẹp. À thôi để em lên hồ đẹp cho. Hồ đẹp này đẹp rồi xíu sẽ lên da da cho mấy chị. Em lựa sẵn da da mấy chị hết rồi. Da da này đẹp lắm, nó rất là nhiều vòi cho mấy chị chơi Tết luôn á nghe. Da da này là da da nè, hiếm hoi, có lô hiếm hoi. Ok cây nụ đúng không?
cái đồ cháy chị nè. Gia gia này là cái nguồn gia gia hiếm thôi mà bây giờ mới có hạt. Em trữ được 1.000 cây cho mấy chị và lựa ra cây đẹp nhất để cây đẹp nhất khi mà sang chậu lựa ra cây đẹp nhất bán trước cho mấy chị. Hồi lên hồi đẹp hiếm trước nha. Cho em cái màu đẹp, màu vàng màu sữa đi. Em sẽ lên cho người lấy cho chị một chậu gia gia nụ hả chị Hồ Thủy đẹp. Gia gia 250 một cây, giá thì hôm giờ bé Hương ở dưới vườn bán cho mấy chị rồi đó. Bé Hương bán cho mấy chị dưới vườn rất là đẹp. Em sẽ lựa cho chị Hồ Thủy một cái chậu gia gia mở hàng đầu lai, cho em một cái chậu gia gia xuất sắc. Đây em để cho chị Hồ Thủy cái chậu gia gia này là cái tông màu em rất là thích riêng em. Em không biết, em nghĩ là khi em thích cái màu này chị Hồ Thủy sẽ thích cái màu này. Màu này là cái tông màu cũng hơi khó tìm, nó thuộc họ gia gia mặt cười nhưng mà nó thay vì cái lưỡi nó có lưỡi chứ mà nó không lưỡi là cái rất là đắt tiền. Đang có nở cho chị vòi nụ đang lên nhiều. Em để cái này cho chị Hồ Hồ Thủy cái cây chậu gia gia này nha. Gia gia 250.000 một chậu nha mấy chị. À phụ nữ xíu chị Bích đây. Chị Bích đại xíu đem lên phụ nữ cho. Hứa với mấy chị là cái phụ nữ đẹp. Mà cho em một tí thời gian đi. Tí thời gian đi em lên cái kia cho. Tí thời gian lên cái kia cho. Phụ nữ là chơi Tết hết. Phụ nữ này nó lâu tàn lắm mấy chị. Nó lâu tàn lắm tại vì em bán năm rồi. Được hai đợt bông phụ nữ về. Đợt này về đúng đợt cho mấy chị. Và cuối năm mới bán cho mấy chị chơi Tết không à. Hồ đẹp mini co có đỏ đỏ nha mấy chị. Bây giờ lấy cái màu này trước. Hồ đẹp cái màu này khá là hiếm. Màu này em dám chắc mấy chị trên thị trường sẽ không có cái màu này cho mấy chị, kể cả những anh chị nào sưu tầm trước đây không có. Giống bên này là cái giống gốc mà chuẩn gốc Đài Loan về cho mấy chị mà cái màu này khá là hiếm. Khi mà em nhìn thấy cái màu này em cũng khá là giật mình cho mấy chị. Cái màu này đây, cây nó là cây đại hết cho mấy chị, cây đại mà là hai màu hết. Cây làm thường á, đối với những cái màu vàng á thì anh chị nào nói bông đại đại nhất thì nó cũng to tầm khoảng tầm cỡ đường kính cỡ này thế này cho mấy chị hơi gọi là bông đại rồi. Đại vàng đường kính bông nó không có to mấy chị, vàng không đường kính không to mà riêng cái màu này đường kính bông nó rất là to. Màu này á em kêu nó là cái màu vàng bò sữa. Mấy chị nhìn là mấy chị thấy đường kính bông nó to cũng giống như những cái màu kia. Giá có 190 thôi mấy chị, rất là mềm. Khoảng có được 20 cây cho mấy chị em về cái màu này. Màu này là cây đại và nó là cái cây hai vòi cho mình. Giá có 190 à. Chung là nhìn nó rất là mềm cho mấy chị, giá không có quá đắt. Cây này là mấy chị là hàng chơi Tết luôn nha. Màu này á là màu vàng màu sữa, màu này hiếm. Giá đảm bảo đối với những anh chị nào hay đi săn màu hồ đẹp trên thị trường thì cái màu này không có cho mấy chị, không có thấy trên thị trường đâu. Nếu mà mấy chị có thấy là chị thấy cây giống bên Đài Loan thôi. Cái màu này là cái màu đánh năm nay cho mấy chị. Hello Tâm Nguyễn, hello Tâm Nguyễn nha, chào hết mấy chị. Cây này giá là 190.000 một cây hồ đẹp màu này nha mấy chị. Đây là mới nhiêu bếp về sáng cho mấy chị đó. Chốt cho chị Thúy Hằng Nguyễn Thị một cây, ít lắm. Em cảm thấy mấy chị, kể cả nếu mà anh chị thấy được cái mặt bông này thì chị thấy được cái cây giống của nó thôi. Mà cây giống bên Đài chứ còn Việt Nam mình không có cây giống như thế này cho mấy chị. Màu này là màu vàng. Màu vàng là em kêu nó là màu vàng là bò sữa và bông đại nha mấy chị. 190 cây à, mà nó là cây hai vòi nữa mấy chị. Mà bông đại á nha. So cho em cái cây hồ đẹp màu vàng. Thì mấy chị em sẽ lấy cái bông màu vàng cho mấy chị coi. Vàng truyền thống của mình trước giờ bông nó không có to mấy chị. Em hay kêu nó là, anh chị hay kêu vàng là em bán cho mình là vàng mini hay là vàng đại hay là vàng bông đại. Khách hay hỏi em là vàng bông đại đúng hay không. Em chỉ trả lời khách một câu à, anh ơi trước giờ, anh chị ơi trước giờ vàng không có bông đại. Nó chỉ như thế này gọi là lớn nhất maximum của hồ đẹp màu vàng. Maximum của hồ đẹp màu vàng thì hay còn kêu là em hay kêu là vàng là cái bông trung. Nếu là chính xác hơn cho khách thì kêu cái này là vàng bông trung. Thì trước giờ maximum của nó không to hơn đường kính này. Còn riêng cái này nó rất là to mấy chị ơi. Nó thuộc hàng bông đại cho mấy chị mà vàng bông đại. Họ nhân giống ra rất là kỹ thuật, họ rất là tốt. Nên là nếu mình cây này nhân giống rất là tốt để được bông đại thế này cho mấy chị. Nếu không chứ không là nó vẫn sai trung cho mấy chị. Vàng trước giờ góp phiếu mà nó ra lai màu vàng cho mấy chị thì đều là sẽ trung hết. Em bắt đầu chốt tiếp mấy chị nha. Cho chị Long quả hồng một cây nè. 190.000 một cây hồ đẹp vàng bò sữa nha. Cây nó đều là cây hai vòi hàng đẹp hết đó mấy chị. Đây hai vòi hàng đẹp cho mấy chị. Hàng này là mấy chị chơi Tết luôn nha. Hello chị Mỹ. Cái này cho chị cái chế kim thoa một cây nè, bông đại. Bông đại đẹp nha. Màu này về mấy chị cắm ti đứng thì cuốn công tùy thích mấy chị. Này là em bẻ ti mà bẻ sơ sơ mấy chị thôi. Đây 190.000 một cây nha. Hàng này không có loại chưa nở nha mấy chị. Hàng này là phải có nở có nụ chứ không có thể nào mà loại chưa nở nha. Bên em bán hàng không có bao ship nha mấy chị. Lưu ý giúp em bán nha. Mấy năm nay rồi bên em không có bán bao ship. Em cho hấp dẫn quân hai cây màu vàng và sữa cho mình nè. Gia gia 250 anh Quốc Hùng ơi. Gia gia hàng đẹp, hàng chơi Tết luôn nha. Đây nè,
quá trời đẹp luôn mấy chị coi nè, nhìn nó lạ, nó giống như một cái thẻ bài vậy mấy chị. Cái nhị của nó giống như là một cái thẻ bài đó. Nó được cái màu vàng mà điểm của nó là cái màu tông, màu tông tông màu đỏ 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 dạng như là đỏ quýt á mấy chị. Nhìn cái bông nó lạ, hấp dẫn luôn. Hai cây nè, 190 một cây nha. Phụ nữ ha, cải xíu lên hàng cho bà chủ chưa đưa giá em nữa đó chị. Chị Bích ơi, chủ chưa đưa giá nữa đó. Đây cho chị Lan Hồng, cho cô Lan Hồng một cây nè. Vàng này là vàng, con kêu nó là vàng bò sữa nha cô Lan Hồng. Lan Hồng vàng bò sữa, màu này là màu lạ của năm. Và đây là cái màu lần đầu tiên cho mấy chị trên thị trường mới có giống này. Nó mới có bông, mới có bông mà được cái bông dịch kịp Tết luôn mấy chị. Chưa có một cái nhà vườn nào bung ra cái màu này trên thị trường. Kể cả chị thấy mặt bông, nếu mà mấy chị đi săn hàng Hồ Điệp Hà Nội cũng vậy, cũng sẽ không có cái màu này, cũng sẽ có màu này trên thị trường nha. 190.000 một cây đối với cây vàng hai vòi thế này. Và vàng nó là vàng bông đại nha mấy chị, lưu ý giúp em. Bông sa đại nha, bông đại 190 màu vàng. Và cái lưỡi của nó nhìn nó rất là lạ, em kêu nó là màu vàng bò sữa. Cái đốm bông của nó nè, 190.000 một cây nha. À, Gia Gia 250, Gia Gia là hàng đẹp chơi Tết luôn, xíu lên Gia Gia cho. À, hello chị Trâm. Chị Trâm hôm nay chủ nhật không đi làm, với chị ở nhà coi livestream của em nha. Không đi làm ở nhà coi livestream. 190 giùm em mấy cây này. Xíu xin lên phụ nữ cho phụ nữ đem hỏi bà chủ rồi đó. Phụ nữ hàng đẹp lắm. Phụ nữ bông nó lâu tàn cực kỳ á chị Bích. Anh chị nào chơi dù nó nở bông nha, bông nó vẫn giữ nguyên trạng thái, nó không thay đổi về bông luôn. Bông thì bông nó nhỏ, nó không quá to mấy chị, nên là nó rất là lâu tàn. Cây này là 170, anh chị nào có chốt màu này chốt 170 giúp em, 170 giùm em nha. 170.000. Màu đẹp đỏ thì hôm nay cũng có hàng cho mấy chị. Hello chị Mai Linh Phan. Hello chị Mai Linh Phan, chờ hết mấy chị. Em lên tiếp cho cái màu này nha. Anh chị nào lấy cái hồ điệp màu vàng mới đó nói em nha. Có hồ điệp mini đỏ. Mini đỏ là giá là 190.000 một cây mini đỏ. Dạ dạ, nãy em có lựa à, em có được lựa vài cây cho mấy chị. Thật đẹp hả? Cảm ơn mấy chị đã xem. Đỡ công sức em ngồi 7 tiếng ngồi để làm tóc. Ngồi 7 tiếng ngồi để làm tóc. Đây Gia Gia thì xíu lên cho. Từ từ xíu Gia Gia sẽ lựa cái cây đẹp cho mấy chị. Cái màu đỏ hả? Màu đỏ là cái màu này nè. Màu đỏ này bền có 190 cây hả mấy chị. Màu đỏ này nó bền 190. Màu đỏ em có đăng lên cho khách là cái màu cái chậu đó. Màu đỏ này giá nó cũng không thay đổi mấy chị. Giá thằng này đắt hơn nữa cho mấy chị. À, vàng chanh có nha, vàng chanh cũng có nha cô Lan Hồng ơi. À, vàng chanh à, vàng chanh con có cây hai vòi. Cây hai vòi á cô, con nó là giá 190, con để con 188. Chị gì vàng chanh hôm nay nó có giá hơi mềm, em tự bớt mấy chị thôi, chứ mà hàng Tết rồi đâu có nhập, đâu có cây nào mà nó bớt tiền hơn nữa đâu mấy chị. Cây này nó không lên thôi chứ cô không có cây xuống cho mấy chị, không có giá xuống cho mấy chị thời điểm Tết. À, cây này giá là 190.000. Cái đỏ này ghép chậu cực đẹp. Mà anh chị nào đã mua cái màu đỏ này bên em, mấy chị kiểm chứng giúp em là cái màu đỏ này khá là bền. Khá là bền nha. Em về hôm nay là hôm qua chị Phượng về một thùng là còn hàng cho mấy chị là hết có về cái màu này nữa rồi. 190.000 mini này về mấy chị ghép chậu vẫn rất là đẹp nha. Vẫn rất là đẹp cho mấy chị. Tông màu này là cái màu sang cho mấy chị nha. Dạ hôm nay em xuống tóc rồi đó mấy chị ơi. À, cho cô Lan Hồng hai cây vàng chanh cho cô Lan Hồng. Hai vòi á, lựa cho em cây hai vòi đẹp cho cô Lan Hồng. Hàng này là mấy chị chơi Tết nha. Hàng này là chơi Tết. Mấy chị có về ghép chậu giống như thế này nè. Có mấy cái chậu mẫu mà mấy cái xốp ghép rất là đẹp mấy chị. Màu đỏ đây nè. Dạ, vàng phía sau luôn con á là cái thằng vũ nữ, đó là vũ nữ hoa cải. Đây là mấy chị thường cái màu đỏ này mấy chị ghép chậu đẹp, màu bền lắm mấy chị. Nó gọn, mấy chị nó rất là gọn và mấy chị ghép vô chậu nhìn nó cực kỳ dễ thương. Nếu mà mình không làm hoành tráng thì em nghĩ thiết nghĩ á mấy chị, mình ghép một hai tầm 2 cây 3 cây vô chậu thế này là nhìn nó rất là đẹp. Màu này nó cực kỳ bền, tuy là bông mini cho mấy chị nhưng mà cánh cứng dày và cực kỳ bền cho mình nha. Hàng này là loại cây chơi Tết đó nha mấy chị. Bên em bán hàng không có miệng ship nha mấy chị ơi. À, em lên cho Nguyễn Ngọc Thảo một cây cho mình nè. 190 nha, 190 cây hiện tại hai vò phân nhánh, giá cũng như cố định cho mấy chị. Nó không có thay đổi về giá. Em cô lên cho cô Lan Hồng hai cây đẹp cho cô Lan Hồng. Cây đẹp nên cô yên tâm luôn lựa cho. Nè cây hai vò của người ta là 190 một cây. Con để cho mình giá 180 nha, tự bớt cho mấy chị thôi chứ hồ đẹp giờ anh chị nào kể cả nhập chị nhập sĩ biết. Mỗi ngày nó mỗi lên đó mấy chị, mỗi ngày mỗi lên. Không tin thì mấy chị có thể đi hỏi giá tất cả vào vùng. Mà mấy chị lại nhiều khi có lại những khách hỏi em á
là Yến ơi, sao giá hồ điệp bên em nó hơi cao so với chị mua có 140-150 một cây hả, mà bên em sao bán tới 180-190 một cây. Nhiều khi đó là cũng một cái câu trả lời em nói thật sự mấy chị rất là trăn trở luôn. Những cái nhà vườn hôm nay em cũng chia sẻ cho mấy chị một cái kinh nghiệm luôn, mấy chị có chốt hàng thì hả, mấy chị kinh nghiệm hàng Hà Nội về giá cực kỳ mềm mấy chị, có nếu mà bán ra thị trường cho mấy chị có 140-150 cây thôi. Hôm nay một số nhà vườn nó lại có một cái chiêu như thế này nè. Hôm bữa em đi nhà vườn Đài là do thị trường hồ điệp Đài Loan của mình năm nay hút hàng lắm, anh chị không tin thì mấy chị có thể lên tận vườn mấy chị mua, mấy chị biết liền, mấy chị biết liền hàng hồ điệp hút hàng cỡ nào. Là một số nhà vườn không có hàng mấy chị, là nhập hàng Hà Nội về trữ tại vườn Đài Loan xong rồi bán ra, là nói chung là lấy hàng Hà Nội về nhập rất là rẻ về bán ra. Trời ơi, em nói thật sự mấy chị khủng khiếp lắm kìa, họ tráo hàng khủng khiếp lắm. Nên là anh chị nào mua kinh nghiệm anh chỉ cho mấy chị, nhìn là lên là nhìn thấy quá trời luôn mấy chị. Tại vì hồ điệp Đài Loan năm nay không có hàng, gọi là khan, có thể là cái nguồn hàng mà ngày lễ mà sau Tết mình mà lễ 8 tháng 3 á mấy chị, sau Valentine có thể 8 tháng 3 mấy chị, thì sẽ rất là ít cái nguồn hồ điệp giống như thế này cho mấy chị. Tại người ta đánh Tết hết rồi, năm nay khan hàng lắm. Nên là có một số nhà vườn á, họ nhập hàng Hà Nội về cái xong họ trữ lại trên họ bán theo cái giá vườn Đài, giá Đài cho mấy chị. Hai cây này cho cô Lan Hồng nha. Cho chị Trâm Nguyễn hai cây. Em chị Trâm Nguyễn ơi, chị Trâm Nguyễn nè, cái màu này em không có bị thấy bị hư nụ chị Trâm Nguyễn. Cái màu này em gửi mắt đi quá giờ cũng không có bị hư nụ không chị. Cái màu này là đẹp. Cái này chị Trâm Nguyễn hai cây nè, 190.000 một cây đỏ thế này nè, lựa đỏ lên giùm em bây giờ. 190 một cây nha. À em ơi, chị mua nhiều về bán thì chị ngoài Bắc thì có gửi được cho chị Phong Lan Chùa Thông ơi. Em có gửi được, nhưng nếu mà mình có nhà xe nào thì em gửi cho mình nha. À, cho Châu Ca Sao một cây mini đỏ cho mình. Rau này em hết rồi đó mấy chị, không có về nữa. Màu đỏ này em không bền lắm, màu này màu đỏ này nó rất là bền. Châu Ca Sao một cây đỏ cho mình 190 nha. Thật sự mấy chị, nếu mà cái cây hàng này nè, nếu mà hàng Hà Nội em bán, mấy hàng này lo em bán mấy chị 190, chứ hàng Hà Nội em bán mấy chị 140. Nó rẻ hơn 50.000 cây, 40-50.000 cây thị trường mấy chị. Và cho chị Gia Phú Nguyễn 3 cây, Gia Phú Nguyễn nha. Gia Phú Nguyễn 3 cây, 190 một cây nha mấy chị ơi. 190 một cây mini đỏ, đàn đẹp cho mấy chị nha. Gia Phú Nguyễn 3 cây, Gia Phú Nguyễn 3 cây cho mình nha, 190. 190 một cây nha. Chốt hàng kèm thông tin giúp em nha mấy chị. Cho chị Trúc Linh một cây mini đỏ nè, khách chốt hàng kèm số điện thoại giùm em. Hàng này phải mấy chị phải lưu ý giúp em là phải có nở có nụ nha. Tại vì nếu mà cây nào đảm bảo an toàn thì em mới dám bán mấy chị, chứ không bị mắng vốn chết. Bán mấy chị lần rồi mấy chị thật sự á, em bán mấy chị bán lần xong mấy chị chạy mất dép rồi, không bán lần phải bán lần nữa hết, bán lần nữa cho mấy chị. Còn mấy cây nó hết rồi đúng không? Hết rồi, còn em còn được có mấy cây nó hết, bán lần cho mấy chị thôi chứ bán nhiều lần chứ quên, còn chứ không bán lần cho mấy chị chạy mất dép, mấy chị không mua nữa. Em bán chai mấy chị. Em còn được cây này cho chị Trúc Linh nha. Trúc Linh một cây ạ. Trúc Linh một cây mi đỏ cho mình. Em hết mi đỏ luôn nha. Hết luôn rồi chị. Hết hàng. Hết rồi nha. Không có về nữa mấy chị. Chị đang có hồ điệp đại ngồng 60cm đến 1m. Hàng có chị. Có nha anh. Hồ điệp đại có. Có hàng nha. Em hết hàng rồi. Cảm ơn cô Lan Nguyễn nha. Thí Phạm dồn hai cây đỏ em hết hàng. Thí Phạm ơi, cô Lan Huỳnh con hết nha. Bi rùa em hết đỏ. Em lên màu khác thôi mấy chị đi. Cái màu này về hôm qua bán nhiêu vậy? Màu tím rồi nè GB. Cái em có một cái màu này đẹp, khá là đẹp cho mấy chị nhà. Mà cái màu này chính em năn nỉ nhà vườn về cho mấy chị bán cho mấy chị luôn. Chứ còn không là họ để sau ngày 1 tháng 12 âm lịch họ mới bán cho khách, là sẽ nâng lên 10.000 một cây nữa. Năn nỉ với mấy chị không, họ không có chịu sức luôn. Họ không có chịu sức, cứ để tới một ngày 1 tháng 12 âm lịch họ mới xuất hàng ra không à. Nâng lên 10.000 thì nhà vườn nó sẽ có lời hơn rất là nhiều. Năn nỉ họ mà họ chia được có một thùng à. Lên cái màu tím đó cho em đi. Bữa lên chụp rất là đẹp, cái màu này nhìn là ưng liền. Có cái cây đó không? Quan đạt nó ghi biết. Màu này qua bán nhiêu ta? Đâu có đâu, cái này hồng cam sọc trắng lưỡi đỏ đỏ thơm. Xíu cho mini vàng đồng có chị Ngọc Hân ơi. Mini vàng đồng em có hàng, đợi một xíu xíu em lên nha. Hồ đẹp thơm rài chị mua là hồ đẹp đại. Có hàng đại có mini nha chị Trung Thị Ngọc Dào. Em không biết chị mua đại mini. Cây đỏ cô Lan Hồng không có hàng. Cô Lan Hồng cô mua lại màu khác giúp con nha. Màu đỏ con hết hàng rồi, con không có về nữa.
nhưng mà sẽ có màu đỏ khác cho mấy chị chịu không? Đỏ mà đỏ thơm khác, mấy chị lựa màu khác giúp em nha. Cái màu này nha mấy chị, cái màu này á, cái này á thì cái bông nó, bông của nó đẹp chứ. Màu này nè, bữa là em lên vườn, em chụp mẫu, em gửi hình sĩ cho khách là kêu làm nhà vườn đóng hàng cho em, họ không đóng mấy chị, họ không đóng, năn nỉ họ mới đóng về cho mình, chứ không là họ đợi để gần thời điểm gần Tết á là cái sẽ nó nở bung hết luôn, nó nở bung hết, họ không có bán hàng nở một hai bông đâu, họ bung hết, nó khoảng còn tầm 4-5 nụ phía sau đây. Cắm chậu thì em nói chị mấy chị là phiêu đẹp luôn, rất là đẹp. Riêng cái màu này anh chị nào mà để cắm chậu để trưng bàn làm việc nha, anh chị để đi ha, nở ít như thế này mấy chị nhìn thấy cái cây nó thưa, nhưng mà tầm mà thời điểm mà em bung hàng nhà vườn nó bung hàng, lúc thời điểm nó nâng giá lên 10-20 ngàn một cây á, thì hầu đẹp nó sẽ nở tới tầm đây, nó sẽ còn 4 nụ cuối cùng cho mấy chị, và lúc đó cắm chậu cực kỳ đẹp mấy chị, cực kỳ đẹp. Cây này giá là 190 ngàn một cây. Màu tím này em về được có một thùng hay gì, hôm qua bé Đạt mấy chị bán, mấy chị đó bé Đạt đó nó bán một hai cây rồi em cũng không biết nữa. 190 một cây nha. Màu này rất là đẹp nha mấy chị. Màu này là màu mini mới của năm nay. Em lên nhìn là em chấm liền cho mấy chị hả? Cái màu này nó không quá tối cho mấy chị, nhìn nó sang. Màu này nhìn nó sang nha. Em lên cho mấy chị coi nè. Lựa là em kêu bắt buộc nhà vừa phải lựa cho em là cây đẹp. Cây đẹp cho mấy chị phải vẫn nhánh nhánh nhiều. Cam kết với mấy chị khoảng tầm mà lối mà khoảng thêm 10 ngày nữa đi mấy chị. Khoảng thêm 10 ngày nữa đi. Cái cây hồ điệp của mấy chị nó sẽ nở tới đây, và mấy chị nhìn cái cây nó cực đẹp luôn. Nè, cây nó sẽ nở còn có vài nụ thôi. Vài nụ thôi mấy chị. Màu này nói chung là nhà vườn nó giữ lại không à. Lúc đó nâng lên 20 ngàn cây, mà thời điểm đó em sẽ không có bán cho mấy chị nữa. Em bán cho mấy chị bán lan mấy chị chắc còn khoảng tuần 2 tuần nữa là giữ lắm rồi. Nó nên là phải năn nỉ trước, đừng về chia trước cho mấy chị, chứ mấy công mấy chị không có được những cái màu này đâu. Này bữa đó em lên cho mấy chị nó có khoảng tầm 500 cây thôi, nhưng mà đa phần nhà vườn nó giữ lại bán cho khách cắm chậu chứ không có bán lẻ ở khách tỉnh. Đây em đây chốt cái này cho chị Hồ Bác một cây nha, 190 một cây, hàng đẹp đó mấy chị. Hàng này hàng đẹp, 190 cây nha. À, cho chị Trâm Nguyễn, cây tím chị Trâm Nguyễn nè, màu đẹp nhìn nó sang lắm nha mấy chị, nó không tối cho mấy chị, và nó cũng là một cái màu lạ. Cho chị Trâm Nguyễn một cây, cho chị Thí Nguyễn hai cây. Này mấy chị chơi Tết Vivu, cho Tết Vivu nha, 190 một cây nha mấy chị. Thí Nguyễn hai cây. Em lên chị Loan quả hồng một cây, chị Loan quả hồng quá đẹp nè. Bây giờ đang nỉ đằng kia sơ trước cho mấy chị, đằng cho mấy chị có chứ thời điểm sau em đâu có bán cho mấy chị. Mấy chị sáng không mua được những cái màu này, không mua được những màu này. Hôm bữa là em lên là nó nở một bông rồi nè, lên vườn là em chụp là lúc đó em lên vườn là cái cây nó nở một bông, bây giờ nó nở được hai bông cho mấy chị, hai ba bông cho mấy chị nè. À, cái này cho chị Long, Long quả hồng một cây, Long quả hồng nè. Đây cái này em lên cho chị Lan Hồng hai cây. Chị Lan Hồng 190 cây hàng đẹp nha, cho cô Lan Hồng nè. Con lựa cho cô cây Lan Hồng, cây đẹp rồi, quá xuất sắc mấy chị. Cô Lan Hồng nha, Lan nhìn nè mấy chị coi nè, cái giống này nó rất là đặc bông, chuẩn hàng Đài Loan cho mấy chị nha. Hàng này là loại bông mini mà lại là mini bông trung, rất là bền bông. Ưu tiên để tụi em để cắm chậu cho những ngày cuối năm cho mấy chị. Màu này khi mà nó nở tới mà lúc nó còn ở đây nó còn khoảng 4 nụ, em nói thật sự mấy chị, nó bích cái cây luôn và nó rất là đẹp. Nó rất là đẹp, cắm chậu lên một cái chậu của mấy chị cực đẹp luôn. Nếu mà anh chị nào mà về ra chậu trồng xong mà mấy chị gần Tết mấy chị vô chậu á, mấy chị vô cái chậu trắng á, nhìn nó rất là sang nha mấy chị. Cho cô Lan Hồng hai cây. Cho chị Nguyễn Ngọc Thảo một cây à, xuất sắc, có 190 một cây nè. Mà lá nó cũng đẹp nha mấy chị. Bông này là dạng bông mini mà bền bông nghe, chứ không phải bông mini mà nó nhanh tàn mấy chị. Riêng anh chị nào hay mua màu trắng mini thì nó nhanh tàn nếu mà chị không biết cách dưỡng. Còn mấy cái màu này rất là bền bông. Đây nè, cái này em lên cho chị Thảo một cây 190 nha. Em lên cho anh Tiên Nam Lê một cây 190 ngàn. 190 ngàn một cây nha mấy chị. 190 một cây cho em xin thông tin nha. Cho Khang Lê hai cây à, quá đẹp luôn. 190 một cây tím, tím thì nhìn sang nha. Anh chị nhìn mấy chị biết liền à. Nhìn cái màu bông nó to, khá là to cho mấy chị và nó sang. Nó không phải là cái màu tím buồn cho mấy chị, mà mấy chị khi mà mấy chị vô cái chậu là những cái màu bông trắng tím này nè. Nè em cho mấy chị có thử một cái chậu ghép cái màu này vô thử nha. Là nhìn nó sáng lắm. Mấy chị mà kết hợp với là cái chậu sứ trắng đó nha, nhìn nó sáng cái chậu mấy chị, và để vô cái góc nhà của mấy chị nhìn nó cũng đẹp. Nó không có tối. Nó không có tối nè. Mấy chị mà vô cái chậu thế này nhìn nó rất là sang. Cây này là lựa loại là cho mấy chị là cây ít bông nè, không có phân nhánh nhiều giống như em. Mấy chị nhìn thấy nó rất là sang luôn. Vô cái chậu, mấy chị vô cái chậu sứ trắng á, kèm một cái nơi hồng hồng vàng vàng nó đỏ vô nữa, nhìn cái chậu của mấy chị cứ rất là đẹp nha. Hai cây đó em chốt cho Khang Lê à. Cho chị Thí Võ một cây nha. 18. Thí Võ một cây 190 ngàn chị Thí Võ à. Màu quá không thấy hả? Chắc do đường truyền mạng hôm nay nó bị sao sao mấy chị. Cây nào cũng đẹp hết tiền.
ra mua đi, ít bữa em không có bán luôn cho mấy chị đâu, lựa cho mấy chị những cái cây màu mới cho mấy chị sưu tầm á. Cho chị Thí Phạm hai cây dòng đơn, chị Thí Phạm 190 ngàn chị Thí Phạm nha. Thí Phạm hai cây dòng đơn, tất cả đều là cây hai vòi hết nha mấy chị, đẹp không? Thí Phạm hai cây trụ này mấy chị chơi Tết vui vui, mà còn để Tết nó còn nở tầm 4 bông thế này quá đẹp. À, cho chị anh Ngọc Lệ ba cây màu tím cho Ngọc Lệ ạ. À, quá xuất sắc, ba cây mình đánh nhậu 190 ngàn một cây. Mấy chị chốt hàng nhớ inbox giùm em cái địa chỉ vào Messenger giúp em nha, đối với khách mới ạ. À, 190 một cây nè, màu này bông khá là to cho mấy chị nha. 190 một cây, khách chốt hàng kèo cho shop xin thông tin nha. Hello chị Nga, cho chị Trâm Nguyễn thêm cây đẹp cho chị Trâm Nguyễn nữa nè. Nè chị Trâm mua đi, ít bữa em cứ bán những cái màu này cho mấy chị đâu phải năn nỉ nhà vườn xuất trước cho mấy chị đó. Trước thời điểm mà nó ít bữa nó xuất sau và lúc đó tụi em không có livestream cho mấy chị nữa, nên là năn nỉ phải xuất trước bán cho mấy chị trước những cái màu này. À, cho Thí Võ có rồi ạ. À, cảm ơn cô Nga Hát Trần nha. À, cô xã cây trắng lớn lấy cây tím đó nhãn, cây trắng lớn hả, cây tím đó nha Yến. Trắng hả, nãy giờ cô Lan Hồng đâu có chốt màu trắng đâu ta, cô Lan Hồng nãy giờ không có chốt màu trắng, có màu vàng bò sữa, có màu vàng bò sữa nha cô Thí Võ ơi. Hello chị Hệ nha, hello chị Huệ. Tân Hàng cảm ơn Tướng Hàng. À, có hàng nhưng mà sợ lúc đó em không còn like cho mấy chị thôi, sợ lúc đó không còn like cho mấy chị nha. Đây ở cây sau chị Trâm Nguyễn, cây này chị Trâm Nguyễn nha, 190 ngàn một cây màu tím như thế này. Em còn khoảng được 10 cây nữa là hết nha mấy chị, 10 cây nó hết màu rất là đẹp nha. Màu này chị nào chỉ cần khói vô cái chậu sứ trắng á, nhìn nó sang cực kỳ, sang cực kỳ. Đâu, những cái cây này em đang cầm lên cho mấy chị tất cả cây nè, mấy chị thấy gì chứ, tại vì nhiều khi cắm cái ti nó rất là sát mấy chị không thấy rõ. Tất cả các cây đều là cây hai vòi và cây hiện tại đang phân nhánh cho mấy chị nụ nhiều, phân nhánh nụ nhiều cho mấy chị chứ không có cây nào ít bông đâu. Em cầm từng cây lên tại vì em không có bung ra cho mấy chị coi thứ chứ nè, em mà bung ra mấy chị thử coi thử nha. Tất cả các cây đều nói là cây hai vòi phân nhánh hết mấy chị ơi, cây hai vòi phân nhánh hết nên là mấy chị cứ yên tâm nha. 190 một cây hồ đẹp ạ. À, à đổi cái bằng lớn đúng không, là xả cái bằng lớn ra lấy cây đỏ vậy luôn. Lấy một cây tím đỏ nữa nha Yến. Tím đỏ là cây nào ta? À, xả cây màu vàng, màu vàng, màu vàng bò sữa là xả lấy cây tím đỏ nữa ta? Là lấy đỏ ớt hay sao? Cây tím đỏ. À, là, nãy giờ cô Lan Hồng có lấy gì? Hai cây luôn. Cô Lan Hồng có hai cây này rồi đó nha. Hai cây với lại cây gì có, chỉ có hai cây thôi đúng không? Hai cây đỏ với hai cây vàng. Hai cây này với hai cây vàng bơ thôi nha cô Lan Hồng ơi. Anh chị nào có thấy tím này thì lấy giúp em nha. 170 ngàn một cây tím như thế này. 170 một cây nha mấy chị. Màu này đẹp, khá là dễ thương cho mấy chị và khá là bền bông. Xíu từ từ em lên cho da phụ nữ cho. Đợi xíu đi mấy chị. Lên cho mấy chị trước những cái màu đẹp đẹp như thế này cái đã. Cây chuẩn cốc 3.5 cho mấy chị và hàng này đơn nha. Cốc rất là khỏe nha mấy chị. 3.5. À, Nguyễn Lợi ba cây màu tím này có chút chưa ta? Nguyễn Lợi có rồi nha Nguyễn Lợi ơi, cho em cái địa chỉ giùm em nha chị Lợi. Mình cho em xin cái địa chỉ nha, 190 cây hết cho mấy chị yên tâm. 190 một cây nha. Hàng này 190 một cây đó, với cây hai vòi phân nhánh đều đẹp cho mấy chị nha. 190 một cây. Bộ lá nó cũng rất là đẹp cho mấy chị nha. Hàng bộ lá đẹp cho mấy chị. Bông sang nha. Màu này mấy chị đừng có ra những cái chậu tối tối, ra cái màu sáng á. Ra cái màu sáng thì mấy chị như thấy là cái chậu của mấy chị rất là đẹp mà nhìn vô cái nhà của mấy chị cũng rất là nổi. À, chị Hệ của em thì dưới chơi hả chị Hệ? Của em thì dưới chơi hả? Cây này giá là 190, chị nào có chốt thì chốt 190 giúp em nha. Em sẽ lên một cái tông màu này nữa cho mấy chị. Màu này chị nào nãy chị nào mua không được màu đỏ kia thì chị lấy màu này, đỏ này, đỏ này đỏ thơm. Đỏ này đỏ thơm mà. Đỏ này mình đâu còn được ít đúng không? Hả? Màu đỏ này em còn được có mấy cây, em lên cái màu đỏ này cho mấy chị luôn. Cái màu đỏ nãy nếu anh chị chốt không được thì mấy chị lấy đỏ này. Đỏ đỏ nãy không thơm. Đỏ nãy là tông đỏ vàng, còn đỏ này á là đỏ thơm cho mấy chị, đỏ thơm. Còn nhiêu cây? Thơm, màu thơm à. Dạ còn màu vàng nha, cô mừng bảy cậy con còn vàng. Cô mừng bảy cậy thích màu vàng mới không? Màu vàng sưu tầm kìa, màu vàng này con kêu nó là màu vàng bò sữa mà bông đại, nhìn nó rất là lạ. Màu mới của năm luôn. Đỏ này em có được vài cây, em đang tầm cho mấy chị là màu này hết rồi đó nghe. Em có về nữa cho mấy chị, đỏ này nè. À, ở dưới Bắc Nam ra một chậu rồi cho làm mẫu cho mấy chị nè. Bền bông lắm. Đỏ này là dạng đỏ cam, hơi thơm. À, về mấy chị ra cái chậu thế này nè. Anh chị hay hỏi em ra chậu thế nào, Yến ơi ra chậu thế nào á. Thì nói chung là tụi em cũng không có thời gian nhiều, nhưng mà chị hướng dẫn sơ sơ cho mấy chị nó cũng đơn giản lắm mấy chị. Cắt cái chậu nhựa trắng này ra, rồi thêm vỏ thông hoặc là than vô thôi.
Trời ơi, đâu có đi, chị Hồng Hải có thành ý rủ hả? Có biết đường đâu đi. Đâu đó giờ đâu có đi xuống dưới đó, đâu biết đường đâu đi. Gần gần còn đi được sao? Không có biết đường đi. À, phụ nữ hoa cải lên liền. Chị đẹp, đẹp ơi, đẹp một xíu lên hoa cải. Nhắn cho chị hỏi cho vừa, chị cái giá phụ nữ hoa cải chị MP. Từ từ em hỏi giá của chủ mấy kỳ Hằng mới về, không biết giá. Cây này em có được mấy cây nha? Cây hai vòi thế này á thì nó 190, còn cây ba vòi thì nó 201, còn màu này là màu đỏ cam hoa thơm, cánh nó dạng cánh cứng, rất là đẹp mấy chị. Chị nào dám chắc chị nào đã có nhận hàng cái màu này bên em mấy chị kiểm chứng mấy chị biết liền, cánh nó rất là cứng nha. Về ra chậu thế này nhìn nó cũng rất là dễ thương nha mấy chị. À, chậu mẫu hả? Chậu mẫu đó là nếu mà bán một cây đó cứ thêm 50.000 nữa đó mấy chị. Cây hai vòi giá là 190.000, dạ đúng rồi. Không có cần phải gửi giới thiệu cái châu ca sao một cây 190 nè, ca sao 190 nha, 190 về cố định cái gốc nó cứng không mấy chị, nó không có gì cầu kỳ khó khăn hết á. Nè gỡ cái chậu ra vẫn giữ nguyên giá thể cũ cho mấy chị, rồi thêm vỏ thông hoặc là than xung quanh thôi, chung mấy chị xịt thêm một ít sơn nhuyễn nhuyễn B1 thôi mấy chị là loãng thôi. Nó như thế này nè, rất là đẹp cho mấy chị. À, một cây đỏ em lên cho chị. Cây đỏ này nè, cây đỏ này đáng ra ba vòi mà bị gãy một vòi vẫn tính cho chị cây hai vòi luôn nha chị Trâm Nguyễn ơi. 190.000, màu này bền lắm, màu này bền lắm nha. Tết có về Tiền Giang thì hứa chị nha hả? Chắc có đó, năm nào chắc có đó, chắc Tết năm nay chắc có xuống nhà Bắc Nam chơi. Có gì em nhắn tin chị Thư Phùng nghe. Cho một cây cho chị Trúc Linh, cây ba vòi gộp đơn hả? Mình đâu còn cây ba vòi đâu hả? Còn hai cây hai vòi chị Trúc Linh có lấy giùm em không? Trúc Linh lấy cây hai vòi giùm em, chị Trúc Linh ơi hết luôn rồi. Màu này em có về nữa nha mấy chị. Trúc Linh một cây nha. Em có cây này nè, màu này chị nào có chốt thì cước lên 50.000 mấy chị. Cước lên 50.000. Cái chậu này là cây này 109, cước lên 50.000 là 240 giùm em nha. 240.000, có lấy giúp em. Chị nhà Hà chịu qua 240. Màu này hết luôn hả? Con cây này 240. Cây này là 240, cước lên 50.000. Cây này nó có một cái mầm đăng lên nữa cho mấy chị, mầm lọc đăng lên nữa nè, 240. Cái cây này 190 rồi, ra chậu cho mấy chị. Cái chậu đó là 20.000 rồi, công 20.000 nữa. Đây giá thể thang, cây này là 240 nha. Chị nào có lấy luôn cái chậu lấy 240, hết rồi, hết cây ngoài mấy chị. Ở dưới góc năm ra chậu nè. Còn cái cây này là 250, cây ba vòi này là 250.000. Anh chị nào hết cái nào lấy luôn cái chậu như thế này nha. Chị Thí hoặc là chị Trương Hương Trần lấy cái này luôn đi. Lấy cái này luôn đi. Chứ hết cái hàng kia rồi, hết hàng kia rồi mấy chị, hết rồi. Có mấy cây hàng này em có về lại, không có về lại mấy chị. Màu này dễ thương, màu này dễ thương muốn chết luôn. Em để cho chị Trúc Linh đứa cây hai vòi nha, chị Trúc Linh 190.000. Chị có lấy, chị lên cho em xin số điện thoại nha, cây 240 chị Trâm Nguyễn. Cây ba vòi này 250, có chốt cây ba vòi là chốt 250 giúp em. Ba vòi này 250 nha. Chơi Tết Vivu chị thôi, hàng mua Tết mà. Em về cho mấy chị với ông đặt cái tới mà hết hàng cái đặt lại nhà vườn bó hết rồi. Cắt ra lấy hết sạch xanh hết rồi mấy chị, chứ đâu còn nữa đâu. Chỉ là cái chậu này 2 cây. Cái chậu này 2 cây phi lớn nha mấy chị. Anh chị nào có chốt cái chậu này 190 là như ra 380 với 50.000 thì chậu nữa là 430.000. Cái chậu này là 430, 2 cây như thế này nha mấy chị. Chị nào có lấy cái chậu 430 rồi lấy giúp em cái chậu 430 trồng sẵn luôn cho mấy chị rồi. Một chậu 250 với một chậu 430. Đúng không ta? 190 là 380 với cái chậu tiền chậu 50.000 nữa là 430 đúng rồi. 430.000. 240 là chốt rồi, còn cái chậu 250 cái chậu 43 đúng không? 430. Cái chậu này là 2 cây mấy chị, cái chậu này là đỏ cam, 2 cây và thơm. Ghép vô cái chậu lớn cho mấy chị luôn. Chậu này là chậu 2 cây. Hết lấy cái chậu 2 cây lấy, còn được 2 loại thôi, 2 chậu đó thôi. Được 2 chậu thôi. Rồi em lên cho cái màu bà sữa về cây lơ cây đại cho mấy chị nè. Thùng 20 cây thì có giá sỉ cho mình, được mít tối đa 4 màu bông. Ồ em đi sỉ dễ dữ lắm mới vô. Người ta đi sỉ khó chết, còn em đi sỉ dễ thế bà luôn. Sỉ dễ mà mấy chị còn làm khó em. Em cây sỉ á, là mấy chị biết sao không? Sỉ á, thì có một quy tắc khi mấy chị sỉ á, là bóc xô và không có được lựa cây. Ở cây này để cho cô Phương Hồng 24 luôn, mệt quá, 10.000 tới đâu. Lấy tới đâu ta? Không có lựa, là sỉ là không có lựa, cả em sỉ nhà vườn cũng vậy.
nếu mà về gãi làm chấp nhận gãi mới gì, chứ không thể nào nói vào vườn được đâu. Cam đớm hả? Cam đớm mà chị ta. Không có cam đớm màu đó năm nay, không có hàng chị Lý Thị Kim Hoàng, màu đó năm nay không có hàng. Không có một nhà vườn nào có hàng. À, mini màu còn nữa đây một xíu nha. Em đưa cho cái màu này đẹp mấy chị nè, em đưa cho mấy chị một bộ sữa. Bữa giờ mấy chị đợi em, cái màu này khá đẹp, có 170 cây à. Có 170 cây mấy chị, có 170 một cây à. Cam rưỡi báo cho cô Phương Hồng 24 luôn rồi. Cam rưỡi báo Phương Hồng 24 luôn. Lấy cái màu mini này đẹp nè. Mini này có 190.000. Anh chị nào lấy mini lấy trong chính nha. Em nói tới sỉ tới đâu nó quên mất tiêu rồi. Sỉ á là em mới thật sự mấy chị á, mấy chị đi sỉ nhà vườn hiện tại giờ mấy chị lên tất cả các vườn hồ điệp lớn ở trên Bảo Lộc, Di Linh hoặc là Đức Trọng, Lâm Đồng, tùm lum tùm la hết đó mấy chị. Mấy chị lên đi. Một nhà vườn chỉ nhận sỉ tầm tối đa 3 đến 4 khách hàng VIP nhất có thể, không sỉ lẻ cho mấy chị. Không sỉ lẻ 1.000 cây, không sỉ lẻ 1.500, lấy là sấy số lượng mấy chục ngàn cây thì người ta còn sỉ. Chứ mà mấy chị lấy lẻ sỉ mà 20, 30, 100, 200, 500 cả ngàn cây thì nhà vườn từ chối nhận cho mấy chị, từ chối nhận sỉ. Cái thứ nhất, cái thứ hai nữa, sỉ về là đóng nguyên lô. Nên là nhiều khi em nói khách sỉ nên là mấy chị thoải mái xíu giúp em. Thì nhà vườn nó đóng thì nhiều khi nó sẽ có bị dập lá, gãy lá hoặc là nhiều khi nó về nó gãy cây. Thì về đây á, thì em sẽ lựa những cây nào đẹp nhất có thể em đi sỉ cho khách. Chứ còn người ta đi sỉ cho mấy chị ha, gãy là mấy chị cũng phải chấp nhận, gãy là cũng chấp nhận, gãy lá gãy bông thì mấy chị cũng phải chấp nhận, đó là sỉ. Còn lẻ là khác mấy chị, lẻ thì khác, còn sỉ là nói chung là ưu ái lắm luôn, mấy chị đẹp lắm mà rẻ lắm, nói chung là rất là dễ. Anh chị nào đi sỉ bên em mấy chị biết bên em rất là dễ, bên em luôn sẵn sàng hỗ trợ cho những khách sỉ mà nếu mà cây nó có vấn đề hoặc là cây nó như thế nào luôn luôn hỗ trợ anh chị nào. Bởi vì có những khách sỉ em bán lúc mà tụi em mới mở cửa hàng cách đây 3 năm, khách sỉ ba sau 3 năm, năm nào khách sỉ cũng quay lại lấy la lan bên em hết trơn á. Mini tím phía sau em đồng giá da là 250.000. Rồi lên cái màu này cho nè, cho em lên cái màu bò sữa đi. Màu bò sữa này đẹp, em được có 20 cây màu bò sữa thôi. Bò sữa là bông đại nha. Bà chủ chưa có nhấn giá, chị Bích ơi chưa có nhấn giá nè. Lên hoa cải liền cho. Em lên cái thằng này cho mấy chị nha. Em lên trước cho cái thùng mini. Quên số này không phải mini. Mà cái gì ta? Cái màu bò sữa cho mấy chị có 170 cây à. Thằng này bây giờ lên giá 180 rồi. Tất cả nhà vườn đều bán giá 189 cho mấy chị rồi. Em bán mấy chị 170 cây á. Bán mấy chị bằng giá thường ngày đó. Bò sữa này đẹp lắm nè. Cho Tết luôn nha. Bò sữa này về được có thùng mấy chị ơi. Bò sữa năm về có được có thùng cho mấy chị à. Cây này 170 cây, hiện tại tất cả trụ để ghép được mấy chậu hả? Ba đúng không? Ba tình yêu ơi. Ba chị Bích, ba chậu á, trụ để ghép là ba chậu á. Cây này 170.000 một cây. Hiện tại những cái giá này nhà vườn hiện tại đang bán 180 đến 190 một cây. Có rượu mực lan, rượu mực lan CT có, từ để một xíu xong cái này em lên cái đó cho phụ nữ cho nha. Cây này giá là 170.000 một cây bò sữa. Mini thương trần ba vòi hả? Mini nào ta? Có mini ba vòi màu tím đó. Là màu tím em mới lên cho mình là 201. Chị lấy không? 201 một cây. Như em thấy được có một cây đó. Màu là màu bò sữa nha mấy chị. Cây này giá là 170.000 một cây. Màu này là hàng Tết cho mấy chị. Em chỉ có được một thùng thôi. Có được một thùng màu này rất là lạ đẹp. Đẹp, màu đẹp của năm nay. Cho chị Loan quả hồng một cây bò sữa. Hàng bông đại nha. Lưu ý giúp em hàng cây bông đại cho mấy chị nha. 170 một cây bò sữa mấy chị. Anh chị nào đi mua mấy chị biết rồi. Giá những cái hàng hiện tại là những cái cây này hiện tại đang có giá từ 180 190 á. 170 một cây nha. 5 cây như cũng như vậy á. Yến ơi lấy sỉ 2 thùng chỉ được một màu bông thôi hả? Dạ chị Trung Thị Ngọc Chào ơi, em nó em mít tối đa cho mấy chị một thùng 4 màu bông. Nên nó là rất là dễ cho mấy chị. Mấy chị đi lấy sỉ với nguồn khác rất nhiên là mấy chị một thùng mấy chị sẽ lấy một màu bông. Còn riêng á nếu mà chị mít ra chị lấy 2 thùng em có thể mít cho chị được 8 màu bông. Mỗi tối thiểu là 5 cây. Một màu 5 cây cho mình, một màu 5 cây cho mình. Và ship code về miền Bắc được nha. Đi vận chuyển máy bay nha mấy chị, miền Bắc vận chuyển máy bay phí nó sẽ đắt hơn 15.000 so với một đơn hàng đi máy bay nha. Gia 250 một chậu nha chị hoa tím thôi. Gia 250. Anh chị nào lấy cái màu bò sữa lấy giúp em là 170.000. Dầm bò sữa nha mấy chị, bò sữa. Cái màu này khá là đẹp mấy chị và màu lạ. Màu lá nó cũng đẹp. Cái này là hàng đài nha. Màu này là màu bò sữa.
màu này nó hay nở ra những cái màu chớp lạ lắm mấy chị. Bữa là em lựa trong cái lô bò sữa này có được cây màu đen cho mấy chị á, lựa được cái cây màu đen cho mình cái này. À, lấy vàng nếu mà vàng hơn nhánh hả? Vàng hơn nhánh là để mừng bảy cày mà lấy, từ từ em lên cho mấy chị. À, 10 ngày nữa lấy. À, 10 ngày nữa lấy thì em bóc em cũng được. Cho chị cho Phạm Trí một cây bò sữa hả? Vàng hơn nhánh. Nếu màu vàng hoang nhánh thì lấy vàng 2035 dùm con được không? Cô mừng mấy cậy không thì cô lấy cái màu vàng đây đi. Màu vàng này đẹp lắm nè. Màu vàng này chỉ thời điểm Tết mới có cho mấy chị thôi. Còn những ngày thường mấy chị đảm bảo sẽ không có được cái màu vàng này, là vàng thần tài đó mấy chị. Anh chị hay đi mua, kể cả những anh chị hay mua hồ đẹp thường ngày trong năm, mấy chị sẽ thấy không có thấy màu vàng thần tài ở xuất hiện ở bất kỳ một cửa hàng hoa lan nào hết. Cái màu này Tết họ mới có bung ra cho khách thôi. Anh chị nào có lấy màu sữa lấy em cái màu vàng thần tài này, em cho mình coi thử nha. Và hàng tài này có 170.000 một cây thôi. Của mình là nở, nở nụ nhiều hơn nở nha anh Phạm Trí ơi. Nụ nhiều hơn nở nha. Đây cái bà hàng tài này có 190 một cây thôi. Và này đảm bảo với chị đi thị trường, mấy chị biết là anh chị nào đi thị trường cái cá hồ sĩ. Sĩ là em không có sĩ hồ đẹp màu vàng đó chị. Tại vì hồ vàng, màu vàng năm nay nó khan hàng đó. Không có hàng luôn, em không có hàng cắm trọng nên là không có đi hàng sĩ. Đi hàng sĩ mà những cái màu vàng thế này. Vàng V3 170.000 cây. Vàng này là vàng hàng tài, cây hai vòi thế này. Đảm bảo mấy chị những thường ngày mấy chị khó đi tìm ở các tất cả các cửa hàng hoa lan, mấy chị khó tìm được cái màu này cho mấy chị. Thường Tết nó mới có. Tết nó mới có bung màu vàng này cho mấy chị. Vàng này hay còn kêu là vàng hàng tài. Giá của nó là 190.000 một cây, cây hai vòi. Hàng này mấy chị săn đi. Thời điểm Tết là em không có bán cho mấy chị những cây này đâu. Anh chị nào mua tại cửa hàng thì có, còn không có bán like nữa cho mấy chị được những cái màu này. Vàng này hiện tại nếu mà giá Tết, nếu mà tầm lối 10 âm lịch có giá là 250.000 một cây thế này. Chán cam đoan với mấy chị một điều luôn, chứ không có giá cho mấy chị là 190.000 một cây. Màu vàng thằng tài này nó đắt hơn cả màu vàng lưỡi đỏ kia rất là nhiều, kể cả vàng hơn nhánh kia rất là nhiều luôn. Cho mấy chị đi đỏ giá tất cả các cửa hàng Hà Lan, mấy chị sẽ so sánh hai cái màu vàng. Vàng này giá cao rất là nhiều, tầm lối 10 âm lịch thôi mấy chị. Tầm này khoảng lối những cái màu vàng này khoảng lối 15 âm lịch là tất cả các cửa hàng đều không có bán lẻ ra cái này nữa. Đa phần là công ty họ đặt hết rồi. Đặt hết rồi mấy chị, những đặt trước hết những cái màu vàng cho mình thôi. Có 170 một hiện tại em bán giá mấy chị 190, khoảng lối 10 âm lịch là 250 một cây là không vô chậu nha mấy chị. Vô chậu là cước lên 30.000, 40.000 một cây vô chậu. Đối với cây những cây vô chậu thế này, giá thì rất là cao, chị đâu để ý biết. Và hàng tài này người ta bán mình một vò không à. Lựa hai vò bán cho mấy chị á. Cái gì ta? Và Yến Cầm là hôm qua đặt like đúng không? Lâu quá hồng mà không biết, hôm qua em không có like nên em không có biết á. Cho chị Ly Trúc hai chậu vàng. Màu này em không có đâu mấy chị ơi. Hàng này, vàng này anh chị hơi hỏi giá sĩ, hỏi sĩ em mà hàng này em không có đi sĩ. Màu vàng này không có đi sĩ cho mấy chị, chỉ đủ để bán lẻ cho mấy chị thôi à. Hàng này, vàng này không có đi sĩ. Ly Trúc hai cây. Cho chị Thí Phạm ba cây vàng hàng tài gọc đơn có 190 cây. Chị giùm em cái vàng hàng tài á. 190 một cây rồi mấy chị ơi. Đẹp đó. Mà người ta tới thì chị thấy hàng này không có hai vòi cho mấy chị đâu, mà toàn là một vòi không à. Anh chị nào để ý biết, màu vàng này chỉ có Tết mới bung ra. Tại màu vàng này đậm hơn, đậm hơn rất là nhiều so với những cái dòng kia. Đây vàng hàng tài. Em để cho chị Thúy Phạm 3 cây, chị Thúy Phạm nha. 190 một cây, Thúy Phạm 3 cây. Mừng 7 cậy 3 cây hả? Này chị tới luôn không mừng 7 cậy. Mấy chị biết không, hôm bữa cái nhà vườn mà em sưu tầm được cái màu này cho mấy chị nè, họ không, nếu mà mấy chị lấy số lượng 1.000 cây vàng hàng tài thì họ không bán. Mấy chị bắt buộc phải mua là trắng tím hồng này kia các kiểu thì họ mới chia được cho mấy chị 5 cây màu vàng, 500 cây màu vàng. Đặt số lượng mười mấy ngàn cây hồ đẹp thì họ mới chia cho mấy chị được 500 cây màu vàng. Nếu mà mấy chị đặt màu vàng thế này không, hoặc là mấy chị đặt những cái màu hot vàng cam này kia thì họ không bán. Thẳng ra mấy chị nhà vườn họ không bán luôn. Mấy chị khi mà một khi lấy sĩ, mấy chị phải lấy những cái màu tông màu trắng tím hồng này kia nhiều, số lượng rất là nhiều thì họ mới chia được 500 cây màu này cho mấy chị. Bởi vì đó là lý do em không có đi sĩ màu vàng. Những cái màu vàng thế này mấy chị rất là khó, họ không có hàng mấy chị. Cho mừng mấy cậy 3 cây, 190 một cây. Anh chị nào không tin mấy chị đi sĩ nhà vườn mấy chị biết. Mấy chị, anh chị nào dám cam kết với chị một điều, chị nào hỏi mà vô sĩ vàng không, nhà vườn không cho bán luôn. Anh chị nào hỏi mua màu vàng không, yêu với giá cao hơn nhà vườn họ cũng không bán. Bắt buộc nếu mà mấy chị sĩ vàng này, đối với những anh chị nào sĩ lớn
thì nhà vườn họ chỉ chia cho mấy chị được ít ít thôi, bắt buộc mấy chị phải lấy những cái màu khác nhiều sực nhiều mới chia được màu vàng nha mấy chị. Còn nếu mà vô mà xỉ vàng là nhà vườn lắc tay hết à. À, cho chị Châu Thị Thảo Nhi hai cây màu vàng hàng tài cho mình, 1910 một cây Thảo My nha. Lấy số điện thoại địa chỉ giùm em. Cho chị Minh Ngọc một cây vàng hàng tài nhiều nụ cho mình nè. À. Minh Ngọc một cây vàng hàng tài có 190 cây à, hàng đó đẹp lắm mấy chị. Hàng này hứa lai lẻ cho mấy chị đâu, hàng này là tụi em bán hàng Tết nè. Chị về được có 1 thùng 2 thùng cho để bán lai cho mấy chị thời điểm này thôi, chứ không có về sau có về màu này đó. Màu này là tụi em bán hàng Tết không à. Dạ hàng Tết cô Vui ơi, đi trút lên thông tin giùm em nha. Khách chốt hàng kèm số điện thoại em mới lên đơn được cho mấy chị nha. Vàng này là bông size lớn nha mấy chị. Vàng này là bông trung, là một trong những màu vàng bông lớn nhất. Vàng không có bông đại đâu. Chỉ có cái màu mà đầu tiên em like cho khách em nói có màu vàng hiếm á, thì em có bông đại nha mấy chị. Vàng này là bông size bông lớn nhất rồi. Không, màu vàng mấy chị đừng có kêu là bông đại nha mấy chị. Bông của nó là bông trung và size của nó là size bông lớn nhất cho mấy chị rồi. Khăn lên hai cái vàng hàng tài lấy số điện thoại giùm em nha. Khách có số điện thoại mới chút thôi, không có số điện thoại không nhận đơn nha mấy chị, lưu ý giúp em. Khăn lê hai cây lên thông tin giùm em nha. Khăn lê hai cây vàng hàng tài 1910 một cây. Trúc Linh Tô Thị chút chưa ta? Chưa. Trúc Linh Tô Thị hai cây vàng hàng tài, chị Trúc Linh Tô Thị 190 một cây nha, hết luôn hả? Trúc Linh Tô Thị 190 ngàn một cây nha. Cây này là mấy chị chơi Tết rồi đó mấy chị. Thật, xíu vào thầm thời điểm Tết rồi đó, nó sẽ còn như đây cho mấy chị. Nó như bông, còn như bông như thế nè, em Tết nè. Còn như bông đi cho mấy chị. Đây hàng Tết mà mấy chị. Hàng này em có sỉ màu vàng, em có sỉ đâu. Anh chị hay họ nếu mà hỏi sỉ màu vàng hàng tài thì em có sỉ cho mấy chị đâu. Cho chị Ngọc Huyền một cây vàng hàng tài cho mình 190 ngàn. Nguyễn Ngọc Huyền 190. Cho chị Nguyễn Nguyễn hai cây vàng hàng tài. Em bán lại cho mấy chị có khoảng tuần hơn nữa là tụi em ngưng rồi. Nên là những cái này là em phải cố gắng năn nỉ nhà vườn chia trước cho mấy chị để bán cho một số khách có hàng. Mấy chị khách quen á, mấy chị hay Tết rồi không có mua được những cái màu này, tiếc cho mấy chị. Nguyễn Nguyễn hai cây cho giá vẫn là 190 ngàn nha mấy chị ơi. Hello Út. Trời chị tôi thì thấy bữa thấy cưng đi uống tóc đẹp quá nên là chị cũng bon gan đi mà chị uống không được. Giữ không được thì chị không uống thôi. Cho Nguyễn Lợi ba cây vàng hàng tài. Nguyễn Lợi ba cây vàng hàng tài nha, 190 ngàn một cây. Nguyễn Lợi ba cây lên số điện thoại giùm em nha. Chị Trâm lấy thì chị Trâm, ít bữa em đâu có bán màu này đâu. Kể cả anh chị nào sỉ màu vàng này em cũng không có đi sỉ nữa. Thiệt á, anh chị nào hỏi sỉ em không có sỉ đâu. Chị cứ bán lẻ mấy chị đủ để bán ra cửa hàng cho mấy chị thôi. Bán lẻ cho mấy chị thôi mà số lượng còn không đủ, không dung hòa được với những màu kia. Nên là không có đi sỉ được nhiều nên là mấy chị cũng thông cảm. Đây, cho chị ly rút một cây này. Em đặt một vườn đó 10 mấy ngàn cây. Một vườn thôi nha, còn đi 3-4 vườn là mấy chị số lượng ngàn, nhiều lắm mấy chị ơi, mấy chục ngàn cây hồ điệp lận. Nhưng mà nhà vườn đó em đặt được 10 mấy ngàn cây đó, chị chia cho em được có 500 cây màu vàng rồi đó, mấy chị biết rồi đó. Chỉ có 500 cây này thôi là nó không có đủ dung hòa những cây kia. Nên là số lượng vàng hồ điệp vàng rất ít, đặc biệt là cái màu vàng hàng tài Tết nó mới có, còn những ngày trong năm thì nó lại không có màu vàng này, nó ngộ một cái vậy đó. Cho chị ly trút thêm một cây à. Cho chị Hồ Bác thêm một cây 190. Giá thật sự giúp mấy chị là tầm 10 âm lịch em hợp giam hàng cho mấy chị, tầm lối 10 âm lịch là em bán ngay lập tức những cây hồ điệp vàng hàng tài hai vò này 250 ngàn một cây đó mấy chị. Giá Tết đó mấy chị, chứ không ít hơn đâu. Người ta chấp nhận giá, bỏ giá cao hơn để người ta săn những cái màu vàng như thế này mà Tết là không có nữa đó. Vàng này là bông trung, không phải là bông mini nha chị Huyền ơi. Ly trúc có rồi, ok, mừng bảy cậy có thông tin nè. Cho chị Mỹ Tú Phạm một cây vàng hàng tài, chị Mỹ Tú Phạm. Hàng này chơi Tết, yên tâm, bộ lá nó cũng đẹp lắm mấy chị. Không có một cái nhà vườn nào mà họ bán hàng gốc ra trên thị trường cho mấy chị mà bán có màu vàng hàng tài đâu. Trừ khi hàng Hà Nội họ sen vô cho mấy chị mới có được hàng gốc hồ điệp, những cái màu vàng hàng tài cho mấy chị. Chứ còn nhà vườn Đài Loan không bán một gốc hồ điệp vàng hàng tài nào ra từ đầu năm tới cuối năm hiện tại bây giờ. Không bán một gốc hồ điệp màu vàng ra cho mấy chị trên thị trường. Anh nói đối với những anh chị nào mua gốc hồ điệp trước đây á. Mỹ Tú Phạm nè, cho chị thêm nợ ít đúng không? Thêm Nguyễn ba cây nợ ít. Yên tâm, hàng này chị chơi Tết đó, chị Thêm Nguyễn ơi. Thêm Nguyễn ba cây hồi đẹp cho chị Thêm Nguyễn lên số điện thoại giùm em nha. Lưu ý giùm em, khách chốt hàng lên số điện thoại giùm em. Có 190 một chậu hồi đẹp vàng hàng tài thế này. Màu này bền bông. Màu này là bền bông nè mấy chị. Màu này đắt tiền lắm. Màu này đắt tiền lắm. À, Phạm Vui có chưa vậy? Phạm Vui có chưa đi? Phạm Vui á. Phạm Vui hai cây hồi đẹp vàng hàng tài ạ. Ba. Cây này để bạn nói chung. Trời ơi, cái cây này á là nó lùng rồi, nó không có cao. Tình yêu ơi, chị để trên cái bàn rất là đẹp luôn. Hàng để lên cái bàn làm việc của mình cực kỳ đẹp mấy chị. Hàng để lên cái bàn của mình cực kỳ đẹp.
À, phạm vui 2 cây. Màu này nó vừa túi tiền cho mấy chị, nó tầm trung như thế này, nó đẹp. Cho chị Thơ quẻ 5 cây vàng hàng cây nhiều nụ. Có luôn đúng không? Còn được 5 cây thì Thơ quẻ luôn đó. Nhà này em một có mấy chị nghĩ đi, em bán cho khách là khoảng tuần hơn nữa cho mấy chị là em ngưng livestream rồi. Hàng này em chỉ bán cho khách tại cửa hàng. Em mà chỉ giam cái này tầm 10 ngày nữa thì cái một cây sẽ lời hơn rất là nhiều mấy chị. Tại vì em biết cho khách, em biết khách ruột của em họ rất là thích những cái màu này nên là phải năn nỉ nhà vườn chia trước á. Đây cái này em cho chị Thoa Nguyễn 5 cây nha. Rồi em hết rồi mấy chị, hết rồi thằng Tài. Hết rồi. Nào, nếu mà có thì em chia cho, còn không có thì thôi mấy chị. Hết vàng thằng Tài nha. Em hết vàng thằng Tài ạ. Hello Thái Hòa hả? Hello anh. Hello chị Đào Nguyễn, hết chị Đào Nguyễn ơi. Đào Nguyễn ơi Tết ghé. Tết đi em đợi chị Đào Nguyễn cái vàng thằng Tài đẹp. Xuân Nữ hết luôn, Thí Võ hết luôn, Thiêu Đào hết luôn nha. Vàng thằng Tài em hết mấy chị. Vàng Tài em hết. Đây. Em đưa cho mấy chị cái màu này bền bất tị nè. Cực kỳ bền bông. Dạ anh rượu mật lan ơi, xe tơi ơi. Đúng chưa chị Trâm hả? Nói cho chị Trâm, em nói chị Trâm rồi, chị Trâm săn đi. Tại ít bữa em đâu có bán, màu này em có về nữa đâu. Nè bữa em lên vườn em mới thật sự mấy chị, em cho mấy chị coi em chụp tại vườn luôn. Là nó chỉ nở được 1-2 bông thôi. Nhà vườn nó không có chịu sức, mấy chị phải năn nỉ sức trước cho mấy chị để em kịp bán like cho mấy chị. Cho mấy chị có được cái mặt bông để mấy chị chơi Tết. Chứ còn không á là chứ không là họ giữ lại nè. Bữa về chụp bông em, bữa em ra vườn chụp bông mấy chị nè. Nè nó cây nó chỉ nở như thế này cho mấy chị một bông thôi, nhà vườn nó không có sức mấy chị. Tầm lối sau tháng 12 âm lịch thì nó mới sức cho mình và giá nhà vườn nó sẽ nâng lên rồi, thì mình chấp nhận là cái giá nâng vẫn nâng mà nó không có chịu sức đâu. Nở một bông em kêu nó không bốc luôn mấy chị. Đợi đó nè mấy chị coi nè. Em thật sự mấy chị, một cái vườn của người ta rất là lớn nhưng mà ta chỉ có một nhúm màu vàng thôi nên là rất là hiếm mấy chị chứ không phải là gì. Nè mấy cái màu vàng nè. Nè bữa là lên nó chỉ có nở được một bông cho mấy chị nè. Nay nó nở được 2-3 bông cho mấy chị là mừng rồi đó. Nó mới chịu bung hàng về cho mấy chị á. Không là không sức đâu, không có sức đâu mấy chị. Dạ có ngọc điểm nhưng mà thôi ngọc điểm này để tụi em đem về vườn dưỡng. À, 5 mini cam lửa NX 5 cây lùm hả? Cam lửa hả? Không, cam lửa chưa có hàng, cam lửa cháy hàng rồi. Cam lửa không có hàng chị Thơ Nguyễn ơi. Cam lửa em hủy đơn hàng sỉ cũng nhiều. Cam lửa không có hàng nha, xin lỗi chị. Cam lửa em cũng xin lỗi khách luôn. Em nói thật sự mấy chị là đặt hàng mà nhà vườn không nhận đơn luôn. Chứ không nói gì cam lửa đẹp lắm. Cam lửa mà bữa về em nói thật sự mấy chị là có nhiều tụi em lấy hết luôn á mà không có hàng. Nên là xin lỗi khách, nhiều khi xin lỗi mấy đơn khách sỉ nhiều lắm. Không có hàng. Bởi vì nó có được cái cây gì đẹp lắm, em cố gắng bóc về cho mấy chị chứ. Mình dạy gì mà mình để cái đẹp lại mấy chị. Cố gắng là bóc những cái đẹp nhất bán ra cho mấy chị. Chứ còn không là dạy gì nhưng mà không có giành lại được với người ta luôn á chị. Chứ không nói gì. Em sang em thùng em cái màu này bền nhất, em cam kết với khách chơi cái màu này nha. Kể cả lúc trước em chơi hàng Tết của em mà tầm mà em thật sự mấy chị Tết mà em lấy hồ đẹp về em chân á là em lựa không có còn cái đẹp đâu mấy chị. Thời điểm 25-30 âm lịch là những không có còn cái đẹp đâu. Em lựa những cây nó không có còn đẹp nữa rồi đó, là những cây người ta lựa hết rồi mới tới lượt mình đó mấy chị. Cho khách lựa cái đẹp hết, còn những cây mà nói chung là tàn á là mình mới đem về mà thật sự rất là lâu tàn đối với những cái màu này. Những cây này mấy chị có thể chơi qua tháng 2 vẫn còn bông. Những cái màu này nè, màu này qua tháng 2 vẫn còn bông. Cây này nha mấy chị, cái này là cây màu sô-cô-la. Giá hôm bữa bán về cây hai vòi cho mấy chị giá là 170.000. Hôm nay nhà vườn nó nhích lên 10.000, chỉ có được một thùng cho mấy chị thôi. Giá hôm nay bán ra cho khách đối với cây hai vòi là giá là 180.000 cây. 180.000 một cây nha. Anh chị nào có chốt thì chốt giúp em là 180. 180 mấy màu sô-cô-la này. Có thể cam kết mấy chị chơi đây. Qua tháng 2 nó sẽ vẫn còn bông cho mấy chị. Màu sô-cô-la rất là bền bông nha. Tại em chơi em kiểm chứng cho mấy chị luôn. Lúc đó em lựa những cây mà không có được đẹp giống như thế này đâu. Mà người ta chơi rồi, người ta lựa banh sát hết rồi mới tới mình đó mấy chị. Đâu có thể lúc đó bán hàng Tết cho mấy chị đâu có còn thời gian đâu mà. Đâu mà lựa cây mà giữ lại cho mình đâu mấy chị, đem về nhà chơi đâu. Mà lựa mà rất là bền bông mấy chị, treo rất là bền. Hello chị Ly nhiều, hello chị Vân Ly. Làm cái tóc giống em chị Vân Ly, trẻ hơn 10 tuổi liền. Cây này cho chị Đào Nguyễn 18, rất là bền bông mấy chị. Này sau tháng 2 cam kết mấy chị, sau tháng 2 em lịch nha, vẫn có bông để mấy chị chơi. Tại cái màu này em chơi em biết rồi. Tại em về em cũng không có gì cầu kỳ mấy chị, về cứ để nguyên vậy nè. Lấy cái giọt nhựa ra rồi các em bỏ miếng bỏ thông vô rồi thôi, cũng không có tưới nước thôi, cũng không có cần tưới phân. Tại
Nhà mẹ em bả lu bu lắm, bả không đâu có tứ phân, rất là bền bông luôn, cực kỳ bền bông cho mấy chị. Hồ điệp vàng hả? Dạ có hồ điệp vàng hả chị Kim Hiệp ơi, mà em còn màu vàng khác mà đợi một xíu lên cho chị Ly rút một cây cây sô cô la nha. Sô cô la này á là em nói cũng nói trước luôn mấy chị luôn, hôm bữa về cây hai mồi á em chỉ bán cho mấy chị giá 170 thôi. Đợt này nhà vườn nó nâng lên 10.000, em báo khách là giá lên 10.000 là bán ra cho mấy chị cây hoa vòi thế này giá 180 nha, 180 đi chút một cây. Bền lắm. Mà này em có được một thùng thôi à. Mà này chỉ có được một thùng cho mấy chị thôi. Sô cô la 180.000. Không có màu này chắc không có về nữa mấy chị. Gửi về kêu nó chim mà nó chim mà cái mặt nó nhăn như thỉ. Đi lạc la người ta bị mặt nó nhăn. Nó không có làm chi những màu này đâu. Cây này giá là 180 cây sô cô la cho mấy chị nha. 180 cây sô cô la bền bông lắm. Cả gái chị nào mua cái màu này trước đây của em cũng vậy, cho mấy chị nở tới lúc con cuối cùng ở nha, nó vẫn giữ cái màu cho mấy chị, cánh cực kỳ cứng luôn. Chỉ là mấy chị, anh chị nào không biết chăm mấy chị về treo chơi thôi nha. Mấy chị nên lựa chọn cái màu này, tại cái này nó không cần chăm sóc gì hết trơn mấy chị. Tầm 4-5 bữa mấy chị tưới nước là cô không cần tưới phân thuốc gì hết á, bông nó vẫn giữ được cái bông cho mấy chị rất là đẹp. Cây này nó là cái, nếu mà cây một vòi mấy chị mua trúng cây một vòi thì nó phân nhánh, còn nếu mà mấy chị mua cây hai vòi thì nó không phân nhánh cho mấy chị, giá thì nó cũng ngang ngửa nhau cho mình. Trăm giá của nó là 180.000 một cây, chị đâu có lấy sô cô la lấy 180 giùm em nha. Xem vàng V3 hả? Làm gì có vàng V3 anh Việt ơi, có trắng V3 thì có hàng cho mấy chị chứ làm gì có vàng V3, không có một vàng V3. Vàng là vàng, V3 là V3, V3 là màu trắng, ký hiệu của hồ điệp màu trắng thì nó mới là V3 thôi, còn không có màu vàng gì mà V3 hết trơn á. Hiện tại bây giờ mấy cái màu vàng cao khách sĩ lấy hết rồi. Em có được vàng cho mấy chị màu vàng mới, đó là màu vàng gì ta? Màu vàng bò sữa bông đại cho mấy chị thì còn hàng. Vàng bò sữa bông đại thì nó có hàng cho mấy chị nha. Vàng vàng thơm, vàng bơ, màu cam nhưng mà không có cam lửa, nhưng mà nó sẽ có cam sọc kẽ cho mấy chị, cam sọc sang vàng. Tím hôm nay cũng có gì? Và 2035 bên cửa hàng mình. Nãy có kêu Linh qua có Linh không? Nhà phụ nữ phía sau nè. Đi coi phụ nữ nè. Cái đó bột lại rồi. Nhà phụ nữ đẹp không mấy chị, phụ nữ đẹp lắm. Từ từ xíu lên, hứa hẹn mấy chị sẽ lên phụ nữ liền mà. Có tím ớt đẹp nha. Hôm nay em ít có bung bán tím ớt cho mấy chị, nhưng mà bán chia sẻ cho mấy chị, cho khách chơi cho đủ màu nha. Mini đỏ thơm nở ít hả? Mini đỏ hết rồi. Chị lấy cái màu này nè chị Tho. Màu này rất là đẹp nè chị Tho. Màu này là em nghĩ là chị ưng bụng. Cái màu này nè, đỏ em hết rồi tình yêu ơi, đỏ hết rồi, không có về hàng màu đỏ nữa. Ủa mấy cái đó là ấy hết hả, mấy cái hàng cũ là ấy hết rồi. Cái màu này nè, sô-cô-la chị Quỳnh vào một cây, trắng mini nó nhanh tàn lắm nha chị Trâm Nguyễn. Trắng mini nó nhanh tàn lắm, đẹp thật sự, trắng mini nó đẹp thật nhưng mà nó nhanh tàn lắm nha. Em không có nhập về. Cái màu này là cái màu tím mà tím hồng trắng cho mấy chị, 190 cây hai vòi hàng đẹp nha, hàng chuẩn đẹp cho mấy chị Tho lấy cái hàng này nè chị Tho. Cây 190 cây nè, nụ dữ lắm nụ nha chị Tho, chơi cái này nó rất là đẹp nha chị Tho. Màu sáng, màu sang chứ không phải là màu tối nha. Màu này là 190.000 một cây. Lấy cho em mấy cây hồng đớm hôm qua đóng sỉ còn được mấy cây à. Cái màu hồng đớm hôm qua em đóng sỉ hết rồi, còn được vài cây em sót lại em lên luôn cho mấy chị nha. Cái này là 190. Màu này đẹp lắm nè chị Đào, em lên năn nỉ giường nó chia lại á. Bữa là đúng chất là năn nỉ luôn, không sức mấy chị. Họ không sức, họ giam lại họ nâng lên 10-20.000 một cây đó, họ mới sức ra. Thấy ghét lắm kìa, thấy ghét lắm. nói chung là thị trường mà phải mình phải chấp nhận mấy chị, năn nỉ lắm. Cái này cho ai ta? Cho chị Đào Nguyễn cây, Quỳnh Phạm một cây 190 nè. Nãy là cho chị Đào Nguyễn, cái này cho chị Quỳnh Phạm một cây 190. Cảm ơn chị Thảo nghe. Cảm ơn chị Thảo. Cây màu đẹp cho mấy chị 190 một cây nha. 190 mà cây nụ nhiều đẹp. Màu này em mới về cho mấy chị nè. Màu này là em bán hàng Tết không à? Này hàng này chỉ bán hàng Tết cho khách thôi, chứ còn bà này chia được một hai thùng về bán like cho mấy chị thôi. Cây màu tím này. Tím này nè. 190 một cây nha mấy chị. Cho chị Ngọc Huyền một cây tím ngọc đơn nè, màu này đẹp mấy chị. Nè cây nụ nhiều không mà, gốc của nó là gốc 3.5 nha. Hàng này xịn sò nha. Nè, chị Tho lấy cái màu này rất là bền. Nếu mà chị mua đi bán lại hoặc là ai muốn biết chị mua, hoặc là chị mua bán hoặc là chị giữ lại thì em không biết. Nhưng mà cái màu này nó rất là bền. Màu này rất là bền nha. 190.000, còn được mấy cây à. Chị Thảo, cái hàng chị chưa em không nhớ chị Thảo ơi.
à, con có báo phí gì chưa? Tại mấy nay không có chút đâu, có em không biết có báo phí gì chưa. Nếu báo phí là em đã đi hàng rồi đó mấy chị. Cho chị Thí Phạm hai cái tím gộp đơn chị Thí Phạm nè. 190 một cây nha, nè coi nè, xuất sắc không? Cây hai vòi đủ nhiều và phân nhánh cho mấy chị. Bộ này nó sáng không phải là màu tối cho mấy chị nha, nhìn sang sang nha mấy chị. Đây, cho xa được không ạ? Dạ em ship có toàn quốc được hết cho mấy chị nha, nên là mấy chị cứ yên tâm. Anh chị nào ở khu vực mà miền ngoài á thì bên em vận chuyển máy bay cho mấy chị, còn những khu vực ở miền Tây của mình hoặc là miền Trung mình thì gửi cho hàng bình thường và rất là nhanh nhận hàng cho mấy chị, nên yên tâm. 5 cây nãy cho chị Thoa Nguyễn nè. Rồi cho em cây đẹp ơi, chị mua về bán lại. Chưa chắc đang đóng chuẩn bị báo phí cho mình đó chị Thảo. Chị Thảo đợi xíu có nhân viên báo phí cho mình nha. Đây, em lên cho chị Thoa Nguyễn 5 cây đẹp chị Thoa Nguyễn nè. Thoa Nguyễn 5 cây này nha. Màu này lên chậu cực sang á chị Thoa. Chị mà cái này chị muốn mà chị rồi chị ghép á, chị ghép chị vô cái chậu trắng thì nó sang lắm. Thoa Nguyễn nè, 5 cây chị Thoa Nguyễn, 4 cây đúng không? Nè, thêm cây 5 4 cây. Cây 5 cây chị Thoa Nguyễn nha, 190.000. Chị ghé lấy được cho chị Thí Phạm ơi, có địa chỉ em ghi ở trên bài like á chị. Em lên cho chị Kim Hiệp Nguyễn Thị nè. Kim Hiệp Nguyễn Thị 3 cây đẹp cho chị Kim Hiệp Nguyễn Thị nha. Dạ chị, cứ nói chung là cũng tương đối tối đa thôi, chứ mà chị muốn không lỗi lá thì nói chung chị lại tận vườn mua. Chứ em không, em chỉ lựa cho mấy chị cây đẹp nhất có thể tụi em thôi, được như có thể thôi, chứ mà lựa mà lá mà không miếng một xíu gãy, không miếng nứt nào thì em không có nhận đơn đâu. Những đơn trường hợp đó em không có nhận đơn đâu mấy chị. Phải tương đối giúp em, phải tương đối giúp em cái gì nó cũng phải tương đối giúp em mấy chị. Chứ mà như cái như thế này nè, như thế này mà về mấy chị mắng vốn em là em không có nhận đơn đâu. Những cái lá thế này phải nó đã gặt từ vườn, nhà vườn sẵn rồi. Nói chung là mấy chị những cây ô điệp thì phải mấy chị phải mang tính tương đối giúp em. Chị mua màu này lá nó còn đẹp, chứ mà chị mua những cây trúng mà cây tím ớt hoặc đỏ ớt những cái bông màu đậm á, lá nó sẽ nứt, nó sẽ gãy mấy chị, tại bản chất của lá nó giòn. Mấy chị lên nhà tầng vườn lá nó đã tét gãy rồi mấy chị, huống chi là gửi đi cho mình nó vẫn nguyên bản chất cho mình. Nó phải có tính tương đối với em, mà không gãy không dập mà không xước gì là em không nhận đơn đâu. Thật sự những cái đơn hàng đó em không có nhận đơn đâu mấy chị. Đổi Thiên Nguyễn, đổi một cây vàng hàng tài lấy một cây này cho chị Thiên Nguyễn đúng không? Bỏ cây vàng hàng tài, lấy cây vàng hàng tài ra chuyển qua cho chị Trâm Nguyễn. Cây vàng hàng tài ra chuyển qua chị Trâm Nguyễn. Cái này chị Thiên Nguyễn nha, Thiên Nguyễn một cây. Cho chị Thiên Nguyễn thì một cây tím cho mình là trắng tím. Trắng tím là rất đẹp nha mấy chị. Có 190.000 một cây trắng tím như thế này cho mình thôi. 190.000 nha. Mình ở gần đó qua mua được thoải mái nha. Mấy chị ở gần qua mua được thoải mái. Có địa chỉ cho mấy chị nha. Màu đẹp màu trắng tím, một nói chung là màu tím mà tím loang trắng như thế này, có mấy chị giá 190.000 cho mấy chị nha. 190 một cây. Chốt là chốt 190.000 giúp em nha. Tới giờ đó, tới giờ cái này đó. Nó ngay chốt luôn. 190.000 một cây nha mấy chị, 190. Tới giờ nắng lên rồi mấy chị. 190 một cây nha, có chốt là chốt 190 giúp em cây này. Em sẽ lên cho mấy chị màu hồng nè. Hồng này được bao nhiêu cây vậy? Mình có được bao nhiêu cây à? Quay lượt cho chị kia. Chị cây đẹp không? Này để qua bản cắm chậu đi. Giờ lên bán chú nữ. Giờ lên bán chú nữ cho mấy chị. Trời cắm tú lê. Em đổi cho cây khác. Cây vừa xuống lá là vàng lá hả? Cây của chị Thí Võ là cây nào đó? Lấy cây vào Thí Võ chưa? Dạ có hồi điệp hoa thơm à. Dạ có tình yêu. Cây nào bị vàng lá ta? Dạ từ từ em lên phụ nữ bán liền cho. Có cây nào không? Lấy cho em cây em đổi cho chị Thí Võ coi. Bên đó chị. Dạ Thêm Nguyễn ơi, chị muốn chụp cây em bấm vào Messenger bên em chụp hình cây cho mình nha. Đổi cây mới xuống chị thêm chị Thí Võ, Thí Nguyễn. Thí Nguyễn. Hả? Ôi cây của chị nè đẹp muốn chết luôn. Nè. Cái lá chân này là vàng bình thường giùm em nha. Ai mà muốn vốn những cái đơn hàng này là sự của mấy chị em muốn nhận đơn đâu. Đây, lá nó rách như thế này nhưng vẫn rất là đẹp và cây của chị nụ rất là nhiều. Bắt buộc phải tính tương đối giúp em nha mấy chị. Hầu đẹp như thế này là bản chất của nó là nó đứt tại nhà vườn như thế này rồi.
hồ đẹp là người ta phần là người ta chơi bông chứ lá, người ta dưỡng chứ nó đẹp thôi, chứ không phải là nó quan trọng về cái lá. Mấy chị anh chị nào mình mà kỹ về cái lá, mấy chị biết sao, mình chơi ngọc điểm thì người ta nếu mà lỗi lá thì chấp nhận cho mấy chị, tại người ta chơi lá, ngọc điểm là người ta hay chơi lá. Còn những dòng lan này mang tính chất tương đối giúp em nha, hồ đẹp cũng vậy, nếu mà mình vừa đẹp lá mà được đẹp bông thì rất là khó. Mấy chị đi lựa từng cây rất là khó. Thôi vậy, kể cả bản thân nhà vườn em cũng cố gắng cho mấy chị hết mức có thể, nhưng mà mang tính tương đối giúp em nha. Chứ ơi, chị không đổi lá thì không lấy là không có mua được cái một cây nào đâu, nhà vườn họ không dám bán ra đâu mấy chị. Cây này nha mấy chị, cây này giá là 201, cây nó là ba vào hoa. Anh chị nào có chốt thì chốt 201 giúp em cái tím mini nè, tím này 201 giùm em nha. Dạ hiện tại em đang live chi nhánh Sài Gòn. Em có địa chỉ em ghi ở trên bài live giúp em mấy chị, địa chỉ Sài Gòn, địa chỉ ghi trên bài live ạ. Chốt cái này, chốt 201 giúp em cây mini này giùm em nha, 210. Liên à, Liên lấy cái này cho chị Liên ơi. Liên 210 ba vòi nè. Bữa em không có bán cái màu này đâu. Dám tin chắc mấy chị một điều. Này em chỉ bán cho mấy chị là vô chậu thôi, hàng vô chậu thôi. Cây này là 201 một cây, đang ba vào hoa thế này. Chốt hay là chốt 201 giùm em màu tím nổi cho mấy chị đẹp nha. Cây ba vào 201. Quỳnh Phạm đổi cây hai vòi sang cây ba vòi chị Quỳnh Phạm. Quỳnh Phạm là cây gì vậy? Sô cô la đúng không? Có cây nào màu này không? Minh Ngọc một lỗi cây hai vòi lấy cây ba vòi. Cái này cho chị Minh Ngọc một cây ba vòi 201 gặp đơn. Hết đúng không? Em chỉ còn cây hai vòi thôi, còn cây hai vòi 109 cho mấy chị thôi nha. Rồi em đưa cái màu này cho. Mày lấy rồi nữa. Đây. Anh chị nào chốt cái cây này chốt giúp em, cái này là hồng đốm. Có một cây nhất cho mấy chị thôi. Đang vào hoa phân nhánh thế này, giá 180.000 một cây hồng đốm này. Hồng đốm nụ nhiều, phân nhánh 180.000 một cây hồng đốm nha. Chốt hồng đốm chốt giùm em 180. Hàng này tất cả các hàng này đều nhập nhà vườn Đài Loan, hiện trồng ở trên Bảo Lộc Di La Di Linh Đức Trọng. Tùm lum mấy chị, đất nhà vườn nhà vườn Đài ở trên Bảo Lộc Lâm Đồng á, Di Linh cũng có. 180 cho chị Đào Nguyễn thật ư? Ở đó còn mấy cây ở đó còn mấy cây hồng kinh đó kìa. Hồng hồng như còn được một cây nữa sao? Hồng cái đó còn cây sao? Hồng 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 lớn rồi nè. Em thấy đó còn cây. Quá trời bông quá chị. Rồi chuẩn bị em lên phụ nữ nghe. Quá trời bông khủng khiếp. Ba cây rồi đó. Phụ nữ hoa cải. Không nói tưởng bông không. Không biết rồi. Em hết hồng rồi nha mấy chị, em hết hồng rồi. Em hết hồng rồi nha. Em lên cho em mấy cây đây, còn được một em này. Ba bò con hết rồi cô Thúy Võ ơi. Cây ba bò con hết rồi mà. Con có nói hết rồi mấy chị. Cây là cây vàng hai vòi. Vàng gọi là cái cây vàng mà cây vàng hôm bữa lâu bữa nè, khách không biết sao khách xả đơn ra nè mấy chị. Cái cây này giá là 200.000. Vàng này là vàng 2035 và là cây trưởng thành. Vàng lưỡi đỏ 2035 cây trưởng thành. Có được 2 cây cho mấy chị thôi, giá là 200.000 một cây. Màu vàng mút sau lưng em á là vũ nữ hoa cải. Bây giờ em chuẩn bị lên cho mấy chị liền. Lên liền cho khách luôn nha. Cây vũ nữ hoa cải giá là 250.000 một chậu đăng bông luôn. Lấy vàng cho mừng bảy cày. Này mấy cô chơi sau Tết vẫn có bông luôn, cùng mừng bảy cày. Mini còn tình yêu ơi. Mini còn màu màu trắng chớp, vàng 200.000 một chậu này. Vàng này mấy chị xem sau Tết vẫn có bông nha. Sau Tết vẫn có bông. Cái vũ nữ này là vũ nữ hoa cải, giá của nó là 250 một chậu, đẹp quá trời đẹp. Còn được hai cây vàng nữa là hết nha mấy chị. Hai cây vàng. Vàng này so với những cái vàng em bán với chị 190.000 thì cái gốc này là gốc lớn hơn. Cây này gọi là cây lâu năm hơn. Giá bung ra cho khách là giá là 200.000 một cây. Anh chị nào lấy vàng lưỡi đỏ thì chốt giùm em nha. 200.000 một cây. Có cam nha chị Nguyễn Thanh NK ơi, có dẹp cái này đi em lên vũ nữ trước rồi em lên cái cam từ từ sao cho khách lựa từ từ cũng được, không thả hồi đẹp lựa từ từ không thả cũng được. Em lên vũ nữ cho mấy chị nha, lên vũ nữ. Vũ nữ này nó không có thơm nhưng mà bông một khi nó nở ra thì nó làm bông cho mấy chị cực kỳ lâu tàn.
từ lúc mà em thật sự mấy chị, cái thằng này nó cũng giống như cái thằng ngàn sao đó mấy chị, nó lên bông rất là lâu, lên bông rất là lâu nha mấy chị, nhưng mà nó làm bông thì rất là đẹp mà rất là lâu tàn. Anh chị nào lấy vàng lấy và lên phụ nữ chị đẹp nè, chị đẹp uống miếng nước lên phụ nữ chị đẹp coi nè. Mini còn màu đẹp nha chị, vậy thôi vậy thôi, đợi một xí xí nha. À, hai cây màu vàng đó cho chị Kim Hiệp Nguyễn Thị luôn, hai cây vàng lưỡi đỏ đó Kim Hiệp Nguyễn Thị nè. Đây mấy chị đừng có nghĩ nè, nó nở mà thơm ta, thơm nhẹ nhẹ ta, thơm nhẹ mấy chị, thơm nhẹ, đừng nghĩ phụ nữ để nở mà nó tàn nha. Bắt chị đó, một năm em chỉ bán cho mấy chị một lần thôi vào gần Tết. Đây là cái chậu em ghép ba bụi cho mấy chị thôi. Đây nè, cái này là cái gì ta, cái này là cái gỗ lũa, cái gỗ lũa nè, nè đẹp cái không, xuất sắc. 250.000 một cây. Từ từ em lên xích cam kẽ mấy chị nha, bông nó sẽ nở như thế này. Tại cái dòng này nó làm bông rất là lâu, cũng giống như là cái thằng phụ nữ ngàn sao á mấy chị. Bông em thật từ cái màu bông lên bông mấy chị phải mất tầm 2 tháng, 2 rưỡi, 3 tháng mới bung nụ cho khách, nên rất là lâu. Nó cây là cây, những cây nở thế này mấy chị đừng nghĩ là về mấy chị tàn không chị ta Tết được nha, không nha mấy chị. Này là Tết Vivu, Tết Vivu cho mấy chị nha. Bông nó phải như thế này, nó rất là đẹp. Một chậu như thế này giá có giá là 250.000. Hàng này em chỉ về đúng một đợt hết rồi, như mình về được nhiêu cây đâu. Em về được khoảng tầm 30 ba mấy cây màu này. Chỉ mấy năm trước, năm rồi em về cỡ 500 cây màu này mấy chị. Mà năm nay không có hàng. Chị nhà vườn nó chỉ chia được một ít ít cho khách thôi. Chia được ít ít thôi mấy chị. Hàng Tết nè. Đồng bán 250 chậu. Rồi cho em hai cây đẹp cho chị Bích thôi. Chị Bích còn hai cái lòng em nè. 250.000 một cây. Cái này á là do biết sao không? Nè, nó còn làm nụ nữa nè. Một bụi lớn lắm mấy chị, 250 một chậu. 250 một chậu chị. Nói chung là cây này phải có nở nghe, có nở nó mới đẹp. Chị Nguyễn Bích hai cây, chị Nguyễn Bích nè. Nguyễn Bích hai cây nè, bông không mà bông muốn lấp lá luôn. Của nữ hoa cải, bông này nó nở bông nhưng mà không biết đến khi nào nó tàn luôn mấy chị. Tại một năm em chỉ bán được một lần cho khách mà hiểm gần Tết thôi. Và chịu khó ra cái chậu này, có chậu nhựa đen không? Chậu nhựa, cái chậu nhựa V20 nó bỏ lên cái chậu này cũng rất là đẹp. Hai chị nào mà có cái chậu nhựa V20 bỏ lên rất là đẹp. Không thì mấy chị để giống như thế này mấy chị, rất là đẹp nha. Chị nó sang lắm, 250 cây phụ nữ hoa cải. Nguyễn Bích hai cây. Cho chị Ly Trúc hai cây phụ nữ hoa cải cho em cái địa chỉ luôn nha chị Ly Trúc ơi. Đẹp lắm. Hàng em mới về sáng mấy chị, một năm chị bán được một lần thôi. Năm rồi em về số lượng nhiều lắm, cỡ 500 cây, còn năm nay có được vài chục cây rồi mấy chị. Cho Giang Phú Nguyễn một cây phụ nữ hoa cải lên số điện thoại địa chỉ giùm em, 250.000 một cây. Này tại em không bán online chứ em bán online nhanh dữ lắm mấy chị. Bán online khách lúc mới đó, lúc khách vô coi nhiều, bán đông lắm lòng. Em lên một cây hoa nở cho Nguyễn Hải Hương một cây phụ nữ hoa cải cho mình, 250.000. Nè, vô về mấy chị ra cái chậu như thế này vô trồng quá đẹp nha mấy chị. Mấy chị trồng thang quả thông thì cũng đẹp hết, trồng thang quả thông nha. 250.000 một cây nha mấy chị. Cho chị thí bỏ một cây phụ nữ hoa cải nè. Thí bỏ một cây phụ nữ hoa cải cho thí bỏ nha. Quá trời cái bụi của nó nè. 250.000 một cây phụ nữ hoa cải. Cho chị Mai Linh Phạm một cây phụ nữ hoa cải đẹp, chị Mai Linh Phạm. Mai Linh Phạm một cây phụ nữ hoa cải cho mình nha. Cái này lụng lụng nhiều chị Mai Linh Phạm ơi. Đây Mai Linh Phạm một cây phụ nữ hoa cải cho mình 250. Cho chị Mai Linh cho chị đẹp Ngô hai cây phụ nữ hoa cải. Anh cho chị cây nụ cây nở đây. Nè, chị đẹp Ngô hai cây, chị đẹp Ngô nha. Đẹp Ngô hai cây phụ nữ hoa cải mà tầm hai cây mấy chị. Ghép vô chậu lớn xíu xíu cho nó đẹp. Đây, đây phụ nữ hoa cải. Bông mình lâu tàn lắm, không biết khi nào mấy chị nè. Nó cũng không có rụng bông đâu, đẹp có rụng bông đâu. Nó nói chị đổi giới thể thôi. Nói chị em chủ vũ nó đổi giới thể chứ không có rụng bông. Quỷ hiệu. Cây này 250.000 cây. Chị Bích Lê năm cây đẹp, chị Bích Lê nè. Chị Bích Lê ơi đẹp. Chị Bích Lê coi chị Bích. Nè. Em để cho mấy chị coi mẫu luôn. Bán tốt ta không gì. Không chịu, cướp. Giờ không biết cướp rồi. Đó là đồ chịu thế. Tại nhiêu ta, 3 cây thì là nhiêu tiền ta? 3 cây 750, 250 đó. Tại nhiêu? 20 triệu. Chào đi triệu. Nói triệu đó mấy chị. Cho chị đẹp vô 5 cây nha. Bích Lê. Bích Lê 5 cây thì Bích Lê nha. Bích Lê 5 cây muốn nữ hoa cải. 250.000 một cây muốn nữ hoa cải nha. Em lựa chị.
tổ này bông cũng lắm bông mấy chị ơi. Bích lê 5 cây. Tê tổ quà bao nhiêu tê? Quá. Từ nha. Đây, bích lê 5 cây phụ nữ ha, kể chị bích lê nha. Cái này nó còn nụ lắm. Nhưng mà đa phần mới sao không? Em mà lựa nở cho mấy chị. Tại sao dù khi về mấy chị chăm không có nở bông á, nên là phải chăm nở luôn. Như thế này luôn á, kêu vườn đóng như thế này cho mấy chị về, cho mấy chị chơi cho nó an toàn, khỏi mất công thời gian nữa nè, quá trời bông. Mấy cây này trai 3 cây đúng không? 4 rồi. Nè, phụ nữ hoa cải, quá trời bông. Em thật sự mấy chị em chỉ rủ xuống là nó rớt cái thể thôi, chứ bông nó không có rụng đâu nha. Mực nhiều... nói em sao em kiếm được mực. 250.000 một cây. Bích lê thêm một cái trụ này nữa. À, mai và thí vỏ rồi, hai lượng một cây mũ nữ ha, cải chị hai lượng 250.000 chốt đi mấy chị ơi, đẹp lắm, bông dữ lắm, bông mấy chị về nó còn nở nữa nha. Bích cho hai lượng một cây. Ngọc đào một cây mũ nữ ha, cải chị Ngọc đào 250.000. Ngọc đào cây mũ nữ hoa cải 250.000 một cây nè. Ngọc đào một cây nha, cho chị Đào Nguyễn một cây nè. Đào Nguyễn thích nở nụ. Đào Nguyễn, chị Đào Nguyễn thích nở nè. Bích lê 43 ngày. Đào Nguyễn một cây mũ nữ hoa cải, chị Đào Nguyễn nha. Em về đúng một lô cho khách và không có về nữa. Thường năm rồi chị nào coi dịp cuối năm em bán cho mấy chị về. Em bán là khoảng 3 lai. Em bán cho khách là 3 lai vào dịp cuối năm đi ra thời điểm bây giờ nè. Và cho mấy chị là chỉ được có 500 cây. Và giờ này có về có nhiêu đây cho khách là khoảng 30-40 cây gì đó. Không có về nữa. Hàng này trên vườn kia nó hết luôn mấy chị. Chế kim thoa một cây phụ nữ hoa cải. Chị chế kim thoa. Chế kim thoa một cây phụ nữ hoa cải cho mình 250.000. Nè về chị có thể ghép trụ này quá đẹp mấy chị. Chị đẹp mừng nhà Sài Gòn, góc phố Sài Gòn mà để cái này trời đẹp ơi, đẹp. Đẹp, hết mức đẹp luôn á chị đẹp. Đẹp Ngô lấy rồi. Em chỉ kêu chị Đẹp Ngô mua cái trụ rồi nè. À, một trụ với bích lê, một trụ với hai chậu lẻ vô chậu giùm luôn. Là sao ta? Bích lê nãy là có 5 cây rồi đó. 5 cây với một cái trụ rồi đó chị bích lê. Giờ chị là sao tình yêu? Cho chị Trần Thị Ngọc Thảo một cây. Cái tao không biết tao hỏi lại. Trần Thị Ngọc Thảo một cây cho chị nè, nụ liều đúng không? Trần Thị Ngọc Thảo ly trúc có rồi. Tổng cộng 1 trụ với 2 chậu. Là xả 3 chậu qua đúng không? Chờ chị Bích Lê chỉ lấy 2 chậu nữ thôi, với là 1 trụ thôi đúng không? Trụ này là hết luôn, cái trụ này là 1 triệu á. Tại vì 250 một cây mấy chị, 250 cái trụ này là ba chậu lại với nhau mà, cái trụ này là 3 chậu. Bích lê xả ra 3 cây đúng rồi, bích lê xả ra 3 cây. Chú bông ba lấy ra 3 cây. Cho chị Huỳnh Anh Nguyễn Minh Thiện một cây vũ nữ hoa cải. Nguyễn Minh Thiện một cây vũ nữ hoa cải cho mình 250. Chị đổi cái nở nha. Chị khí bỏ ra cái nở nha. 47 xả 3 cây. Nè thí vỏ đổi cho cái thí vỏ cái chậu này nha, thí vỏ nha. Thí vỏ cái chậu này thí vỏ nè, 250.000 một cây. Khách chốt hàng cần thông tin giùm em, Nguyễn Minh Thiện lên thông tin giùm em nha. Nguyễn Thanh Văn một cây vũ nữ hoa cải cho Nguyễn Thanh Văn nè. Quá trời đẹp luôn á chưa. 250.000 một cây vũ nữ hoa cải. 250 một cây nha. Đẹp lắm mấy chị ơi. Giống như là nói chung là nó lầm dữ lắm, nó khi mà nó nở bung ra nó phải bung, nó làm bông lâu lắm. Em phải nói công nhận với chị một điều là từ lúc có vòi lên bông cũng phải mất, từ lúc có vòi thôi nha, lên bông cũng mất tầm 2 đến 3 tháng luôn nha mấy chị, chứ không phải là từ có vòi mà lên bông hoa mấy chị phải mất tầm nửa tháng giống như những cái dòng kia bình thường đâu nha. Này nó rất là lâu, khi làm bông lâu nhưng mà bông của nó giữ cũng rất là lâu. Nói chị thấy không, bông giữ lắm bông luôn á nha. Gì 250.000 một cây phụ nữ hoa cải nha. Khách chốt hàng che shop xin thông tin địa chỉ luôn giùm em mấy chị ơi. 250 một bụi phụ nữ hoa cải thế này. Mấy chị không thích để trụ như thế này thì mấy chị có thể trồng ra chậu, trồng bỏ thang cũng được nha mấy chị. Cho chị Trung Thị Ngọc Giàu một cây ạ. Trung Thị Ngọc Giàu một cây. Quá trời bông luôn á mấy chị ơi. Này nó quá trời bông, này nụ nhiều, cái này nụ nhiều nha. Đây. Để bông gần coi thử hả? Có cái cây nào nở bông? Nở bông mà có mực bông hướng trực diện đến cây này. Cho khách coi thêm cái chậu này. Từ nha.
Bông, bông này nó giống như cái mũ nữ vàng của mình nhưng mà nó thu nhỏ lại. Đây. Thấy không mấy chị yêu ơi? Nó em ngắt cái bông quay cam sao mấy chị coi. Giống như cái mũ nữ vàng của mình nhưng mà nó thu nhỏ lại thôi. Nó thu nhỏ lại thôi mấy chị. Nó giống như cái mũ nữ vàng của mình á, vàng mà vàng đỏ của mình á mà nó thu nhỏ lại thôi, nó cho nhiều bông hơn thôi. Nó bông giữ như thế này nè, bông nó như thế này nè mấy chị. Mũ nữ hoa cải 250.000 một chậu. Dạ em Minh Thiện em có lựa cho mình cây nở rồi mà, không có số điện thoại là em không có chốt đơn luôn nha. Em nói rồi đó, muốn đổi cây lên số điện thoại một chút, sẽ âm đổi cây cho. Không có số điện thoại em muốn đổi cây đâu. Em có đi lan, từ Tết có. Trụ gỗ hả? Trụ thì có. Còn anh chị nào mua thì muốn mua những cây của nữ hoa cải thì mấy chị bỏ lên thôi. Này em bỏ lên chưa có ghép gì hết, nhưng mấy chị chỉ bỏ lên sơ thôi cho mình thôi. Bỏ lên sơ thôi chứ không có ghép gì hết nha. Em lên cho một cái cây của nữ hoa cải này trên Tàu Nguyễn nè, nụ không luôn nè. Tàu Nguyễn một cây 250.000. Ách chốt hàng thì thông tin giúp em nha. 250.000 một cây của nữ hoa cải, bông rất là nhiều nha mấy chị. Của nữ hoa cải rất là bền bông. Tuy nó bông nhỏ li ti thôi nhưng mà rất là bền bông. Bông chùm bông liền nhiều bông lắm, nói chung là nhìn nhiều bông. Mấy chị trưng trưng trong nhà nhìn cái cây nhà của mấy chị rất là đẹp. Cho chị Kim Hiệp Nguyễn Thị một cây vũ nữ hoa cải gộp đơn 250, cảm ơn chị Hiệp nhiều nha. 250.000 một cây vũ nữ hoa cải nha mấy chị, lưu ý chút hàng. 250 giùm em ạ. Năm em chỉ có bán được một lần thôi mấy chị. Em vô chậu với giá thể cộng tiền công chị chuyển khoản là chị Bích lấy 3 cây ghép vô một trụ như thế này luôn á chị Bích. Mà gửi ráp thì để coi. Hước nhận à, vô giá thể cũng được, cũng phải bịch keo lại gửi đi, sợ sợ nó rớt cái giá thể ra. Cho địa chỉ Sài Gòn nha, cho chị Thu Thu cái cây vũ nữ này, chị Thu Thu nè. Mấy chị Bích nhắn tin em, chị Bích. À, Thu Thu, anh gì đó anh đổi là cây nụ đúng không? Canh anh Nguyễn Minh Thiện là anh đổi là cây nụ nè, em để cho anh cái cây nụ không luôn nha Minh Thiện ơi. Nụ không nha. Nguyễn Minh Thiện đổi, có địa chỉ. Cái trụ là 250, nó để được 3 chậu nha mấy chị ơi. Cái trụ đó là trụ giò gỗ, cái trụ này trụ gì kêu kêu bằng gì ta? Gỗ lũa nha mấy chị. 250.000 một cái cây vũ nữ nha mấy chị ơi, hai cây kêu đó là vũ nữ hoa cải. À ok chị Bích. Chị Bích ở Sài Gòn hả? Cây này 250.000 nha, có chốt rồi chốt giúp em là 250 giùm em. Cho em cái địa chỉ Sài Gòn đi em ấy cho em gửi qua cho chị được. Vô trụ có thể chỉ luôn á nha. Đây, quá trời rồi mấy chị. Bông nó không nở thôi, nở ra bích luôn á. Nè. Đây biết rồi đó, biết ai vô rồi đó, phải nói đó. Cây này là 250.000, chốt cái vũ nữ hoa cải chốt giùm em 250.000 em nha. Trời, cái cây này mà ghép vô chậu này cũng đẹp mấy chị. Anh chị nào không thích ghép vô trong cái đó thì mấy chị có thể ghép vô đây cũng đẹp. Hai cây, một cây tùy thích khách, em nói chung là tùy thích mình, đủ khả năng của mình thôi, không ghép hết hà. Nè quá cái đẹp luôn nè, đổi cái này cho Đào Nguyễn cây nở nè. Em chị Sài Gòn đó, bài nó chơi hả? Được, có gì đâu. Có gì chị cho em cái địa chỉ Sài Gòn để em gửi cho chị nha chị Bích. Cái anh đổi cho chị Đào luôn rồi. Chị, anh chị nào có thích nở giống vậy hả? Thích nở không vậy, không lấy nở giống vậy cho coi. Tại vì biết sao không, em bóc cho mấy chị nó có nở hơi vừa vừa thôi, chứ nở quá là nhiều khi khách lại không thích. Khách lại không thích. Cái này 250 nha, có chốt thì chốt 250. Cái này là có nở có nụ, chữ bung bông hết nha. Anh chị nào muốn tư ra thì về cố gắng mà cắm cái ti lại nha mấy chị. Cắm ti lại chứ thôi là bông nó khít, dữ lắm khít. 250.000 nha. Hả? Bung ra được mà, bung ra. Nè, người ta cắm người ta cũng bung ra nè. Nè ti nè. Cắm nó đứng lại máy. Mày không tiếp tao chứ, mày cứ bên đóng không à. Biết nó đâu lên rồi. Vừa rồi chị có vô chớ em mua nào đẹp hả? Lúc nào chị Bích? Mua nào ta?
Chị bắt ghé nào chị bắt? Chị bắt ghé nào đó? Chị Nguyên Thảo ơi, chị Thảo lựa lại cái khác giúp em Nguyên Thảo. Chứ chị Hoa Lượng đổi lại cái này khác giúp em nha. Nè, cây này cũng nhiều nụ nè mấy chị. Tại vì cái phụ nữ em chưa bán đồ like. Tại vì em tính là tối mới like với chị khách. Nếu khách đòi quá thì mới lên cho mấy chị thôi. Đồ like thì khách sẽ đông hơn. Cây này nha mấy chị. Cây này 250.000, nụ khá là nhiều. Có lấy cái này thì lấy giúp em là 250.000 nha. 250.000 cho cây phụ nữ. Em sẽ lên cho cái màu đẹp nè. Màu này có được 3 cây à. Màu này không có về lại luôn mấy chị. Về đúng một đợt không về lại luôn. Tối đóng cửa kêu quá trời. Cái Bích Lê ở Phú Yên bữa chị mua cây bà liễu khủng cửa xe đó đó. Chị nói là tối là đóng cửa mà kêu quá trời. Chắc mới chị mới ghé đây nè. Xong mười mấy rồi mới đi. Và em ba bảo là mười đó mười một mấy rồi. Dạ gửi Sài Gòn, em ở Tân Phú nha mấy ơi. Địa chỉ cửa hàng chính thức ở 215 Lê Trọng Tấn, Tân Phú, Sài Gòn. Địa chỉ kho livestream ở 26/3/21 Lê Trọng Tấn, Sài Gòn. Anh chị nào ở Sài Gòn có nhu cầu gửi hàng dịch vụ thì em gửi dịch vụ. Còn mấy chị muốn bốc ráp nhanh nhận hàng trong ngày, trong một vài tiếng đồng hồ thì em cũng bốc ráp được cho mấy chị luôn nha. Em đổi cây này cho Nguyễn Thanh Vân. Nguyễn Thanh Vân đổi cây này cho Nguyễn Thanh Vân ạ. Còn hồng đào nha. Có nhỏ bán hàng cao quá trời hả? Nhỏ bán hàng hả? Cao hả? Có khi nào qua lộ mình hấp đi chơi không? À, chừng quang á rồi, chắc quang á. Bốn tám không? Có hồng quang á. Có hồng quang nó cao lắm, nó cao bếch bằng 78 rồi, nó cao lắm. Không bếch tóc lông. Em đổi luôn mất tiêu luôn rồi. Hà Nam phải chắc quang á. Nè, em cho một khi một khách đáp ứng nhu cầu của khách nào thích đổi nở thì em đổi nở xong lên hồ đẹp cho mấy chị nha. Sao em dễ tính chứ lắm nè mấy chị ơi. Nè anh chị đã thích nở nhiều nè thì đổi cái này nha. Em đổi cho. Lít lấy đổi đổi. Cảm ơn chị Hương Hà. Do ốm quá mấy chị ơi, ốm quá nên là cắt rồi cho nó đỡ hơn chứ ốm quá giờ ai cũng rủa hết à. Ok chị Ly Trúc nha, ok chị. Cây này nó nở nhiều xíu nè, chị nào thích nở giống như thế này thì em đổi, cố gắng em đổi cho. Ok đó có ai vậy? Nguyễn Thanh Vân. Cái này chị nào có đổi em lên cái màu này đi nè nha. Màu này em có về nữa mấy chị. Còn này được 4-5 cây à. Nhà vườn chính thức hết hàng luôn. 250.000 một cây phụ nữ hoa cải nha. 250. Có chốt này chốt giúp em là 250.000 một cây phụ nữ hoa cải. Thích lấy nụ lấy. Cho chị cây nở cho Gia Phú Nguyễn nha. Dạ. Gia Phú Nguyễn có đơn chưa? Cần đến gì vậy? Mình có rồi sao? Này dễ tính hả? Cho Châu Văn Tân, Thu Văn Tân hai cây vào nụ cho Thu Văn Tân nè. Thu Văn Tân. Dạ. Ok chị Thu Văn Tân. Chị Thu Văn Tân hai cây nụ nhiều cho mình nha. Gia Gia có Gia Gia, có Gia Gia chị Thủy ơi có. À không có. Đâu có đâu. Đâu có đâu tại vì ốm quá nên cắt tóc cho nó ngắn bớt cho nó đỡ nhìn cái mặt nó đỡ hốc khô khốc không mấy chị. Chứ ốm mà bị rủa quá. Cho Thu Văn Tân hai cây đang vào nụ cho Thu Văn Tân nha. Thu Văn Tân hai cây nè. Nụ nhiều mà tụ tán lớn cho mình luôn nha, 250 à. Dạ da tím mà chị Thủy ơi. Đây. Dạ. Lấy cho em cái chậu da tím tặng giùm em ơi. Dạ có chiếu lên da đẹp mấy chị. Mà da này là da da lô đẹp. Em trữ 1000 cây đó mấy chị, trữ tại vườn 1000 cây, lựa cây đẹp nhất bán mấy chị. Dạ. 250.000 một cây. Dạ. Rồi từ từ ơi, da da đẹp đẹp. Đây, cái cây mini da da tím đậm này cho chị Hồ Thủy nha, chị Hồ Thủy ơi, 250 một cây da da. Da da nha, chị Hồ Thủy một cây nè. Hồ Thủy. 250.000. Em nói em lên cái gì em quên mất tiêu rồi, cái này. Chị Bích bữa nào ghé chơi đó sớm chị. Màu này có 190 thôi. Màu này là em chỉ còn tại đây khoảng được 3-4 cây và sẽ không có về cái màu này nữa. Tết cũng không có màu này bán cho khách luôn. Màu này là dạ đúng rồi đó tình yêu ơi. Da da này thuộc bản chất.
Da lá dẻo đó, giá của nó là 250.000 một chậu, hàng đẹp luôn. Hàng đẹp cho mấy chị nha. Mấy chị biết em trữ số lượng 1.000 cây mà lựa cây đẹp nhất cho bán cho mấy chị là mấy chị biết rồi đó. Da da Tết nó không có đẹp giống như vậy đâu. Da da Tết giá sẽ rất là cao, nó không có đẹp so với những cây thường ngày đâu mấy chị, mà được những cây này nó là rất là đẹp luôn rồi. Một cây nhiều hoa, chị Thúy Võ ơi lấy trắng tím giúp em được không chị Thúy Võ? Trắng tím được không chị Thúy Võ? Cây này là 190 nha mấy chị. Màu hồng này là màu hồng lưỡi đỏ. Màu hồng lưỡi đỏ này giá là 190 một chậu. Cái thứ nhất, cái thứ hai nữa là màu này đây tới Tết sẽ không có về một cây nào luôn cho mấy chị nha. Màu này hiện tại nhà vườn hết hàng, sạch xanh xanh luôn, không có về lại một cây nào nữa cho khách. Đó, hồng lưỡi đỏ này 190 nè. Được 3 chậu ấy vậy. Qua còn được mấy cây hồng lưỡi đỏ vậy? Từ em lên da sống này em lên da cho mấy chị. Thí Võ lấy màu trắng tím đúng không? Em lựa chị Thí Võ một cây đẹp cho. Một 90 một cây mini hồng nha. Hồng này là hồng lưỡi đỏ nha mấy chị. 190 ngàn. Cây hiện tại là hai vòi phân nhánh và bộ lá đẹp cho mấy chị. 190 cây như thế này. Chốt này chốt 190 giúp em nha. Xuân Lê chốt tập trung với Sứ Lan Hồng. Năm tư. Quá đẹp luôn mấy chị ơi. Nè, màu hồng này đẹp ghê không? Quá cho nụ luôn mấy chị. Màu này mấy chị chơi Tết Phi Vu nha. Cái màu nó ngọt gì đâu á mấy chị. Cái màu này rất là ngọt nha. Trắng đổ, Trang đổ một cây vũ nữ đẹp cho Trang đổ nha. Trang đổ một cây vũ nữ cho mình 250.000. Cái nụ nhiều nha, nụ có nở nha. Cho Lan Hồng à. Nè, không có đủ 5 cây luôn á. Màu này nè. Chưa tốt đấy. Giờ cô Lan Hồng Xuân Lê chốt một cây gộp chung với Lan Hồng. Vậy là Lan Hồng thêm 2 cây nữa là 3 cây nha. Sao dạo này mình đọc comment chậm dữ vậy trời. Dạo này đọc comment chậm dữ vậy. Cái này cho cô Lan Hồng 2 cây cho cô Lan Hồng nha. Đọc comment chậm giả mê. Thấy chị thuật thẩm thấm phạm nha. Thấm phạm ơi. Cho Nguyễn Thanh Vân một cây 48. Đây Nguyễn Thanh Vân một cây 190, hàng này Tết em cũng không có hàng nha mấy chị. Ủa giờ này đi ngủ hả chị Xuân Hồng Nguyễn? Giờ này còn sớm mà. Chị đi ngủ hả tình yêu? Đâu rồi chiếc giá rồi. Đủ 5 cây không? Được 2 cây thôi hả? Em còn được 2 cây chị Tho nha chị Tho. Chị Tho cứ gặp xin đi. Còn được 1 cây hả? Em còn được 1 cây chị Tho ơi. Chị Thơ, em còn được một cây em để cho chị Thơ Nguyễn luôn nha. Đây nè, còn được cây để chị Thơ Nguyễn nha. Cây vũ nữ chị hôm trước đi chưa, chị gộp được không? Chị Thấm Phạm ơi, bên em đã có nhân viên bốc phí chị chưa? Nếu mà bên em đã có nhân viên bốc phí chị thì là bên em đã gửi hàng cho mình rồi đó chị. Chắc đơn đã ra rồi, đã đi hàng rồi đó tình yêu ơi. Dạ được nha cô Trang Đỗ, yên tâm nha. Cái này cô chơi Tết được, cô bán khách cũng nói hàng Tết mà mấy chị. Trăm với 193 là còn không? Tối là lên lúc đó chị sáng nè. Đây lên cho cây da đẹp cho khách nha. Da da này mấy chị chơi Tết Phi Vu nha. 250 một chậu mấy chị. Da da hàng đẹp trắng tên, trắng tím mình chơi Tết luôn nha. Đang có bồ hoa nở, có bồ hoa đang nụ như thế này. Vô chậu này là vô chậu sẵn như thế này cho khách luôn. Cây rất là đẹp cho mấy chị. 250 một cây mini da da thế này. Về là chỉ về treo chơi luôn thôi. Chơi hết bông mà dưỡng cho bông khác sao sang năm vẫn có bông chăm mấy chị bình thường nha. Da da này thuộc bản chất là mini da da lá dẻo. Cây này giá là 250.000 một cây da da. Có hoa nở, có nở, có nụ để mấy chị chơi Tết Phi Vu nha. Cho chị Minh Ngọc một cây da da gộp đơn. Hàng đẹp nha mấy chị. Tâm huyết chị lắm. Lô da da này nhà vườn của em rất là tâm huyết mấy chị. Đây nè, quá trời đẹp luôn. 250.000 một cái chậu mini da da thế này nha. Chốt rồi chốt 250 giúp em. Phụ nữ hoa cải nè chị Nguyễn Tiền ơi. Cây phụ nữ hoa cải thì giá là 250.000 một chậu phụ nữ hoa cải. Em rủ bông rồi chị không? Nó nở mà mấy chị vũ bông cỡ nào vũ là nó không có rụng bông, không hề rụng bông. Rất là tại vì nó làm bông lâu lắm mấy chị, thời gian làm bông của nó cực lâu nên là bông của nó rất là lâu tàn dù cho nó nở bông. Cây này giá là 250 nha. Đang
có bồ hoa nụ như thế này cho mấy chị. Có chốt phụ nữ chốt sorry, chốt cho da, chốt giùm em 250.000 chậu đẹp, nó thuộc bản chất cho da lá dẻo nha. Cho Nguyễn Đức Phương hai chậu da. Thì mình về chơi Tết luôn nha khách. Cho em chậu nó đi. Lấy cái cây dưới kia lên. Đây là cho anh Nguyễn Đức Phương hai chậu mini da da cho Nguyễn Đức Phương nha. Quá đẹp luôn mấy chị ơi. Xuất sắc không? Nè em lựa cho anh hai tông màu nha. Đây Nguyễn Đức Phương à. À cho cô Hí Võ một cây nhiều hoa cho cô Hí Võ nè. Lấy cái đó đi. 250.000 một cây à. Quá đẹp mấy chị ơi, lô này lựa ra đẹp nhất có thể mấy chị, chứ vô lô da da Tết nó câu đâu có đẹp được giống như thế này đâu. Trần Đức Phương cho em xin thông tin nha. Cái này em lên cho chị Thí Võ một cây mini da 250 một cây à. Này là mấy chị chơi Tết luôn nha. Hàng Tết nha khách. Hàng Tết sau Tết vẫn có bông để mấy chị chơi. Đây lên tiếp cho chậu da da nữa nè. 250.000 một chậu da da lá dẻo, lá đẹp cho khách nha. À, màu đậm, cái trong này trắng ít hơn nhưng mà tím nhiều hơn một xí nha mấy chị. Tâm màu đậm cho mình, đang có vòi nụ vòi nở chơi Tết nha. À, cho chị Hầu Thủy một cây da da tông màu đậm với chị Hầu Thủy nè. Cho chị Thí Nguyễn một cây da da nhiều hoa gập đơn 250.000 một cây. Em phải lựa, nếu mà chị Thí Nguyễn là phải lựa chị cây nụ lớn. Là chị ở xa Thí Nguyễn nha. Thí Nguyễn một cây da da cho chị nụ lớn nha. Nhiều vào bông cho mình. Hả? Lấy hoa hoài mà không nhớ hả? Ôi, không nhớ thiệt. Không nhớ thiệt luôn. Sorry, sorry anh. Nếu mà khách quen thì cho em xin lỗi nha. Em không nhớ. Em lên cái chậu da da này cho chị Quỳnh Phạm nha, chị Quỳnh Phạm. Cây này có nở có nụ đẹp cho chị nha. 250.000 một chậu ạ. Cô Trăng Đỗ coi lại cái chậu phụ nữ cho cô Trăng Đỗ rồi coi một tí nha cô Trăng Đỗ. Có báo chị có nói là một cái ít tiền ship quá cao chờ chốt thêm. À, sáng có nhắn Messenger báo chị trưa nay có like. Thấm Phạm. Gia Gia thuần rồi chị Hoài Hương ơi, thuần rồi ạ. Gia Gia là thuần rồi nha, chứ không phải là chưa thuần nha. Chị lấy cây nở bông không nụ em ơi hả? Thí hả đúng không? Ê đu đu đu. Ok chị Thờ, chị Thí Nguyễn đổi cây nở bông không nụ. Tình ok tình yêu. Nè, vậy em đổi cái cây này cho chị Thí Nguyễn nha. Chị Thí Nguyễn đổi cây nở bông không nụ này cho chị Thí Nguyễn. Chị Thí Nguyễn ơi. 15. Cái gì? 15 rồi. Em 15 đó luôn. Hầu Thủy hả? Kia đi. Em nản ý. Hồi nãy lấy đậm rồi đổi lấy trắng. Là sao ta? Là chị Hầu Thủy, Hầu Thủy tổng cộng mấy cây rồi? Hầu Thủy là tổng cộng 3 cây nữa nha chị Hầu Thủy ơi. Số 2. Thì tổng cộng 3 cây rồi đó. À, cái này cho chị Trúc Linh, cái cây mini da da cho chị Trúc Linh nha. 250.000 chị Trúc Linh nè. Trúc Linh một cây 250 nè. Ôi nở. Em chị phải có nở có nụ giùm em nha. Chứ một là nở, nở giống như cái chậu em lai hoặc là nở nhiều giống vậy thôi. Chứ không có nữa. Cây này là 250 nha mấy chị, chốt quá đẹp luôn mà bông siêu to nè. Bông da da là cánh bông to cho mình nha mấy chị. Cây này giá là 250, chốt này chốt 250. Hầu Thủy lấy 3 cây khác màu coi lại đi. Coi Hầu Thủy lấy 3 cây khác màu kìa. Cho một cây vũ nữ đẹp cho Trang Đỗ. Cái gì vậy? Số 2. Chỉ là số 2 nhưng mà cái gì? Dạ dạ. Chốt cái này cho chị Trúc Si nha. Trúc Si 250 lên thông tin giùm em à. Cho Trang Đỗ, cho cô Trang Đỗ thêm cây vũ nữ hoa cải nè. Cô muốn coi lại cây nữa hết tổng hết thì ngày mai con chụp hình là Messenger cho cô Trang Đỗ coi nha. Đây nè Trang Đỗ cây vũ nữ. Mua bán có 2 cây vậy. Có 2 cây. Giờ lấy thêm cây này nữa cây khác phải ổn rồi. Nè thêm cây này chị Hồ Thủy là khác màu nè. Là 3 cây khác màu của chị Hồ Thủy này nha. Hồ Thủy 3 cây khác màu nè. Một cây này cho chị Hồ Thủy coi luôn nè. Một cây. Đây nè. Là 3 cây khác màu chị Hồ Thủy nha. Hồ Thủy 3 cây khác màu. Mà năm đó. Năm cái lên đó. Coi đó. Làm đi. Bà mười luôn chưa sợ nữa bà năm. Đi bên đây. 250 một chậu nha. Đây em lên một cái tông khác không mấy chị nữa nè, 250.000.
lấy cây hoa nhiều màu đậm, chứ nụ là về rụng hết Yến ơi. Nụ lớn, vậy phải lấy nụ là lớn. Đợi cho em kiếm cho em cái cây màu đậm ơi. Nứt răng quá. Đậm nụ lớn. Đợi xíu. Đợi em xíu nha. Doraemon hôm nay em không có hàng nha. Doraemon không có hàng từ từ em đợi cho. Đây là cái tông màu sáng nha. Anh chị nào có lấy cái chậu mini ra lấy giúp em là 250 giùm em, 250 ngàn. 4 cây mini tím, 3 cây vang. Vang đông, rồi vang thân tai. Cái cây của chị Thiếu Nguyễn xả ra đi đổi cho chị cây đậm. Em đổi cho chị cây đậm. Cây đậm nhưng mà em lựa nụ lớn cho chị nghe chứ mà nở thì không cũng không có nở đâu. Ừ. Số 15. Lấy cây dài dài ra. Thí giỏ, đổi chị Thí giỏ cái cây này cho chị Thí giỏ ơi. Nụ cỡ này giúp em nha, màu tím đậm cho chị Thí giỏ luôn nè. Đụng sập nụ. Kinh giùm em lấy cây dài dài giùm em đi. Đổi cây đó không? Nhỏ rồi đồ con nhỏ đâu biết tên gì. Thí Nguyễn đổi cây màu đậm nụ lớn. Rồi. Chị Thí Nguyễn ơi lấy cây này giùm em được không? Chị Nguyễn tím nhiều hơn trắng nha. Này tím nhiều hơn trắng và nụ lớn rất là lớn đều chị luôn nè. Chị Thí Nguyễn ok thì em đổi luôn cho nha. Nè, chị Thí Nguyễn có chốt đổi ok thì ok giúp em nha. Cây này đẹp quá trời nè. Cây kia nó vừa thiệt. Ok nè, cây này đổi Thí Nguyễn rồi nè. Ok. Rồi đó, đổi xong rồi đó. Cây này là 250 ngàn. Chốt cái chậu này chốt 250 giùm em. Minh Ngọc ơi, mai chụp hình cho coi Minh Ngọc ơi. Đưa cho bà giờ tím đậm. Lấy nhiều hoa hả? Là hoa nở đúng không? Trời ơi, khổ tâm. Tím đậm là tụi em không có hoa nở đâu nha mấy chị. Tím đậm là phải nở 1, 2, 3, 4 bông. Còn không là nở tè le. Còn không có là lấy trắng tím nở tè le tức lát. Chứ còn không có ấy nha. Anh chị nào coi lại cây inbox của Messenger chụp hình cho mấy chị. Em có cầm cây lên cho khách coi đâu. Cần coi cây lại inbox dùm em. Tại vì mình dơ, em dơ cây rồi. Như chị Trúc Si em dơ cây là chị chốt cái chậu đang cầm rồi. Như cái cây nãy là chị chốt cái chậu đang cầm mà đúng y cái chậu của chị rồi. Chị đổ hoài là em có vô cây đâu, em bực lắm mấy chị, đổ cây hoài là em không có lên da da nữa đâu. Thôi mấy chị chốt á, mấy chị comment là lựa nở nụ gì đó chứ giờ lên là đổi tới sáng luôn á. Nha mấy chị. Anh chị nào lấy nụ lớn nụ nhỏ thì thà lúc đầu mấy chị comment giùm em nụ lớn nụ nhỏ nụ nở gì đi lựa cho mấy chị một lượt một giờ đổi tới sáng luôn á mấy chị. Cái nước là bỏ mà không hết thì cũng đợi. Lại mẹ luôn. Sắp tới chị mua cái gì ra. Cây này em có được một cái cây là cây mini màu hồng cho mấy chị nha. Màu dạng như màu hồng chứ không phải là tông tím. Cây này có một cây nhất thôi. Cây này nở nụ cho mấy chị 250 ngàn. Chốt cái chậu này chốt với em là 250 ngàn. Không có Doraemon, không có trả lời chị nãy giờ nha chị Phạm Thi ơi. Không có cây Doraemon nè. Xả cây da chị Thí bỏ đi. Để đi thôi ta không. Đổi tới sáng luôn mấy chị. Xả. Chốt cái hồng.
là cho chị Thúy Nguyễn à. Thúy Nguyễn 15. Em vô cây chị đâu thích chốt đi mấy chị. Em không có lựa cây nữa đâu, cho đâu. Không biết mấy chị thích cái cây gì nữa. Em có cây mini da da tím đậm mà. Cho cô ngay giới thiệu. Da da tím đậm này 250.000. Đang nụ nở được một vài bông như thế này. Anh chị nào thích chốt cái chậu này chốt giúp em là 250.000 giùm em cái chậu này nha. 250 à. 250 giùm em cái chậu này nha. Tím đậm nở được có 2-3 bông thôi và nụ nhiều. Đây đang vừa nụ và cây đẹp. Da da thuộc là cây da da lá dẻo nha. Cây rất là đẹp nha mấy chị. Cho chị nhà Mai Thuận một cây à. Nở 1-2 bông như thế này em nha Mai Thuận ơi. Tại có nở mới biết được một bông của mini đó. Còn không nở là không có biết được cái màu nữa đâu. Bây giờ mấy chậu da da lên. Da da này không có cần. Cảm ơn ngay chứ thị. Da da này mấy chị không có cần phải về ra chậu thay chậu nha mấy chị, thuần lâu rồi. Nên là cây của mấy chị chăm sẽ rất là đẹp á. Về chăm rất là đẹp. Em lên cho cái cây này nè. Tông của nó là tông tím nhiều hơn là trắng nha mấy chị. Đây. Cái chậu này chị đầu chốt, cái chậu này chốt 250 giùm em nha. Chị Huệ chốt lại cái chậu khác giúp em nha. Đây 250.000 ạ. Cây nhanh mô chị mời lên. 250. 250 nha. Màu này là tím nhiều hơn trắng. Tông này là tông tím luôn nha mấy chị, nhiều hơn trắng nó về. Cái bông của mấy chị nhìn sẽ hơi lạ lạ xí. Đang có vòi nụ như thế này, cây đẹp và da da lá dẻo luôn nha. 250. Chốt cái này cho chị Nguyễn Hạnh 250.000 ạ. Cây đẹp lắm mấy chị, lựa từng cây cho khách nè. Cây này nở, đâu có chị nào thích có nở lấy, còn không để đây chân thôi. Đây nè, tông này là tông trắng hồng, màu đẹp nữa nha mấy chị. Tông này tông trắng hồng. Trắng hồng ít tím. Trắng hồng nha. À, đang vòi nụ lớn nha mấy chị, đẹp ghê không, một lùm luôn. Cây này sau Tết sẽ làm bông rất là nhiều mấy chị. Cây này sau Tết sẽ làm bông rất là nhiều cho mấy chị. Lá đẹp mướt rất là mướt cho mấy chị nha. Màu trắng hồng nha mấy chị. À, anh chị nào chốt cây này chốt giúp em là 250.000 giùm em. 250.000 giùm em trắng hồng nha. Để em kiếm tím đậm em lên cho, đợi một xí xí nha. Để cho chị Thanh Thảo hai cây đi, còn được một cây. Em còn được một cây hồi đẹp thần tài cho mấy chị đó. Cây tím bụng dèo, hồng hệ tím đậm đúng không chị Hồng Hệ? Để em còn được một cây hồ điệp và hàng tài còn sót lại nè. Chị nào có chốt chốt nha. Dạ có phụ nữ Hồng Mỹ Thảo 220 có giá sale 120 một cây, 190. Tím đậm được nhiều này. Nè Hồng Hệ cây này đẹp nhưng mà cái cây này chị nhích cho em thêm 20.000 nha chị Hoài. Cây này nãy giờ em có luật em có để riêng. Này cái này cho chị Đào Nguyễn cây nè, 190. Cây là cây cao nha chị Hoài. Cây này là 100 cái cây này là 270, nhích thêm 20.000 giúp em nha. Cứ có chậu này à. Cây là cây lớn thì cái cây này cái cây size lớn. Cây cao hơn so với những cây kia. Em để cho chị Huệ Hồng Huệ cây 270 đẹp quá nè. Hồng Huệ nha. Cây này dễ thương lắm mấy chị. Mặt bông này cũng hơi hiếm hiếm có tìm mấy chị. Màu này là màu trắng hồng tím. Màu này đẹp lắm nghe mấy chị ơi. Màu này đẹp cửa. Cây này giá là 250.000 à. Cảm ơn chị Hồng Huệ. Chốt cái chậu trắng tím này chốt giúp em là 250.000. 250.000 em chỉ bán cho khách chốt khoảng tầm một tuần hơn nữa thôi. Tại vì đây tới Tết còn được có 4 tuần nữa thôi mấy chị. Dạ còn tím đậm nhưng mà chị Thúy ơi nó nụ quá chị Thúy. Chị Thúy Nguyễn em biết chị Thúy Nguyễn thích nở nhưng mà nó có nụ. Nhưng mà chị lấy tông tím nhiều hơn trắng đi. Nó giống như cái cây này nè. Giống như cái cây này nè chị Thúy Nguyễn. Tại vì ở ngoài chị hiện tại đang rác nên nó là phải nụ lớn như thế này thì nó an toàn cho mình. Chứ cỡ này đã có này thôi. Chứ em không có nở nhiều hơn được nữa. Mà cái này gửi đi ra chị cũng an toàn mà. Đâu có còn nụ nhỏ đâu. Chị thích thì lấy. Anh chị nào có thích chậu này thì lấy cái chậu này. Tông tím nhiều hơn nha. Tím nhiều hơn trắng. Màu đậm nụ lớn nữa cho mấy chị 250.000. Lá đẹp nha. Gốc rất là khỏe. Dạ. Màu nào vậy? Màu hồng mà. Dạ 145 ạ. Lấy nguyên thùng cho con nha.
chốt cây em đang cầm và em chốt cái này cho chị Hồng Huệ luôn nha. Cảm ơn chị Hồng Huệ. Ồ cái này nhiều bông nè, nhiều bông nè. À, hầu đẹp và hàng tài chị Mỹ Tú Phạm ơi. Để em chốt dư chị Mỹ Tú Phạm một cây nha. Giờ em hết rồi. Màu đó giờ em hết luôn, giờ không biết sao nữa. Chím đậm đúng không? Có cây chím đậm nào nở nhiều không ta? Đây đây em có cây này nè. Ok cho chị. Nè nãy em treo lên nè, cái màu tím đậm nè. Nụ lớn, ở đây có nụ lớn, ở đây có vòi đang nhú thôi chứ còn lại là nụ lớn đó chị. Đây nè, cái này em để chị Thúy Nguyễn nha. Chị Thúy Nguyễn có ok thì em để cho mình cái chậu này 250 chị Thúy Nguyễn. Đây chị hồi chị hết ý luôn rồi đó. Em lựa được cho mấy chị thôi chứ mà không gì tại trước đây là nó nở ít thôi mấy chị. Nó nở ít thôi. Ok, chị Trần Thị Thảo hả? Cho chị một cây tím đậm. Chị Thảo ơi, em để chị tím đậm mấy cây này nha chị Thảo. Đây nè, chị Ngọc Thảo có ok thì ok luôn nha. Rồi bên em xuống số không? Chị ấy cho nha. Thầy Thí Nguyễn ok, dán này cho chị Thí Nguyễn. Ê, dán cái cây tì nó rớt lên, nó rớt cái con ốc không? Cái mốc đây. Mốc đầu. Cái mốc ra. Đầu. Nó rớt không? Rớt đầu má. Thiên Nga một cây da tím đậm hả chị Thiên Nga? À, em để chị Thiên Nga cái cây này nở ít nụ nhiều chị Thiên Nga ơi. Tím đậm nở ít nụ nhiều nha, 250.000 chị Thiên Nga nha. Thiên Nga 250 ạ. À. Thiên Nga 250 nha. Đây em đơn cho mấy chị cái tông màu hồi nãy đó nè. Cái tông màu là cái màu bông to, tím đậm viền trắng. À, tím đậm nhiều hơn trắng nha. Này là cây lớn luôn nha mấy chị ơi, có 250.000 thôi. Này là mấy chị chơi Tết Vivo đẹp nè, chị Thảo cái nụ hả? Cây tím đậm nụ á. Tím đậm có mấy cây đó thôi chứ không có nữa đâu. Để em một xí cho chị Thảo, em kiếm em lựa cho. Nở một bông hai bông giùm em nha chị. Tại vì nở bông em mới biết được màu, còn không nở bông là không biết được màu đâu. Da da nó vậy á. Chốt cho này chút xí, cái cây này gộp đơn 250 nè. Nên được cũng được. Nè, cái này em để cho chị Thảo nha, em đổi cho chị Thảo cái cây này nha, Ngọc Thảo nè, 250 chị Ngọc Thảo nè. Ở cái này chị đi. Quá trời cây này bông rồi mấy chị ơi. Cây này là bông dữ lắm nha. Cây này nè, vòi nụ lớn hết luôn rồi. Cái vòi nào nó cũng nở một bông hết rồi cho mấy chị, một bông hai bông hết rồi. Cây này 250.000 trắng tím nha mấy chị, trắng tím à. Chốt cái này chốt giúp em là 250 giúp em cái chậu này. 250.000 trắng tím. Chốt trắng tím chốt giùm em 250 nha. Đây nó có vòi đang nhú lên nữa cho mấy chị đây, 250.000. Trời ơi chậu trắng tím nha, trắng tím sai bông lắm. Làm trắng tím làm bông nhiều lắm mấy chị. Nhiều khi tím đậm nó làm bông ít chứ trắng tím nó làm bông dữ lắm. 250 chị Phương Việt Hằng nè, cảm ơn Phương Việt Hằng nhiều nha tình yêu. Đây cái màu này dễ thương nè mấy chị. Cái màu này lúc nào cũng nhiều bầu và bông hết. Cái màu này á là màu trắng tím cánh nhọn. Đây trắng tím cánh nhọn, trắng nhiều hơn tím. Mà cái này nó đang vòi nụ cho mấy chị, vòi nhiều. Nụ nhỏ nhiều nha mấy chị. Cái chậu này riêng cái chậu này thì nụ nhỏ nhiều. Chậu này giá là 250. Cái màu nè trắng nhiều hơn tím. Mà cái nói chung là nó chỉ điểm cho cái mấy chị cái nhị thôi. Đa phần là tông trắng hết. Hơi hồng hồng xíu cánh nó cũng không trắng tinh. Hơi hồng hồng cánh cho mình nha. Cây này thì nụ lớn ít, mình nụ nhỏ thì lại nhiều. À, anh chị nào chốt chậu này chốt giúp em là 250. Cây này sau này á là cái cây này nó cái lá nó nhọn, nó không có giống như những cái thằng trắng tím kia. Thằng này làm bông nhiều lắm. Nhưng mà bông nó ngắn, nó không có dài. Đối với những cái dòng bông này, bông ngắn nó không có dài mà làm bông nhiều. Nó mỗi một cái liềm bông thì nó có một ưu điểm riêng. Em chốt chị Nguyễn Hạnh một cây 250. Bữa hát đi nhộn luôn. 59. Gì?
thôi. Ôi bông nữa nè mấy chị ơi. Cái thằng trắng tím làm bông dữ lắm này nha. Đây 250.000 cho cái chậu mini da da hăng cao luôn. Trắng tím 250 à. Chốt cái chậu này chốt giúp em là 250.000 nha, nụ lớn. Quầy dài, thằng này sau này xiên bông lắm. Dòng này nó không có nhiều thân nhưng mà được cái là nó xiên bông lắm nha. 250.000 giùm em cái chậu này. Anh chị nào chốt thì chốt giúp em là 250 giùm em nha. 250 trắng tím 250.000. Cây cao nha, thằng này thân cao cho mấy chị 250. Em còn được một cây. Cây này nè. Còn chị Hạnh ơi, tím nè, tím đúng không? Tím thích lấy tím nụ, tím nở. Thích lấy tím nụ hay tím nở đưa lên trước cái này cho. Em lên trước cái chậu này cho nè. Cái này nè, cái này nè. Để lấy tím nụ hay tím nở. Đây, bông này là cái bông trắng tím nữa nha. Trắng tím 250 cái chậu trắng tím này đang làm bông đẹp cho mấy chị. Thích trắng tím thì lấy tông màu này giùm em nha, 250.000. Cho chị cái chậu tím trắng tím nhiều hơn đúng không? Ok. Không. Alo. Nhé. Nghe Linh ơi. Chị. Đây tới Tết lấy không được. Chị Hạnh ơi, chị có ok cái chậu này thì ok nha. Em lên cho chị Nga Châu cái chậu này, chị Nga Châu nè. Nga Châu tím nhiều hơn trắng nè. Cái chậu này đẹp nhiều nụ mà nhiều thân như chị Nga Châu nữa nha. Đang có vào hoa, nụ lớn như chị Nga Châu. Em để cái này chị Nga Châu 250 nha. Dạ em thấy chị Đào Ánh nè. Cho em mất cái này trắng tím mà nhiều vào nụ đi. Cái này là chị Hạnh có lấy, cái này lấy nha chị Hạnh. Cây này tuy nó ít vòi nhưng mà bù lại cho mình cây này lớn. Cây này sau Tết làm bông hơi bị nhiều á nha. Tại cây lớn rồi đó chị Hạnh. Chị có chốt cái này chốt giúp em là 250 nha. Em lựa cho mấy cây trắng tím mà nhiều bông cho mấy chị nè. Cây nở không? Sao lấy được? Thôi đúng không? Cây này kỳ trời ơi. Tình cây chị có cây da da lá non trắng viền tím nhìn nó lá ngộ lắm yến không giống ý là cái lá nó khác hay sao chị Hồng Hệ bữa nào chụp cho em xem coi cái mặt bông coi cây này quá trời bông luôn mấy chị trắng tím bông nhiều đẹp cho mấy chị nha cây này giá là 250.000 giùm em cái chậu này giùm em 250 chốt cây này chốt giúp em là 250.000 giùm em nha 250 trắng tím này là 250.000 mấy cây bữa có bị không ở đây á một cây này cho chị Phụng Kim nè 250.000 nè em lên cho mấy chị cái tông mà tím đậm đủ lớn đẹp nè đủ lớn hết luôn nè quá trời đẹp luôn Phương Việt Hằng nãy chưa có màu này nãy Phương Việt Hằng lấy màu trắng tím chị Phương Việt Hằng lấy cây này đi tông khác nè 250.000 giùm em cái chậu này nha cây này đủ lớn hết đang làm năm vòi cho khách chốt cái chậu này chốt giúp em là 250 giùm em cái chậu này nha chốt tím này cho chị Lo Nguyễn luôn nè Lo Nguyễn 250 lấy cho em mấy cây nụ đó giống vậy đây nè cây này tông tím đậm nhiều hơn nữa nè nha mấy chị giống như cái chậu vừa nãy luôn mà nụ cũng nhiều hiện tại đang là cũng làm năm vòi hai cho mấy chị cây lầm đẹp cho mình luôn nha 250 250.000 nè nụ lớn cho mấy chị bông to nha màu này tông tím nhiều hơn trong tím trắng này là bông tím viền trắng cho mấy chị đó mà nó đẹp cho mấy chị bông to cho chị Nguyễn Thị Tiên cái chậu này 250 à
Đây, tông tím đậm nhiều hơn tông tím đậm đẹp mấy chị. Tông tím đậm là bông to. Bông to mà nó có một chút xíu điểm nhấn cho mấy chị là viền trắng, nên là nhìn cái bông của mấy chị nhìn đó, nó phối màu đẹp cho mình. Cây nụ lớn cho mấy chị luôn nha, nụ lớn và bông nó phân đều hết cho mấy chị luôn. Cũng làm hiện tại là cũng có đâu có 5 bộ bông đó mấy chị. 250.000, thân cao đều. Thân cao đều nha, và bông bung xè hết. 250.000, nụ lớn cho mấy chị ạ. Chốt cây tím đậm, tím viền, tông tím nhiều hơn, chốt giúp em cây da da này 250 giùm em nha. 250.000. 250.000 giùm em mấy cây này. Chốt thì ok giúp em là 250 giùm em nha. 250. Ok chị Loan à. 250 giùm em cây này nha. Cây này nó nở ít lắm, nó nở có 2 ba bông à. Về mấy chị chơi Tết Phi Vu nha. Em lên cho một cái màu trắng tím nè. Trắng tím mà bông này quá, cái chậu này quá trời đẹp rồi mấy chị. Đây, Ngọc Ánh cho chị một cái chậu phụ nữ nhiều thân nhiều nụ. Ok chị Ngọc Ánh cho em một xíu nha. Cây da da trắng tím cho mấy chị. Trắng tím nha. Chậu này anh chị nào chốt có chốt giúp em á là 250.000 giùm em à. 250 giùm em nha. Đâu này chắc mai em gửi cho khách thôi chị. Mai gửi cho em nhắn tin mấy chị. 250.000 nhiều vòi. Bông nụ lớn nó nở cho mấy chị đẹp không. 250.000 cái chậu này nha. Cái chậu phụ nữ này em để chị Ngọc Ánh với chị Ngọc Ánh thôi. 250.000 luôn, phụ nữ hoa bắp cải. Này chốt chị Phương Việt Hằng cái chậu này gặp đơn phụ nữ. À, Phương Việt Hằng da da gặp đơn 250. Đây thêm một cái cây đẹp nữa cho mấy chị đây thế đều. 5 vò hoa nụ lớn. Chốt cái chậu này chốt 250 giùm em. Thích trắng tím em lên cái trắng tím nha. Quá cái em có cái chậu này lùm nè. Cái này là 5 năm, trắng tím 5 năm cho mấy chị, không cái nào nhiều hơn cái nào. Chị Hạnh chốt chị ta Nguyễn Hạnh. À Nguyễn Hạnh chốt cái chậu da da cho chị Nguyễn Hạnh 250, cảm ơn chị Hạnh nè. Đây, cái này nha mấy chị, cái này là 5 năm, trắng tím cho mấy chị là tông 5 năm hết, cũng đang 5 vò hoa. À, không có nào nhiều hơn cái nào, 5 năm hết nha. 250, cây một lùm luôn, lùm đẹp, lá này là lá dẻo nha mấy chị. Mini da da là da da lá dẻo nha. 250.000, chốt cái chậu này chốt 250 giùm em, hoa trắng tím mà tông cái chia tông màu hình 5 năm. Chốt cái này chốt giúp em là 250 giùm em cái chậu này. 250.000 ạ. Cái này là nụ lớn hết, về chơi rất là đẹp nha. Cây này mà khoảng sang Tết á mấy chị, cây nó sẽ phát rất là lầm. Chậu phi 20 không vừa, mấy chị có thể sang chậu phi 30. Tại cái cây này cây lớn lắm nha mấy chị. Cây là cây lớn rồi. Bộ lá nó cũng đẹp cho mấy chị nha. 250.000 cái chậu này giùm em. Chốt này chốt 250 giùm em nha. Đợi em một xíu nha mấy chị. Qua đóng mấy cái này có coi cây người ta. Chị Ngọc, đợi một xíu thôi chị. Cái này mình cắt tóc, cái không nói thì cắt nhẹ. Không đi đi luôn. Cái cây là tông tím nhiều hơn, cái cây là nụ nở nhiều xí cho mấy chị nha, hàng đẹp nha. Tông tím nhiều hơn, cái chậu mini da này giá là 250.000. Anh chị nào chốt mini da này chốt giúp em là 250 giúp em. Cho chị Loan Nguyễn một cây ạ.
Nga Châu đổi cho chị cây bông nhiều. Rắn tím. Khoan nha. Đợi một xí nha. Đổi cho chị cây bông nhiều trắng tím. Chứ cây em đưa ít. Lấy cái cây của chị lại lên chị á. Chứ cây em đưa xem ít bông quá chị không thích. Lấy cây của chị lại đi mới biết cây gì. Em dơ lên chị thích cây gì chị chốt nha. Đây cây này tím đậm nhiều nè mấy chị. Cây tím đậm. Đây, ý là chị muốn nở nhiều đúng không? Cây của chị là bông này là bông tím trắng nhiều hơn, nụ đang nụ như thế này. Cái cây này của chị muốn nở nhiều đúng không? Cái này có màu nở nhiều không? Là cây tím nhiều hơn trắng. Hồng như đó khác. Cây nó nở tương đối thế này nè chị. Chị muốn nở nhiều thì đợi một xíu. Cái gì? Chị muốn nở nhiều thì em đổi nở nhiều chị. Đây em đổi cho chị cái cây nó nở nhiều thế này chị ok không chị Nga Châu ơi? Nó nở nhiều thế này là chị có ok thì ok giùm em nha. Còn cây của chị lại nụ nhiều nó nở chỉ một hai bông thôi. Tại thằng này bắt buộc phải nở một hai bông em mới biết được tông màu của nó nha mấy chị. Còn cây nụ không là thì em không có biết được tông màu đâu. Những cái màu này nó ngộ, da nó ngộ lắm mấy chị. Tại da da là không có thể nào phân biệt được màu đó đâu. Chỉ là đợi khi nào nó nở một hai bông thì mới biết được cái chậu đó là ra cái màu gì thôi. Thằng Nga Châu ok nè. Trời cây đó rồi, nè nè nè, dán vô 64 nè. Da da 250 một chậu nha chị Thanh Nga, Ngô Thanh Nga ơi. Giá hôm giờ bé Nga, bé Hương nó bán với vừa là giá 250 chậu hết đó mấy chị. Đây. Cái chậu này giá là 250.000, nụ nhiều 246 vô 2 mấy chị, cây cao luôn. Cây này giá là 250.000, chốt cái này chốt 250 giùm em. Chào chị Hiền Nguyễn. Hiền Nguyễn cắt tóc giúp em rồi chị Hiền. Chốt, em chốt cái chậu này cho Nguyễn Trung nha, đợi một xíu với chị khách sĩ dí quá rồi. Sĩ dí quá. Chốt cái chậu cho em cái địa chỉ nha, cho em cái chậu nè. Rồi cái thêm một cái cây là cái cây này trắng tím. Trắng tím cho một bông lớn bự cho bá lửa nha. Cái chậu trắng tím, hiện tại 5 vô hoa bông. Đó đi cái chúng em nè, dễ thương lắm. Cây nụ hả? Cây này là anh Phi Hùng Nguyễn ơi. Cây nó có một bông hai bông thôi nhưng mà bông lấy bông lớn nha, bông lớn chơi cho nó đẹp. Nhìn cái chậu của mấy chị to lắm, bông to đẹp lắm. Em để cho Phi Hùng Nguyễn cái chậu này cho mình 250 nha. Chị cứ mặc chị cắt giúp em được mà hai chị em mình mặc xương không nè. Cắt cái kiểu này được á chị. Đây nè. Đâu chị Hiền qua đây mà biết mà sao không biết trời. Khách chị không biết sao được. Khách chị nhớ mặt hết. Cây này 250.000. Cây này nở ít lắm có một bông à. Bông chơi tết luôn nha. Chốt chị cây Nga Châu vừa xả ra là cây Nga Châu cây này. À đây. Đây cái cây của chị Nga Châu là cây này nha. Em chốt cho chị Nguyễn cái cây này luôn. 250.000. Chào anh Võ Minh Đức nha. Đây, chốt này chốt giúp em là 250. Hàng da da đẹp, tại vì em muốn giới thiệu da da nữa, mấy chị biết da da rồi. Da da là lô da da Tết luôn, cây đẹp. Cây đẹp cho mấy chị nha. Hàng này là thuần hết ra mình rồi. 1.000 cây là chỉ lựa ra cho mấy chị cây đẹp nhất để bán cho khách thôi. 250.000 một chậu nha. Anh chị nào chốt cái chậu này chốt giúp em là 250 giùm em cái chậu này nha. 250.000, màu tím nhiều hơn. Em có được một cái chậu này nữa nha. 250.000 cái chậu này nụ nhiều. Nụ nhiều cho mấy chị mà thân cao nữa. Thân này những cái thân này sau Tết làm bông dữ lắm nè mấy chị. Chậu này là tông trắng nhiều hơn. Đây, tông trắng nhiều hơn cho mấy chị và nó là bông to. Hiện tại đang có được 2, 3, 4, 5, 6 vô 2 nha khách. Hiện tại cái chậu này đang nhú được 6 vô 2 cho mấy chị. Anh chị nào có chốt cái chậu này chốt giúp em á là 250.000 giùm em cái chậu này nha, 250. Cô Trần Loan hả? Cô Trần Loan có qua đây đâu con nhớ. Chỉ nhớ avatar thôi chứ đâu có gặp mặt đâu biết. Cô Trần Loan có qua đây đâu mà không nhớ được cô Trần Loan. Không có gặp mặt mới biết được.
đồ vật có nhớ được. 250 nha, anh chị nào có chốt thì chốt 250 giùm em cái chậu này. 250 ngàn. Để em lên cho nó thêm một cái thằng này nữa nè. Lấy cho em mấy cây bông mini em lên cho khách luôn đi cho rồi. Ủa còn được cái mảng đẹp vậy? Mà hôm nay mình đâu có về mảng đâu hả? Nhiều vòi không? Mảng nó nhiều vòi không? Nay có về hồi đẹp màu mới đó chị Hiền. Lên. Bây giờ em sẽ lên cho mấy chị mấy cái hoa đại nha, mấy cây bông đại cho mấy chị nha, cho nó mấy chị bữa giờ bắn mini cho mấy chị hoài, giờ lên cho mấy chị mấy cây bông đại cho mấy chị thấy là lạ mấy chị mua chơi. Bông đại treo cũng đẹp nha, chứ không phải là bông đại mà treo xấu gì nha mấy chị. Đây, Lộc dọn cái này giùm chị lên mấy cây hoa đại đỡ gãy bông. Em lên cho mấy chị mấy cây hoa đại luôn nha mấy chị. Mảng hôm nay em mới về, hãng này vừa mới bung thùng cho mấy chị, cây hàng đẹp cho mấy chị nha. 170 một cây. 170 một cây mảng hiện tại vẫn còn có giữ giá cho mấy chị, tại vì cái lô này em đặt cọc rất là lâu rồi, cũng có nói khách rồi. Hiện tại hàng mảng này hiện tại giá 170, 180, 190 hết rồi mấy chị. Đâu vào 180, 190. Cây hai vòi thế này 170 nha, anh chị nào có lấy mảng lấy. Mảng này em mới vừa bung thùng với sạc ra cho khách luôn nha, hàng đẹp. 170.000 một cây mảng thiên hồng. Cây hiện tại đang hai vòi đẹp nha. Em có được một thùng nữa à. Cho Nguyễn Thanh Vân hai cây mảng đẹp Nguyễn Thanh Vân nè. 170 một cây, mảng này mấy chị chơi sau Tết khoảng 2-3 tháng vẫn còn bông để chơi nữa nha mấy chị. Tại mảng này mấy chị cho biết rồi, mảng nó lâu tàn dữ lắm rồi. Mảng thật sự mấy chị rất là đẹp. Mảng này giờ giá 189 hết rồi đó. Em cho chị Lê Kiều hai cây mảng đẹp, chị Lê Kiều nè. Nè vừa mới bung thùng ra luôn. Lê Kiều đây có một mầm đăng lên đó là chị Lê Kiều. Chơi Tết phi vu nha, hàng này mấy chị chơi Tết phi vu. 170 ngàn một cây à. Lê Kiều hai cây. Mảng này đẹp lắm, em này là bữa em đi tặng vườn em lựa cho mấy chị nè. Đâu em cho mấy chị chụp tại vườn cho mấy chị coi nè, cây nó đẹp lắm nha. Cây nó phân nhánh nhiều hoa. Nè bữa cho mấy chị em lên mảng lên vườn em chụp cho mấy chị nè. Rất là đẹp, hàng này là mảng Tết đó mấy chị. Nhiều khi mấy chị nói ủa nở nhiều thế này sao chơi Tết được. Tại vì sau Tết nó vẫn có hoa này mấy chị, nó vẫn còn bông để chơi chị mấy chị chơi, tại mảng nó rất là lâu tàn. Nè mảng chị vườn nó rất là đẹp nha mấy chị, nên là em lấy hàng dần dần về cho khách. Giá hiện tại ở vườn nó tất cả các vườn hiện tại đang lên giá đều đồng giá 180, 190 hết rồi. Em muốn giữ cho mấy chị 170. Em chị lên cho chị Thoa Nguyễn 5 cây nữa, ít chị Thoa Nguyễn. Hàng này sau Tết mấy chị chơi gì chơi, chứ chơi mảng thiên hồng là mấy chị để ý cho em, sau Tết vẫn bông vẫn nhiều lắm, nhiều vẫn để cho mấy chị bông nhiều để chơi. Tại vì mảng á nó không có theo cái thời gian rồi hết trơn á. Mấy chị nào chăm tốt thì chơi cỡ 4-5 tháng là cái chuyện bình thường. Đây 5 cây nha. 3 cây, 4 cây nè. 5 cây chị Thoa à. Em vừa cái này em vừa mới bung thùng ra cho mấy chị nè. Vừa bung thùng, vừa cầm vừa bung thùng đem lên hàng cho mấy chị luôn nha. Hàng mới. Đây 170 ngàn nha. Em có một thùng luôn mấy chị ơi. Vừa bung vừa bán mấy chị luôn. Em lên cho chị Quỳnh Phạm hai cái mảng thiên hồng chị Quỳnh Phạm à. 170 một cây nha. Đợi một xíu. Nè nở có một hai bông thế này à. Mấy chị chơi Tết phi vu sau Tết cũng ok dữ lắm luôn á. 170 ngàn một cây. Đây chị Quỳnh Phạm hai cây mảng thiên hồng cho chị Quỳnh Phạm nha. Quỳnh Phạm hai cây mảng thiên hồng. Em lên cho chị Thấm Phạm hai cây nụ lớn đẹp chị Thấm Phạm nó ok tình yêu. 170 một cây mảng thiên hồng nha mấy chị. 170 một cây, mảng rất là đẹp. Chơi sau Tết vẫn có bông để mấy chị chơi. Đây, cho chị Thấm Phạm hai cây, chị Thấm Phạm nè. Thấm Phạm hai cây mảng thiên hồng cho chị Thấm Phạm nè. Nụ lớn đẹp cho mình nha, 170 một cây. Thấm Phạm hai cây. Chơi sau Tết vẫn có bông bình thường nha mấy chị. Này là sau Tết rồi, quý chị qua tháng 2 mình vẫn có bông đó, vẫn còn bông để chơi đó mấy chị. Không có cần phải mua mảng thiên hồng sau đó. Sao mấy chị không có cần mua bông mà dịp 8 tháng 3 đâu. Mảng tới lúc đó nó còn bông để chơi đấy. Quá đẹp luôn. Hết luôn rồi, còn được có nhiêu đây cây rồi. 170 ngàn một cây mảng thiên hồng nha. Chốt mảng chốt giùm em 170 ngàn. Em còn được đây 6 cây nữa là hết mảng nha mấy chị. Còn được 2 cây 2 vòi cho mấy chị thôi. 170.
Một bảy mua một cây nụ như thế này nè, phân nhánh đều và đẹp như thế này cho mấy chị mãn thường trung bình đó. Anh chị nào chơi khoảng tầm tuần á, mấy chị tưới sương sương ve mọc một lần với chế độ pha loãng. Thường mấy chị pha để tưới cây á thì một cây nụ nhiều cho Phi Hùng Nguyễn một cây nè, quá là đẹp. Anh Phi Hùng Nguyễn nhận hàng là khen liền, không có chê đâu mà đâu được đâu, mãn đẹp. 170 một cây. Mãn này tần giá 189 không mấy chị. Thường á, thông thường mấy chị pha cái này cho Thu Văn Tân một cây, pha B1 có 10 giọt cho một lít nước. Thì đối với mấy chị xịt hồ điệp để giữ bông á, giữ được cái bông nó lâu tàn thì mấy chị pha 10 giọt cho 2 lít nước. Tuần mấy chị xịt lần, tưới xương lên bông và xương lên lá luôn, tưới xương nha mấy chị chứ không phải tưới ướt đẫm nha. Tưới xương lên bông, tưới xương lên lá vẫn giữ được cái độ bền bông rất là cao. Cây ba vòi 190.000. Chốt mã này chốt 190 có được 3 cây ba vòi. 190 nha. 190 giùm em quá đẹp luôn nè mấy chị coi nè. 190.000 một cây mãn thiên hồng. Chơi sau Tết vẫn rất là lâu tàn cho mấy chị luôn, dùng cái bản thiên hồng em không có giới thiệu nhiều mấy chơi. Lâu tàn lắm, mãn thiên hồng nó lâu tàn lắm. Chơi chê đi gian 2 cây chị chê đi gian nè. Nhận hàng không mấy chị không có chê được đâu, hàng này hàng đẹp mà. Chơi gian 2 cây. Có một cây nó hơi rất đá là bình thường, chị chê đi gian đừng để ý lá của nó cho chị ra đi gian thôi. Đây. Thì bình thường mấy chị mãn là nói chung là hồ điệp phải tương đối về cái lá của nó chung nè. Tương đối về cái lá. Cho một cây ba vòi cho Thu Văn Tân nha. Cho Thơ Nguyễn một cây, chị Thơ Nguyễn một cây ba vòi chị Thơ Nguyễn nữa nè. Cây nó kìa. Cây này giá 180. Anh chị nào chốt cây này chốt 180 ba vòi nhưng mà ít bông hơn xí em bán mấy chị 180. một tám mươi cho chị Thảo Nhi một cây 180 cho chị Thảo Nhi nha. Thảo Nhi 180. Thu Văn Tân một cây hai vòi, Thu một cây ba vòi nha. Còn cây mãn không cho chị Thảo My cái đó để một xíu nha. Hàng mới buông thùng mấy chị đẹp lắm, về lần có một thùng hai thùng à. Chị Thảo My ơi, em còn được cây mãn này 170 nè chị Thảo My, em để chị Thảo My 170 hai mãn ba vòi. Thảo My ơi, còn được một cây 180, một cây 170 chứ có ok không? Thì em chốt cho. Không thì em để cây 170 này cho chị Hà nha. Quá trời bông luôn nè chị. Hai vò phân nhánh rất là nhiều nha. Cây của chị 170, 180 thì ok nha. Để em biết em chốt cho. Chuyền cho mấy cây mật tím mực cho em lên hàng cho khách luôn. Tím mực nó bền bông đẹp. Hello chị Hà. Em lên cho mấy chị mấy cây hồng đào. Ok Thảo My vậy cho chị Thảo My một cây hai vòi, cây ba vòi. Hồng đào là giá 170.000. Anh chị nào có chốt hồng đào chốt cho em 170. Hồng đào cũng độ bền bông nó cũng mới ngang ngửa với thằng mãn thiên hồng của mình vậy đó, nhưng mà nó thấp hơn một tí tí thôi. Bằng Ti hôm nay cũng có hàng nha chị Phụng Kim ơi, bằng Ti không có hàng. 170.000 một cây nha, 170 một cây mini hồng đào. Chốt hồng đào chốt cho em 170 giùm em lên cho mấy cây hàng này đẹp cho mấy chị nè. Dạ nụ nhiều lắm chị Thảo Vy yên tâm, có nụ nở nhưng mà nụ nhiều hơn nở. Quá trời mấy cây này quá trời đặt bông luôn, mấy chị nó dài khủng khiếp luôn. Mà này mới về hả? Đây em lên cái thằng này cho em dọn cái này, cái em lên cái thằng này cho mấy chị. Anh chị nào có chốt hồng mini hồng đào chốt giùm em nha, 170.000, cây 2 màu 2 như thế này cho mấy chị nha, 170. Mini hồng đào hồng lưỡi đỏ cho mấy chị nha, phân nhánh nhiều. Hàng này ghép chậu rất là đẹp, lên chậu là nhìn nó sang cực kỳ nha mấy chị. Em lên cho mấy chị cái màu này là cái màu em kêu nó là tím mực, nhưng mà khi mà mấy chị chụp có sáng ánh nắng đầy đủ nó sẽ lên màu đỏ giống như thế này. Màu này rất là bền bông, nó cánh cứng dày. Hôm bữa em bán hết rồi, hôm nay mới về lại cho cô Lan Hồng hai cây mini hồng đào. Cô Lan Hồng, con cảm ơn cô Lan Hồng nha. Nè cái màu này á, chụp đủ ánh sáng đủ nắng nó sẽ lên màu đỏ thế này nha mấy chị. Màu đỏ này chụp tại vườn là nó màu đỏ này.
À, em kêu nó là màu tím mực, nếu mà trong máng thì chị sẽ thấy tông tím, còn nếu mà lên lên ngoài nắng đủ ánh sáng nhiều á thì mấy chị sẽ thấy nó lên màu đỏ này. Chủ nó rất là dài bông, hà dài bông dữ lắm nha. Cây này cực kỳ bền bông cho mấy chị luôn, có 170 cây, rẻ dữ lắm luôn nha mấy chị. Nè mấy chị coi cây của nó nè, 170.000 một cây này, nụ nở cho mấy chị, bông cánh cứng dày và nó thuộc hàng bông to cho mấy chị. Mà được con cái nó đẹp ở một cái điều mấy chị biết không, bông nó tia 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 tia. À, Minh Ngọc một cây hồng đào hay rồi. Đợi một xí nha chị Minh Ngọc ơi. Đây chị Minh Ngọc một cây mini hồng đào hai vòi cho chị Minh Ngọc nha. Đây cây hai vòi đủ nhiều cho mình nha, chơi được nha chị Thấm Phạm ơi. Đây đến Tết chắc còn khoảng còn được hai nụ, đến Tết nữa nha, còn được hai nụ, còn nụ cho mình để chơi. Tại cái dòng này cánh cứng dài, đây Tết còn có tháng hồi đẹp, mấy chị chơi tháng mấy, hai tháng không mấy chị, hồi đẹp chơi tháng mấy hai tháng không mà, đâu có nào mà ít hơn tháng đâu. Đây tới Tết còn có tháng một chứ mấy mấy chị. Cây này giá là 170 giùm em, cây tím mực này nha. Chốt tím mực chốt giúp em là 170, hàng này là hàng Tết tung ra đó mấy chị. Nở càng nhiều đúng là điểm Tết, nở càng nhiều càng đẹp. Ok cô. Đây. Chào em Thái Hòa. Cây này giá là 170.000 một cây, đồng giá hết nha mấy chị. Hàng này đồng giá một cây 170.000 một cây hết. Tầm 2 cây về mấy chị ghép vô chậu nó rất là đẹp, hoặc là mấy chị treo ngoài vườn cũng rất là ok. Cây này cánh cứng dày và rất là đẹp nha. Kêu em kêu nó là tím mật thì chứ mấy chị chụp ngoài có ánh sáng rồi nó lên tông màu đỏ cho mấy chị à. Lên tông màu đỏ nó đẹp mà bông nó to thế này nha, bông to. Cánh nó tia tia và rất là đẹp mấy chị, những cái màu đậm như thế này nè. Cái lá nó rất là giòn. Và những cái màu bậm đậm á thì bông nó rất là lâu tàn cho mấy chị, những tông màu đậm á, lúc nào cũng vậy. Đa phần là những tông màu đậm lúc nào cũng lâu tàn. 170.000 một cây tím mật nha. Anh chị nào có lấy tím mật lấy cho em thêm cây nó ghép kìa. Tím mật mà ghép chậu nhìn đẹp lắm mấy chị. Bông nó dài, bông như thế này nè, tụi em phải lấy ti một mét mấy không đó. Nè mấy chị coi nè. Đây là ba cây. Đây là ba cây em chụm vô cho mấy chị coi nè. Này mà vô chậu nhìn nó đều lắm. Những cái hàng này mấy chị vô chậu ghép chậu để trên bàn là mình nó nhìn nó đều lắm nha. 170.000 một cây tím mực. Mấy chị thấy không? Để ba cây vô nhìn nó đẹp dữ lắm luôn. Cho Minh Ngọc thêm một cây hồng đào đẹp cho Minh Ngọc nha. Nó tông tím mực đó nha. Đây, cái này cho chị, cho chị Minh Ngọc thêm một cây mini hồng đào chị Minh Ngọc đó nè. Mini mình giờ mình còn màu gì đúng không ta? Có cái màu, có màu lá biên kìa. Đây nè, cái này cho chị Minh Ngọc, cái cây này cho chị Minh Ngọc luôn nha. Vàng thơm hả? Vàng thơm với lá biên, em còn vàng thơm với lá biên, mini em còn vàng thơm lá biên cho mấy chị. Được cái cây lá biên này, em bán rẻ. Lá biên này cây ba vòi nó 220 đó mấy chị, em bán cho 200.000 luôn cho nè. Hồ điệp lá biên hay còn kêu nó là lá bất tài. Anh chị nào mua biết bên em cái hàng này thì không có hề, không có khi nào em giảm giá hết cho mấy chị luôn. Cây ba vòi là 220, em để cho mấy chị là 200.000 nha. Hồ điệp lá biên. Hồ điệp lá biên nha, hồ điệp lá biên. À, cây ba vòi, cây hai vòi đó là 200.000 rồi. Cây ba vòi á là giá là 220, em để mấy chị 200.000 luôn nha. Có hồ điệp đại màu khác có mấy chị, có màu khác hồng lửa đỏ tùm lum la hết trơn. Để em lên đủ màu cho coi. Cây này giá là 200.000 nha, ba vòi hoa. Anh chị nào có chốt thì chốt 200, về chịu khó ra cái chậu lớn chăm rất là đẹp. Nè, màu đẹp lá biên, chơi này là chơi lá luôn nha mấy chị, lưu ý giúp em. Vừa cái này là phát tài, lá phát tài hơn kêu nó là lá biên. Có mấy cây hồng lưỡi đỏ đẹp lắm nè, em lên những cái cây bông đại cho mấy chị coi. Không thích tông đậm thì em lên tông mà tông sáng cho mấy chị. Ớt mình hết luôn hả? Lấy thì lấy mấy cây đây, tông mấy cây màu lạ lên để cho khách đi. Em còn được một cây mini màu này nè. Còn có cây màu hả? Cây này em mini là mini ba màu. Hết rồi đó. Hàng này không có về nữa. Cây này giá là 190.000, mini ba màu. 190, có cây một mấy chị ơi, hết rồi. Hàng này không có hàng về nó hết sạch sẽ rồi nha. 190.000 ở cây này là mini ba màu. Em còn hay còn kêu nó là màu vàng hồng, màu đẹp cho mấy chị, cây nụ nhiều phân nhánh. 190, hàng này không có giá sale mấy chị. 190 cây này nha. Chốt cái này chốt giúp em 190.
Hồ điệp vàng thơm nha chị Ngọc. Còn nha chị Ngọc Lan ơi, giá 190-250 tùy cây nhiều vừa ít vô. Cây này giá là 190, chốt cái cây mini vàng hồng này trước giùm em 190 nè. Em lên cho cái cây. Cái cây này á là màu này là màu xanh táo. Xanh táo này cực kỳ bền bông. Có màu ớt đỏ nha mấy chị, ớt đỏ. Đỏ ớt đúng không? Đỏ ớt mình còn đúng không? Đỏ ớt có, đỏ ớt có. Cây này là màu xanh táo, màu này năm nay không có hàng và chỉ có được một cây này cho mấy chị thôi. Hàng này hổng giờ bữa giờ em không có like cho mấy chị cây nào hết trơn. Cây này giá là 170.000, cái màu này màu xanh táo nha. Xanh táo cánh cứng dày cho mấy chị, rất là bền bông. Xanh táo 170.000 cái màu xanh táo này giùm em. Xanh táo nha, 170. Ớt đỏ mình còn được mấy cây rồi. Đỏ ớt, đỏ ớt đẹp nha. Đỏ ớt mấy chị mua đỏ ớt phải chấp nhận loại lá, tại cái lá nó rất là dày, nó hay bị tét đầu, nó hay bị tét ở đầu lá. Biết không nội cũng nhớ nữa. Có ghi tấm tờ giấy kìa mà đâu có ghi vợ xong sáng vô nguyên về về như gì chứ đâu ghi vợ tấm ca rồi gì đâu sáng tám giờ làm tới 11 rồi ghi 11 giờ mình đột hả làm người không hè em lên cho cái cây ớt đỏ cái màu đỏ ớt cho mấy chị coi nè. Cây gì ta? Cây đó cây tím mà tím gì bảy cây này đi tiếp. Cái cây này nha, cái cây là cái cây đỏ ớt. Cái này anh chị do trong mát trong này chứ mà ngoài nắng là mấy chị lên tông màu đỏ rất là đậm cho mấy chị. Cây này khi mấy chị mua hàng phải chấp nhận lá tét, lá tại vườn nó đã tét rồi. Nếu không tét không phải là ớt đỏ đâu nha. Cái lá này nó giòn dữ lắm nha mấy chị. Em nói là những cái tông màu mà anh chị mà nói mà muốn những cái dòng này mà lá đẹp thì không có mấy chị. Dòng này bắt buộc phải lá nó phải nhăn. Thứ nhất là phải nứt hoặc là phải tét. Nó mới là cái màu tông màu của đúng chuẩn của nó. Lá đẹp không có một cây nào mà ớt đỏ mà tại vườn mà lá nó đẹp hết nha mấy chị. Đối với anh chị nào kỹ về khi mua lá thì những cái cây này nha, những cái cây này thì phải chấp nhận là nó phải bị lỗi lá một ít cho mấy chị. Tại cái bản chất cái cây này là đã như vậy cho mấy chị rồi. Cây này giá là 170.000 một cây màu ớt đỏ như thế này nha. Minh Ngọc xảy ra da 170. Ớt đỏ này màu đậm đẹp lắm nha mấy chị. Chị kéo ớt đỏ đi. Bắt buộc nó phải không màu đỏ đó anh nè. Em cho mấy chị coi phân biệt mà cái màu mà em chụp sáng ở tại vườn được. Do trong tối chị không có lên màu đâu. Tím ớt khác, ớt đỏ nó khác nha mấy chị. Đây màu đỏ đẹp lắm, em cầm cho. Đây là cái màu tím ớt nếu mà chụp đủ sáng nha mấy chị. Màu tím ớt nếu chụp đủ sáng nha. Còn cái cây này là cái màu ớt đỏ, màu đỏ ớt cho mấy chị nè. Chụp đủ sáng này là mấy chị nhìn thấy là tông đỏ không phải là tông tím đâu. Do trong đây nó không có đủ ánh sáng đâu mấy chị. Đây, chụp đây là cái màu đỏ ớt hiện tại em đang like cho mấy chị nha. Còn cái này là màu tím ớt. Màu tông tím nó khác nhau liền nha mấy chị. Cái bông nó đậm ra liền nha. Khác liền cho mấy chị chứ. Cây này giá là 170 một cây nha. Này gì đâu có hàng Tết đâu bán. Bữa bóc được mấy cây cho mấy chị về nè. Màu đậm như thế này nè. Đây. Còn nếu mà mấy chị coi tông tím nè mấy chị. Khác liền, tông tím rồi giờ mấy chị nhìn khác liền à. Để thấy mấy chị sẽ thấy không? Khác liền, hoặc bông nó khác liền. Màu này là màu đỏ đậm đẹp lắm. Màu này hiếm có nhà vườn nào bán ra. Để ca hàng Tết cũng không có, hàng này đâu có xỉ đâu mấy chị. Hàng mặt bông này không có xỉ. Em biết rồi nha chị Minh Ngọc ơi. Cây này giá 170.000. Chốt cái này chốt giùm em cái màu đỏ ớt thì chốt giúp em là 170 giùm em nha, màu đậm, hàng đẹp cho mấy chị nha, 170. Giờ chơi cái này nó không có lên đúng tông nó đâu mấy chị, phải có nắng lên ánh sáng đủ thì mấy chị sẽ thấy cái tông cái cây này của mình đó nó lên màu. Chung là lên màu đỏ đậm rất là đẹp cho mình, đỏ mà đỏ ánh lên nhìn nó rất là đẹp. Chị vừa qua chị nhiều nhập một cái phố qua chị nói cậu bay có làm gì nha, sao nay nó nghỉ. 170.000. Quá lắm rồi. Cái này em để cho chị đổ nguyên một cây nè. Kẹo chọc con người ta. Đẹp mà. Cái này kêu nó đỏ ớt cho chị Nguyên ơi. Chị Nguyên ơi, đảm bảo là đẹp. Dạ, cô Lập Quẻo bông vàng phía sau con á là phụ nữ hoa cải. Hai em rưỡi cái chậu. Bông dữ lắm, bông luôn. Cây này là 250, cây này 170 nha mấy chị. Cây này là cái màu đỏ ớt. Anh chị này chốt đỏ ớt, chốt giúp em là 170. 170 giùm em nha. Còn ở đây được mấy cây nữa nè. Cho cây nữa đi. Tím ớt khác và đỏ ớt nó khác nha.
Nhưng mà mua cái này phải chấp nhận phải rít lá, không rít lá là không phải cái màu đỏ ớt đâu. Cái gì coi này nó đậm dữ lắm, đậm luôn nha. 170.000 một cây ở đỏ ớt, và chốt đỏ ớt chốt giúp em 170 giùm em nha. 170. Đỏ ớt màu bông đậm đẹp cho mấy chị, thằng này bền bông dữ lắm mấy chị ơi. Về mấy chị reo là nhìn thấy nhìn cái màu nó đẹp, nó rất là đẹp. Giờ đây không có nhìn không có lên màu, không có lên màu chuẩn. Lên đây không có lên màu chuẩn đâu. Ý mà ấy cam camera cho bằng iPhone 12 Pro Max thì cho mấy chị rồi đó, 11 Pro Max cho mấy chị mà không lên bông chuẩn. Này phải có nắng mới lên chuẩn bông được. Nắng nó lên ánh lên nó mới chuẩn bông được cái màu đỏ ớt cho mấy chị. Cây này giá 170 nha. Chốt thì chốt 170 em. Đây mới cây hồng lửa đỏ đi. Có bự á. Nó cũng là bông vàng giống như là vũ nữ vàng của mình vậy đó chị Nga ơi, nhưng mà bông nó thu nhỏ hơn. Nó nhiều bông lắm, nó nhiều lắm mấy chị. Lúc mà nó tược bông cũng rất là lâu, giống như thằng vũ nữ ngàn sao của mình phải mất tầm 2 đến 3 tháng mới lên nụ bông ha cho mấy chị. Rất là lâu tà. Cái này xuống cho chị coi phụ nữ. Cầm đi chị lên cho con phụ nữ. Bông dữ lắm bông. Lúc mà nó nở bông nở như thế này nha. Chị rồi vũ không bao giờ nó tàn cái bông luôn á. Không bao giờ rớt bông, nó rất là dài, nó lâu tàn lắm. Này cầm đi xuống ơi. Cầm không. Nè. Nó giống như là cái vũ nữ, bông vũ nữ vàng của mình, nó thu nhỏ ấy đó mấy chị. Nó thu nhỏ đó nhưng mà nó cho nhiều bông hơn. Một cây thế này là em đang ấy một chậu nè. Em lựa nở nhiều nè, em để vô đây nè mấy chị. 250. 250 cây vũ nữ để tối em lên hàng này cũng được mấy chị. Tối lên cũng được. Tối lên, để em lên có mấy cây cho khách hả. 250.000 một cây vũ nữ. Vũ nữ này chơi Tết nha. Vũ nữ này chơi Tết bông lắm, bông và vàng rực như thế này nè. Bông nó không có to nhưng mà bông nó li giống như hoa baby của mình vậy đó. Lâu tàn khủng khiếp. Mà nó lúc mà nó được bông lâu lắm mấy chị. Hàng này á, một năm em chỉ bán có một lần thôi. Rồi gần Tết này mới bán mấy chị thôi. Lấy cho em cây bông đẹp, em lên cho khách coi thử cái chậu nó như thế nào. Để em lấy cây riêng lẻ cho mấy chị coi nha. Nó làm bông nhiều lắm. Và nó lâu tàn, rất là lâu tàn cho mấy chị. Đây, cái cây này nè. Còn nụ dữ lắm nữa đó mấy chị. Cái này nó còn nụ dữ lắm luôn á. 250.000 một chậu nha. Bông của nó bông chùm mà nó phân nhánh dữ lắm mấy chị. Một cái bông của nó phân nhánh giống như thế này nè. 250 một cây nha. Chậu của nữ nó như thế này nè chị Nguyễn Hạnh ơi, chậu của nữ nó như thế này nè. Bông nó còn nhảy tuột dữ lắm nha mấy chị, 250. Vũ nữ này chơi Tết mà, vũ nữ này chơi Tết mà cô Thu Quan Tâm. Cô vũ cái vũ nữ này nó không có rụng bông nữa, vũ mạnh nó cũng không có hề rụng bông cho mấy chị. Tại cái nó làm bông lâu lắm nên là khi mà nó cho bông thì cái bông của nó rất là bền, dù cho nó là bông nhỏ nha, bền bông lắm. Đây là hàng Tết mà mấy chị. Đây Tết còn có tháng chứ mấy. Chừng nào có lũa hả, cho cô chậu đẹp hả? Gỗ lũa có hàng nhưng mà gỗ lũa đúng không cô Lạc Nguyễn? Con có chị Mỹ Tú Phạm mấy cây hồ đẹp à? Của chị Mỹ Tú Phạm con cây hồ đẹp thì chị Mỹ Tú Phạm ơi. Cho cô cái này cho cô Lưu Thị Cẩm Hồng một cây nha. Lưu Thị Cẩm Hồng một cây vũ nữ em lựa đẹp mấy chị chơi Tết á. Hàng này chơi Tết thôi mấy chị cứ yên tâm đi. Hàng này mấy chị chơi Tết mà bông chứ lắm bông. Hàng này làm bông dữ lắm mấy chị. Bông nó nhỏ thiệt nhưng mà bông dữ lắm bông. Anh chị hết lấy nụ nhiều hết lấy nụ, còn hết lấy nở lấy. Như cây này nụ nhiều nè. Như cây này nụ nhiều nè mấy chị. Nụ nhiều nè. Thích lấy nụ lấy, nó chưa có bông bông nha. Ví dụ như cây này chưa bông bông đang nụ. Cây này giá là 250 một cây nha. Cho chị Nguyễn Hạnh ba cây vũ nữ đẹp, chị Nguyễn Hạnh nè. Đây Nguyễn Hạnh ba cây chị Hạnh nha. Chậu to lắm chị Hạnh ơi. Nè chị Hạnh hai cây nè. Thêm cây nữa chị Hạnh nó nở xíu chị cho bà chơi. Chơi kịp Tết dù nó nở vẫn chơi Tết chị bình thường nha chị Hạnh. Đây, chị Nguyễn Hạnh ba chậu chị Nguyễn Hạnh nha. Bông dữ lắm bông luôn.
đây không phải cây phụ nữ hả? Em đang lựa cho cô phụ nữ, cây phụ nữ đẹp cho cô Lập Quyển nè. Lập Quyển cây phụ nữ đẹp. Đây, con cho cô Lập Quyển cây phụ nữ cho cô Lập Quyển nha. Cái này nó nụ nhiều, nó còn nụ cho cô Lập Quyển nha. 250.000. Bích Lê ghi chú, chị vừa nụ vừa nở kìa. Em ghi chú là chị Bích Lê nha. Nè, quá trời bông luôn mấy chị, 250.000 một cây vũ nữ. Nè, em dạch ra cho mấy chị coi nè. Bông nhiều lắm nha mấy chị. Cho cô luôn thì cấm hồng cây nụ hả? Đợi một xíu nha, đợi con một xíu cô. Đây luôn thì cấm hồng cây nụ đúng không? Con lựa cô liền luôn thì cấm hồng cây nụ nè. Đổi cho cô luôn luôn thì cấm hồng cây nụ này nha, 250 đổi. Đổi lọc. Đây cái cây phụ nữ này 250 nha, có chốt phụ nữ chốt 250 giùm em. Nó thơm nhẹ thôi chị Nga Hát Trần ơi. Chị phải cây một cây mũi vô ngửi thì nó mới thơm. Còn nếu mà để thơm nó phát ra mùi hương thế này thì không có mùi hương gì. Phải cây mũi vô thì mới ngửi được cái mùi thơm của nó. Cây mũi vô mới ngửi mới có mùi thơm nha. 250.000 một cây phụ nữ. Quá trời luôn. Này đẹp ghê không? 250 một cây phụ nữ nha mấy chị ơi, 250 một cây phụ nữ. Cái này là có nở có nụ cho mấy chị nè, có nở có nụ nè, làm bông đẹp dữ lắm mấy chị, nó bung cây như này mà khủng khiếp lắm, để nó bung ra cho mấy chị một chậu đẹp. 250 một chậu nha. Anh chị nào có chốt phụ nữ ha, ha cải thì chốt giúp em, phụ nữ cái này kêu là phụ nữ ha cải đó mấy chị. 250.000 một chậu. Mỹ Tú Phạm xả cây hồ điệp vàng hàng tài lấy ra bán luôn đi, lấy cây anh chị vàng hàng tài số 31 rồi. Lấy hai cây mãn tiếng hồng của Thu Văn Tân. Vì ngày hôm nay em cưới. Một cây vũ nữ nụ gửi địa chỉ Lý Hải Lý Trang hả? Thi hình hả? Lên số điện thoại địa chỉ giùm em đi chị Thi Hình ơi. Em sợ không ra khách đó đâu. Em sợ không ra khách đó đâu chị. Chị cho em có số điện thoại địa chỉ giùm em nha Thi Hình. Lý Hải Trang không sạch ra đâu, chị phải cho em số điện thoại địa chỉ là giùm em nha chị Thi Hình ơi. Em còn được cây thần tài chốt này chốt giúp em á là 190 giùm em cây này. Cho em mới cây hồ điệp, cây vũ nữ có nở có nụ giùm em. Lấy hai cây mãn thiên hồng của chị Thu Văn Tân ra bán. Đây là chị Hoa Lượng. Cái cây này có nở có nụ quá trời luôn nè, chị Hoa Lượng có lấy thì lấy, có đổi thì đổi. Cây là cái hồ điệp bà hàng tài, còn được một cây có chốt 190 giùm em, còn một cây nhất. Để có chuyển với chị Trâm Nguyễn một cây chưa? Cảm ơn chị Lân Hình. Đưa cái này đi, ok Thi Đức. Ok Thi Hình. Cây mãn thiên hồng này giá 170, cây hai vòi. Chốt mãn chốt 170 giùm em, hai vòi nở một hai bông cho mấy chị thôi. Hoa Lượng đổi cây này nè. Cho chị một cây vũ nữ có nở có nụ chị ghé lấy Dung Lê. Nè em để chị Dung Lê cây này chị Dung Lê nha. Dung Lê cây vũ nữ này chị Dung Lê nè, bông là đều cho chị luôn nè. Dung Lê một cây. 250 chị Dung Lê ạ. À. Anh chị nào chốt cây mãn thiên hồng thì chốt giúp em là 170. Còn cây này là cây hồ điệp thần tài vàng thần tài cho mấy chị 190, còn được một cây cho mấy chị. Lựa cho em cái cây vũ nữ mà có nở có nụ nữa cây nữa đi. Còn được có mấy cây này ra chậu đẹp. Đây thì em thêm cho mấy chị cây phụ nữ này nha mấy chị, phụ nữ hoa cải. Cái này nó có nở có nụ cho mấy chị nha, phải bung cho mấy chị coi chứ nụ nó còn nằm trong lá nhiều lắm.
Cây này giá là 250.000 một chậu nha. Chốt cái chậu này chốt 250 tán lớn, củ nó lớn không mấy chị. Củ nó đen 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 nâu đen, củ của nó không xanh giống như những cái dòng phụ nữ khác nhưng mà xanh đen nha mấy chị. Thảo Nhi đúng không? Thảo Nhi đổi cây mãng hai vòi nụ như thế này. Lấy cây hai vòi là nở đổi này. Thảo Nhi có số điện thoại địa chỉ chưa? Thảo Nhi lên số điện thoại địa chỉ giùm em ơi, chị Thảo Nhi ơi. Cây mãng á, có cây mãng, hai cây mãng á. Có hai cây mãng. Một cây ba, một cây hai á. Phụ nữ hoàng hậu phải ngưng nước. Ngưng nước nó khoảng 1 tháng rồi bắt đầu mới xịt kích bông vô. Mà chị cứ tưới nước mà nó không có thèm bông đâu. Nói gì vậy? Đang ăn nói hả? Đang nói. Em lên cái cây này cho mấy chị nè. Chuyện cho cây cam, cây nãy khách hỏi cam, em lên cam cho khách à. Cam ơi, cam hai vòi còn không? Hay là cam một vòi? Hôm trước có mua rồi, nhắn lại giùm em, nhắn là một tin nhắn, trong tin nhắn Messenger giúp em đi chị Thảo Nhi ơi. Cây cam. Cam này 180 nha mấy chị. Có chốt cam sọc kẻ này chốt 180 giùm em. Cây này như thế này mấy chị thấy nở chứ bông chơi tết nha. Chơi tết, cây qua tết mấy chị vẫn còn bông để chơi thì cam này rất là lâu tàn. Cây này giá 180 nha, cam sầu kẻ 180. Ngưng nước thì bắt buộc nó phải khô củ hơi héo lá bình thường chị. Chị đừng có quan tâm đó. Mấy chị mà bởi vì sợ, mình sợ ngưng nước mới bị vàng lá. Rồi mấy chị không, mấy chị cứ tưới nước nó hoài nên là nó đâu chịu làm bông đâu. Ngưng nước nó bình thường. Nó phải vàng lá, nó khô cái củ nó lại, nó khô, nhiều khi nó khô nó mới bung vòi được. Nên là những cây phụ nữ mà lúc làm bông á, chị thấy những cây phụ nữ lúc làm bông cái lá nó không có đẹp và cái củ nó không có mướt. Nó phải xuống ít lá. Vì mình ngưng nước mà mấy chị. Bởi vì đó là tâm lý của khách hoài luôn á. Đặc thù của dòng phụ nữ mà mình không ngưng nước là nó không có cho bông đâu. Bữa em nói phụ nữ hoàng hậu hoài gì. Mấy chị phải ngưng nước nó mới cho bông. Cây này giá là 180 nha. Chốt này chốt 180 giùm em mấy cây phụ nữ này. 180. Cái gì? Cái hồ đẹp 180.000, sorry mấy chị. Cây hồ đẹp 180 giùm em nha. 180 viết khùng luôn. Có cây vàng cái đỏ kìa, cái nó nở trong đó kìa. Nó đủ kìa. Viết khùng. Cái gì? Cây vàng lưỡi đỏ này giá là 190, cây hai vòi phân nhánh như thế này. Anh chị nào chốt vàng lưỡi đỏ chốt giùm em 190.000 giùm em nha. 190 vàng lưỡi đỏ. 190, 190. Năm chị có hàng về không vậy? Dạ. Chắc phải lai da da ngồi bệt đúng không? Ba cây. Chốt cái vàng lưỡi đỏ là chốt 190 nha. Anh chị nào có lấy vàng lưỡi đỏ chốt 190 giùm em. Dây da này đâu có chỗ nào mà sáng luôn ta. Dây da lai bệt. Lai ngồi bệt. Lai lắc đầu. Chờ ngày xưa con cô Duyên cũng dây lai dây da lai ngồi bệt đó chứ đâu. Ngày xưa giờ tính giờ 3 năm về trước rồi còn để năm rồi chứ mấy đúng không cô Sơn, năm rồi lai da da mà ngồi dưới đất đó. Ba cây 200. Ừ.
sale sập sàn. Sale cho mày mà năm có điện không có chủ. Cổ phiếu rớt giá luôn. Thôi em up like mấy chị ơi, thôi em up like. Chiều tối em lên soạn hàm like cho mấy chị nha. Tối em lên like cho khách. Up like nha. Vũ nữ Hồng Long Mộng chỉ phải xịt 60-40 nhiều nhiều xíu chị Thủy Tiên ơi. Nếu mà không có thì chị có thể xịt giúp em thêm thằng Kiki di xanh hoặc Kiki đỏ cũng được cho nó nhanh bông nha. Chị xịt Kiki di đỏ đi cho nó nhanh bông nha chị. Không thì pha Kiki di xanh mình pha xịt cho nó lên nhanh bông mà. Tại vì em nói là Vũ nữ Hồng Long Mộng nó làm bông lâu lắm rồi, nó là bông rất là lâu mới chị, là bông rất là lâu. Chị xịt Kiki di đỏ, Kiki di xanh đi là nó bông nhanh lắm. Bây giờ em up like, em tối hẹn gặp mấy chị vào live sau nha, bye bye mấy chị.